Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 141. Cùng trước đó đồng dạng, mới thánh viên tại cái kia đại thánh viên dẫn dắt đi, thu hoạch nho ra kinh thư cuốn một cái, nho sam một kiện, vui vẻ gia nhập nho ra thánh viên sướng ca ban đoàn tổ chức, vì Tống Thư Hàng khí thế góp một viên gạch. Tạ ơn Thanh Loan tiên tử chỉ điểm, Tống Thư Hàng ôm quyền nói cảm tạ. Thanh Loan tiên tử khe khẽ lắc đầu, phải cảm kích người là chúng ta mới đúng, nếu không phải bá Tống đạo hữu xuất thủ, lần này thú tu giới hạo kiếp, sẽ để cho chúng ta càng thêm sức đầu mẻ chán. Trên bầu trời, mặt trời nện bước chậm rãi bước chân, lưu luyến không rời Tây Hạ. Bận rộn một ngày, sắp kết thúc. Tại lại một nhóm người lây bệnh bị chữa trị sau khi hoàn thành, hạch tâm thế giới hướng Tống Thư Hàng truyền lại một cái tin tức hắn đã no đầy đủ. Tiên tử, không sai biệt lắm, ta bên này, cũng sắp đạt tới cực hạn, Tống Thư Hàng đối Thanh Loan tiên tử nói. Thanh Loan tiên tử ngừng tiếp tục truyền tống người lây bệnh động tác, vất vả bá Tống đạo hữu. Nhấc tay chi lao, Tống Thư Hàng cởi mở cười một tiếng. Đem cuối cùng một nhóm người lây bệnh chuyển di ra hạch tâm thế giới về sau, Tống Thư Hàng trước tiên dưới đáy lòng bắt đầu kêu gọi Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, khẩn cấp xin giúp đỡ. Lần này là thật sự có sự, can hệ trọng đại, thậm chí quan hệ đến tương lai của ta. Bạch Tiền Bối, ứng ta một tiếng A, Tống Thư Hàng dưới đáy lòng điên cuồng gọi Bạch Tiền Bối viễn trình trò chuyện. Lần này, hắn là quyết tâm muốn đem Bạch Tiền Bối kêu gọi đi ra, sở dĩ không ngừng đang triệu hoán, không đem Bạch Tiền Bối triệu hoán đi ra, hắn hôm nay đều không ngừng. Gọi sau một lúc lâu, Bạch Tiền Bối tà liên thế giới đột nhiên mở ra, có một kiện đồ vật từ tà liên thế giới bên trong bị ném tới, thả vào Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, lại thuận hạch tâm thế giới cửa ra vào, hướng phía Tống Thư Hàng thân thể đập tới. Tống Thư Hàng thật nhanh đưa tay vừa tiếp xúc với. Sau đó, hắn nhận được một đầu tiểu Husky. Một đầu rất phổ thông tiểu Husky, không phải yêu thú cũng không phải tà thú, chính là trên địa cầu khắp nơi có thể thấy được đặc biệt sẽ nhảy Husky. Uông tiểu Husky kêu một tiếng về sau, cũng không sợ người lạ, cắn Tống Thư Hàng quần áo liền bắt đầu xé rách. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối đây coi như là có ý tứ gì? Tại sao phải hướng hắn ném một đầu Husky? Mặc dù tiểu cáp rất khả ái, nhưng nó cũng không thể thay mình giải quyết vấn đề. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, một thanh âm xa xa truyền lại đến trong tai của hắn, là mặt trời nhỏ ngươi mau lên T233 hào cái kia từ tính thanh âm, hồi bá Tống Hào, ta chủ có ý tứ là, hắn không muốn nói chuyện, cũng hướng ngươi ném đi một đầu chó. Tống Thư Hàng, bá Tống Hào có lời gì, nói với ta đi, ta đến thuật lại cho ta chủ, mặt trời nhỏ chất phác nói. Là như vậy, ta vừa rồi tỉnh hóa mấy nhóm thú giới người lây bệnh. Cho nên muốn để Bạch Tiền Bối cho ta quét hình thân thể. Tống Thư Hàng trả lời. Lần trước tại thú tu giới, hắn bởi vì tỉnh hóa quá nhiều người lây bệnh, kết quả giữa bất chi bất giác nhiễm lên béo cầu đại lão cường lực nguyên rùa. Béo cầu đại lão không hổ là cửu u chúa tể, thủ đoạn cao thâm mà chắc, khó lòng phòng bị. Hắn tại hạ nguyên rùa thời điểm, Tống Thư Hàng trên người hạch tâm thế giới, công đức xà mỹ nhân, Quy Tiền Bối đều không có phát giác. Sở dĩ, lần này không thể không phòng. Mặt trời nhỏ tiếp tục chất phác nói, còn có những lời khác muốn dẫn sao? Hừm, tốt nhất lại cho Bạch Tiền Bối nói một chút, liền nói ta đây cũng là phá hư béo cầu đại lão kế hoạch một vòng. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Được rồi, bá Tống Hào, còn có lời gì muốn chuyển đạt sao? Mặt trời nhỏ tiếp tục chất phác hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ. Cảm giác đã không có lời gì muốn nói, trả lời, cứ như vậy đi. Mặt trời nhỏ dừng lại một lát sau, chậm rãi nói, ừm. Sau đó, hắn kết thúc cùng Tống Thư Hàng ở giữa đối thoại. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, làm sao luôn cảm giác mặt trời nhỏ T233 hào lời nói bên trong có hàm ý dáng vẻ. Ta có phải hay không không để ý đến cái gì? Hẳn không có không để ý đến cái gì mới đúng. Tống Thư Hàng tiện tay đem cái này tiểu Husky nhét vào hạch tâm thế giới. Sau đó, hắn lại điều ra trong trí nhớ mình Hà Chỉ Ma Đế nhân sinh menu Thiên Kiếp Thịnh Yến. Thiên Kiếp Thịnh Yến chủng loại phi thường phong phú. Ngoại trừ phổ thông lôi kiếp, ngũ hành thiên kiếp bên ngoài loại hình đại kiếp bên ngoài, còn có đan kiếp, khí kiếp, tâm ma kiếp, cùng một số thiên môn nguyền rủa kiếp. Nguyền rủa thủ đoạn công kích cũng là thiên kiếp bên trong một loại. Trên người mình nếu có nguyền rủa lời nói,
Vậy làm sao nói cũng là cửu u chúa tể cấp nguyền rủa, không biết có thể hay không thông qua hà chỉ ma đế menu đưa nó xử lý một chút. Nguyền rủa loại vật này, phải cùng tâm ma không sai biệt lắm, đều là trung lập tính chất, bạch tiền bối hẳn là cũng sẽ không phản cảm mới đúng. Mặt khác, trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác kỳ quái, nguyền rủa thứ này tựa hồ là cái thứ tốt, nếu như có thể đem nguyền rủa rút ra đi ra, phi thường hữu dụng. Tỷ như dùng để cho linh quỷ ăn. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, trong đầu đột nhiên truyền đến bạch tiền bối thanh âm, lần này không có nguyền rủa phụ thân, lần này ngươi tại rút ra cửu u tà năng cảm nhiễm thời điểm, dùng hạch tâm thế giới đem tự thân cô lập ra, béo cầu nguyền rủa không thể tác dụng ở trên người của ngươi. Không tác dụng trên người ta, cái kia tác dụng đi nơi nào? Tống Thư Hàng trong lòng thở dài một hơi đồng thời, lại ẩn ẩn cảm giác mình tựa hồ thua lỗ một đợt. Nguyền rủa trực tiếp tác dụng tại ngươi hạch tâm thế giới bên trên. Sau đó nguyền rủa liền không có. Bạch tiền bối bình tĩnh nói. Béo cầu nguyền rủa, đối hạch tâm thế giới vô hiệu. Dù sao cũng là ban văn long thiên đạo tác phẩm, có một ít đặc dị thuộc tính. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối, ngươi còn có chuyện gì không? Tống Thư Hàng. Đợi đã, trước đó mặt trời nhỏ ngươi mau lên T233 hào vẫn tại lặp đi lặp lại âm thầm nhắc nhở hắn, tại nói cho hắn biết hẳn là có chuyện gì muốn thuật lại cho bạch tiền bối. Hiện tại, bạch tiền bối hiện thân lúc, cũng lần nữa hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ là ta không để ý đến chuyện trọng yếu gì? Mà lại cái này chuyện trọng yếu, là bạch tiền bối rất để ý sự tình. Tống Thư Hàng đại não điên cuồng vận chuyển lại. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh kích thích hắn nhanh nhớ tới, ta đến cùng không để ý đến cái gì. Đúng, có phải hay không là tâm ma kiếp cắt miếng sashimi vấn đề. Bạch tiền bối, qua một thời gian ngắn ta chuẩn bị đi vớt mấy cái tâm ma kiếp, người đối tâm ma kiếp có hay không có phản cảm. Tống Thư Hàng dùng viễn trình tâm lý giao lưu năng lực, nhanh chóng hỏi. Không ghét, ta đối với nó giác quan ở vào trạng thái trung lập. Bạch tiền bối trả lời, ngươi còn có chuyện gì không? Còn tới, ta còn không có nói đến ý tưởng bên trên. Tống Thư Hàng cảm giác trên trán cấp đổ mồ hôi. Sở dĩ, ta đến cùng không để ý đến cái gì à? Lấy bạch tiền bối tính cách, chú ý địa phương hẳn là đồ ăn ngon, chơi vui đồ vật, có sáng tạo cái mới đồ vật đổi béo cầu. Phương diện này, hai cái bạch tiền bối còn rất tương tự. Đã không phải đồ ăn ngon. Như vậy là đồ chơi tốt gì hoặc là có sáng tạo cái mới đồ vật. Ta gần nhất có tiếp xúc đến vật tương tự sao? Không có chuyện gì khác sao? Bạch tiền bối lại chậm rãi hỏi. Tống Thư Hàng hoàn toàn nhớ không nổi bất cứ manh mối nào tới. Bạch tiền bối, cho điểm nhắc nhở. Tống Thư Hàng đành phải kiên trì hỏi. Nhắc nhở, cái gì nhắc nhở? Bạch tiền bối cười ha hả nói, không có chuyện gì khác, vậy ta liền đi a. Lại qua một lát sau. Tống Thư Hàng cười khổ nói, bạch tiền bối, ta nghĩ không dậy nổi sự tình khác. Hừm, không sao liền tốt, vậy ta tiếp tục đi giám thị béo cầu đi, bạch tiền bối nói, sau đó, hắn gãy mất cùng Tống Thư Hàng ở giữa trò chuyện. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, thật lâu không nói. Hắn còn tại xoắn suýt. Sở dĩ, ta đến cùng không để ý đến cái gì chi tiết. Hắn tự hỏi là cái khá là cẩn thận người. Đặc biệt là tỉnh táo trạng thái dưới, làm việc hoặc tìm đường chết trước đó, đều sẽ trước sau khi chuẩn bị xong quả. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng thở dài. Bên cạnh, Thanh Loan tiên tử không có quấy rầy Tống Thư Hàng. Nàng có thể ẩn ẩn cảm ứng được, tại bá Tống Huyền Thánh ngẩn người trong lúc đó, tuần tự có hai cái vô cùng cường đại ý chí, xa xa cùng bá Tống Huyền Thánh tại tiến hành thần niệm giao lưu. Cái thứ nhất ý chí, cho người ta một loại như mặt trời ấm áp cảm giác. Hẳn là viết làm dịu cửu u tà năng cảm nhiễm sách nhỏ trường sinh giả tiền bối. Cái thứ hai ý chí cảm giác trên càng khủng bố hơn, Thanh Loan tiên tử từ đó chỉ cảm thấy đáp lời một loại cuồn cuộn, vô biên vô hạn cảm giác. Nàng thậm chí không dám xâm nhập cảm ứng, miễn cho gây nên cái thứ hai ý chí bất mãn. Bá Tống Huyền Thánh không hổ là thiên niên đệ nhất thánh, bối cảnh của hắn thâm hậu đến không cách nào tưởng tượng. Lúc này, gặp Tống Thư Hàng kết thúc cùng cường hoành ý chí ở giữa giao lưu về sau, Thanh Loan tiên tử mới lên tiếng nói, như vậy bá Tống đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Chờ Thánh Sơn mở ra thời điểm, ta sẽ sớm liên hệ bá Tống đạo hữu, đến lúc đó hoan nghênh đạo hữu đến thú tu giới làm khách. Vậy liền phiền phức Thanh Loan tiên tử,
Tống Thư Hàng mặt mỉm cười trả lời. Thanh Loan tiên tử đối Tống Thư Hàng phất tay, nàng bước vào đầu kia trở về thú tu giới thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Bá Tống Huyền Thánh đích thật là cái rất không tệ đạo hữu a. Thanh Loan tiên tử sau khi rời đi, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, thi triển niệm lực, bắt đầu chỉnh lý mảnh này hiệu khu thổ địa. Tô thị A Thập Lục cùng A Thập Lục chiến đấu sau làm ra cái hố, bị hắn dùng niệm lực thôi động thổ địa, một chút xíu lấp đầy. Tận lực đem thổ địa hoàn nguyên về sau, Tống Thư Hàng hài lòng gật đầu. Mặc dù không cách nào giống bạch tiền bối như thế, một cái bình thổ chú xuống tới, liền đem tất cả cái hố lấp hoàn chỉnh. Nhưng hắn đã tận lực. Sau đó, hắn vẫy tay, Hà Long thần hành chiến xa từ không trung giáng xuống, rơi vào trước mặt hắn. Tống Thư Hàng đạp vào chiến xa, lại hướng sau xe nhìn một cái. A Thập Lục vẫn ngồi ở trên chiến xa nhắm mắt minh tưởng. Gió nhẹ thổi qua, Tô thị A Thập Lục trên thân tản ra ngọt ngào mùi thơm, mà lại không biết có phải hay không ảo giác. Luôn cảm giác lúc này A Thập Lục da thịt, biến càng thêm bóng loáng, vô cùng mịn màng. Tự cùng A Thập Lục phá giáp sau da thịt. Chẳng lẽ A Thập Lục mỗi lần thí luyện sau khi thành công, còn có thể hấp thu A Thập Lục trên người ưu điểm? Tống Thư Hàng xoa cằm, suy tư nói. Cái kia chư thiên vạn giới bên trong, sẽ có hay không có một cái trưởng thành bản Tô thị A Thập Lục, bị hấp thu sau liền có thể để A Thập Lục lập tức trưởng thành một đoạn. Tống Thư Hàng thử não bổ bên dưới ngự tỷ bản Tô thị A Thập Lục hình tượng, khe khẽ lắc đầu, A Thập Lục vẫn là bình thường chậm rãi trưởng thành sẽ khá thú vị. Trong lúc đang suy tư, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên từ A Thập Lục phía sau chui ra, nàng đối Tống Thư Hàng đưa lên móng vuốt, lộ ra móng vuốt bên trong điện thoại. Tống Thư Hàng. Không điện, Bạch Long tỷ tỷ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng tiếp nhận điện thoại, theo chính là một phát nạp điện thuật, đem lượng điện xông tới đầy. Tạ ơn, Bạch Long tỷ tỷ tiếp nhận điện thoại, thân hình lùi về Tô thị A Thập Lục thể nội, chỉ sau lưng Thập Lục lộ ra một đôi mắt cùng một đôi móng vuốt nhỏ, tiếp tục bắt đầu chơi lên trò chơi. Tống Thư Hàng. Nhìn, chỉ cần có được nạp điện thuật, cho dù là trường sinh giả cấp bậc đại lão một câu tạ ơn cũng có thể tùy tiện đạt được. Hà Long thần hành chiến xa, chậm rãi bay lên không, đón trời chiều hướng Dược Sư Đại Lâu vị trí bay đi. Lại nói, Bạch Long tỷ tỷ, có biện pháp nào có thể nhanh chóng đạt được một đầu tâm ma kiếp? Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng hỏi. Có, người cái bóng bên trong da đen vũ nhu tử hoặc là treo ở ngươi sau thắt lưng xích tiêu kiếm đạo hữu, đều là có sẵn tâm ma. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Hai vị này không thể cắt miếng. Ta nói là có thể hay không đạt được bình thường tâm ma kiếp? Tống Thư Hàng hỏi. Ngoại trừ muốn cho bạch tiền bối cung cấp tâm ma kiếp phần món ăn bên ngoài, Tống Thư Hàng còn nhớ rõ vị kia thân thể chiếm hết một cái thế giới bóng tối lãnh chúa. Âm ảnh lãnh chúa đã từng đã cho Tống Thư Hàng một cái màu đen chén nhỏ, nói cho hắn biết chỉ cần làm ra hôn tâm ma kiếp cắt miếng, liền có thể đem hắn triệu hoán tới. Nói cách khác, nếu như Tống Thư Hàng đem tâm ma kiếp tiệc làm được, chẳng khác nào có thể tùy thời triệu hoán một tên cường lực tay chân. Đến lúc đó, vô luận đội ai, Tống Thư Hàng đều có lực lượng. Qua một thời gian ngắn, hắn có thể muốn hiệp trợ Vân Tước Tử tiền bối đoạt lại bất hủ chi cốt, cùng bạch tiền bối cùng một chỗ đối béo cầu đại lão. Sở dĩ chuẩn bị thêm điểm át chủ bài, chuẩn không sai. Như vậy, nghĩ biện pháp tìm chính lâm vào tâm ma kiếp đạo hữu, sau đó nghĩ biện pháp đem hắn trên người tâm ma kiếp lấy ra. Còn muốn làm sao làm, ta cũng không rõ ràng. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Dù sao tâm ma kiếp là làm phức tạp tuyệt đại đa số tu sĩ tâm phúc họa lớn, tại độ kiếp thời điểm, nếu có biện pháp đưa nó rút ra, các tu sĩ đã sớm hành động. Một cái khác phương pháp chính là mở rộng vũ nhu tử phương án, nhìn xem ai có thể ngưng tụ ra thích hợp cắt miếng tâm ma tới. Bạch Long tỷ tỷ tiếp tục nói. Tống Thư Hàng thở dài. Bạch Long tỷ tỷ hai cái phương án. Nói tương đương không nói. Sở dĩ, có biện pháp nào không từ địch nhân trên thân làm cái tâm ma kiếp đi ra? Tống Thư Hàng nhớ kỹ trong tay mình còn có mấy cái tù binh tới. Hắn bắt đầu suy tính tới cái phương án này khả thi tới. Hà Long thần hành chiến xa, đã bình ổn tốc độ, trở về dược sư cái kia chàng đại lâu. Chiến xa lơ lửng tại mái nhà vị trí. Tống Thư Hàng khống chế chiến xa. Đưa nó trực tiếp chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong đi. Tô thì A Thập Lục còn tại phía trên minh tưởng ngồi xuống, không tốt quấy rầy đến nàng. Đồng thời, hắn đem ý thức chuyển rời đến hoạt tuyền bên cạnh.
Cảm ứng được ý thức của hắn về sau, hạch tâm tiểu trợ thủ hiển hiện, lên tiếng nói, bá Tống tiên sinh, nhóm đầu tiên đá quý trái cây thành thục. Đi qua hoạt tuyển chi thủy tưới nước, tam thập tam thú thần tông nhà vệ sinh sản xuất phân hóa học, cùng Tống Thư Hàng thông qua hoa sen hình chiếu từng đám rút ra cửu u tà năng về sau, hạch tâm thế giới không ngừng hiện lên linh lực thoải mái. Rốt cục đem đá quý trái cây thúc. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, thời gian vừa vặn. Trước khi ra cửa, Bạch Tiền Bối muốn hắn về nhà lúc, thuận tiện quả ướp lạnh. Kết quả hắn bồi tiếp Thanh Loan tiên tử cùng thú tu giới người lây bệnh dày vò cho tới bây giờ, đều không tới đến đi tiệm trái cây. Tốt tại Thanh Loan tiên tử cung cấp đá quý trái cây hạt giống. Tống Thư Hàng thân thể bước vào đến hoạt tuyển bên cạnh, nhìn qua cái kia 80 gốc đá quý trái cây cây ăn quả. Trái cây cũng không cao, đối với cái khác hơi một tí cao mấy chục mét cây loại linh thực, hắn chỉ có 3 mét độ cao tại linh thực bên trong thuộc về hạng chót hình. Bất quá nó trái cây thể tích lại không nhỏ, mỗi một quả đá quý trái cây, đều có bóng chuyển lớn nhỏ, tản ra mê người mùi thơm. Nhìn qua ngon nhiều chất lỏng, phi thường ngon miệng. Ong mật tiểu quang đoàn nhóm tại cây ăn quả bụi bên trong bay múa, các nàng vây quanh một đầu đá quý trái cây nhẹ nhàng nhất chuyển, đưa nó hái xuống, vận chuyển đến Tống Thư Hàng bên cạnh. Tống Thư Hàng tiếp nhận trái cây, mỉm cười. Những thứ này đá quý trái cây nhất định có thể để Bạch Tiền Bối hài lòng, đến lúc đó, nói không chừng đến lúc đó có thể mượn nhờ Bạch Tiền Bối may mắn, đạt được một đầu tâm ma kiếp cái gì. Tống Thư Hàng bưng lấy đá quý trái cây xoa xoa, cắn một cái bên dưới, thịt quả béo khỏe nhiều chất lỏng, ngọt mà không ngán, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, mà lại tầng kia vỏ trái cây cắn xuống lúc đến, trong vắt, giống băng đường hồ lô vỏ bọc đường xác, bắt đầu nhai nuốt phi thường có cảm giác. Đương nhiên, càng làm cho hắn ưa thích chính là đá quý trái cây hột. Dưới tình huống bình thường, không đi qua bồi dưỡng đá quý trái cây cái đầu nhỏ bé, chỉ có móng tay phiến lớn, nhìn qua tựa như là thu nhỏ hình linh thạch, một cái đá quý trái cây bên trong ước chừng 10 cái tả hữu hột. Muốn để chúng nó biến thành linh thạch đồng dạng hạt giống, còn cần một loạt bồi dưỡng quá trình. Tống Thư Hàng nhìn lấy những thứ này tiểu quả hạch, cảm giác đặc biệt khả ái chủ yếu bởi vì bọn chúng giống linh thạch. Dùng niệm lực đem những thứ này hột lựa đi ra, để qua một bên về sau, Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này cảm giác cùng hương vị, Bạch Tiền Bối nhất định sẽ ưa thích. Đúng, không biết Bạch Tiền Bối có thể hay không ưa thích loại vị đạo này. Tống Thư Hàng trong đầu liền nghĩ tới Bạch Tiền Bối. Sau đó hắn lại rối rắm, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra mình rốt cuộc không để ý đến cái gì. Đến lúc đó cho Bạch Tiền Bối cũng đưa một nhóm đi. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ nhàng phất tay, niệm lực nâng 10 cái đá quý trái cây, đưa chúng nó hái xuống tới. Như vậy, ta trước hết đi ra, hạch tâm thế giới liền giao cho các ngươi xử lý. Tống Thư Hàng đối hạch tâm tiểu trợ thủ cùng cái kia một đám ong mật tiểu quang đoàn nói. Bá Tống tiên sinh xin chờ một chút, hạch tâm tiểu trợ thủ nói. Dứt lời, đám kia ong mật tiểu quang đoàn lại bay tới, các nàng giơ lên một đầu bình ngọc nhỏ. Bên trong chứa vị ngọt dịch thể. Mật ong, Tống Thư Hàng hỏi, trước đó Thanh Loan tiên tử giới thiệu những thứ này ong mật tiểu quang đoàn lúc, cũng đã nói các nàng có thể truyền bá phấn hoa, còn có thể thu thập mật ong. Gặp Tống Thư Hàng đoán ra đáp án về sau, cái kia 8 con ong mật tiểu quang đoàn vui sướng ở bên cạnh hắn bay múa. Ha ha, mấy tên tiểu tử các ngươi, khổ cực. Tống Thư Hàng đưa tay phải ra, theo thói quen tay trượt đi. Cho mỗi con ong mật tiểu quang đoàn quét phát dưỡng đao thuật. 8 con ong mật tiểu quang đoàn toàn thân chấn động, quang đoàn ẩn ẩn đều phồng lớn lên một đoàn. Một lát sau, các nàng siêu siêu vẹo vẹo bay đến một khỏa đá quý trái cây trên cây, nghỉ ngơi. Không tốt, dùng thuận tay. Tống Thư Hàng có chút bận tâm nhìn qua các nàng, cái này 8 con tiểu gia hỏa không có vấn đề a. Nhìn các nàng liền bay cũng bay bất ổn. Long Lạc tiểu trợ thủ. Bá Tống tiên sinh không cần lo lắng, các nàng trước đó quá mệt mỏi, hiện tại vừa vặn có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nói cách khác dưỡng đao thuật đối cái này mấy con ong mật tiểu quang đoàn cũng có thể hữu hiệu. Làm sao cảm giác thiên hạ liền không có dưỡng đao thuật nuôi không được đồ vật, nghiên cứu ra dưỡng đao thuật tiền bối, thật là một cái quái tài. Tống Thư Hàng niệm lực nâng 10 cái đá quý trái cây, trong tay dẫn theo cái kia ong mật bình ngọc, từ hạch tâm thế giới bước ra. Hắn một chút cảm ứng về sau, phát hiện Bạch Tiền Bối phân thân đang trong hậu viện, không biết đang chơi đùa lấy cái gì. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, một đoạn chạy chậm,
sau đó thả người từ mái nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống Bạch Tiền Bối phân thân bên cạnh, "Bạch Tiền Bối, ta trở về." "Đã sớm cảm ứng được khí tức của ngươi, lui lại một chút, đừng dẫm lên linh kiện." Bạch Tiền Bối phân thân lúc này trên người treo một kiện màu trắng tạp dề, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất lắp ráp một cái kim loại u cục, cũng không quay đầu lại đáp. "Bạch Tiền Bối đang làm cái gì?" Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, đồng thời dùng niệm lực nâng lên một đầu đá quý trái cây, đưa nó đưa đến Bạch Tiền Bối bên cạnh, "Ngươi muốn hoa quả, đây là tới tự thú tu giới đặc sản đá quý trái cây, cảm giác đặc biệt bồng." Bạch Tiền Bối phân thân xoay đầu lại, duỗi ra bản thân tràn đầy tràn dầu hai tay, lắc lắc nói, "Đừng quấy rối, tay dơ." Bất quá quay đầu về sau, mặt đơ Bạch Tiền Bối phân thân hai mắt sáng tỏ, niệm lực thứ này thật đúng là dùng tốt, lại tiến tới một điểm. Tống Thư Hàng theo lời, dùng niệm lực nâng đá quý trái cây hướng về phía trước chuyển tới. Bạch Tiền Bối phân thân cắn một cái bên dưới, hài lòng nhẹ gật đầu, "Hừm, cảm giác không tệ." "Bạch Tiền Bối, ngươi tại lắp ráp cái gì?" Tống Thư Hàng lại hỏi. "Buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì, mở ra lần trước mấy cái kia máy móc chiến sĩ trên người bọc thép, sau đó ta nếm thử lắp ráp cái này đại gia hỏa. Vừa vặn, không sai biệt lắm hoàn thành, cho ngươi xem một chút hiệu quả." "A ô," Bạch Tiền Bối phân thân lại tại đá quý trên trái cây cắn một cái, sau đó lui ra phía sau một bước, đưa tay tại cái kia kim loại u cục vỗ một cái. Tạch tạch tạch. Nguyên bản một đoàn tạp nhạp kim loại u cục lắp ráp, hợp thành một đầu to lớn kim loại cánh tay phải. Bạch Tiền Bối đưa tay cắm vào cái này cánh tay phải trong tay, nhẹ nhàng nắm tay. To lớn kim loại cánh tay phải cũng đi theo làm ra nắm tay động tác. Bạch Tiền Bối bắt đầu búng ra ngón tay, kim loại cánh tay phải ngón tay cũng sẽ bén nhạy đi theo búng ra. "Bạch Tiền Bối, ngươi muốn tạo Transformer?" Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. "Không phải, đây chỉ là một pháp khí hình thức ban đầu, trước mắt vẫn là thuần máy móc bản. Chờ ta đưa nó hoàn thành về sau, thể tích của nó có thể thu nhỏ, trở thành phụ trợ nắm tay phải, tăng cường quyền pháp uy lực. Chỉ cần bổ sung đầy đủ linh thạch, liền xem như nhất phẩm tiểu tu sĩ liền có thể sử dụng. Tương lai còn có thể trực tiếp sử dụng điện năng hoặc là cái khác năng nguyên, càng thêm thuận tiện." Bạch Tiền Bối phân thân giới thiệu nói, "A ô, máy móc hình pháp khí chỗ tốt ngay ở chỗ này, không cần phức tạp trận pháp đi kích hoạt, chỉ cần có linh thạch, cho dù là nhất phẩm tiểu tu sĩ cũng có thể sử dụng tựa như lúc trước Tống Thư Hàng trong tay tam tinh ngự hỏa phiến, nạp điện liền có thể dùng. Đối tu sĩ cấp cao hữu dụng không?" Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. "Trước mắt chỉ là hình thức ban đầu bản, chỉ là cái đồ chơi. Muốn chân chính có lực sát thương, phải đợi về sau phiên bản càng mới lại nói." Bạch Tiền Bối phân thân quơ to lớn kim loại nắm đấm, giới thiệu nói, "Hắn hiện tại duy nhất phương thức công kích, là ta ở bên trong an trí một cái cường lực thôi miên bom khói, độc môn nghiên cứu bom khói, bình thường pháp thuật căn bản không phòng được hắn. Thôi miên hiệu quả rất không tệ, liền xem như thất phẩm tôn giả hút vào sương mù, cũng phải thất thần trên một lát. Đến cho hắn muốn cái hệ liệt tên mới được, a ô. Ô, có xác, đột." Một cái như là tiểu linh thạch hột từ Bạch Tiền Bối phân thân trong miệng thốt ra, chính xác bay về phía xa xa thùng rác. "Bạch Tiền Bối, kỳ thật trái cây kia hạch còn hữu dụng." Tống Thư Hàng nhắc nhở, "Dựa theo Thanh Loan tiên tử thuyết pháp, hột còn có thể lại chế tác thành quả nhân. Vậy liền đưa nó chặn đứng." Bạch Tiền Bối quơ to lớn kim loại nắm đấm, bổ sung giới thiệu nói, "Chỉ cần ta như thế nhấn một cái này nắm đấm còn có thể giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài." "Ân, ấn sai rồi." Sau đó, Tống Thư Hàng liền thấy một cái nắm tay nhỏ lớn đầu đạn từ Bạch Tiền Bối phân thân kim loại nắm đấm bên trong phun ra ngoài, nổ tung lên. Một trận sương mù bao phủ cả cái hậu viện. Lại nói tiếp, trước mắt hắn tối đen, một đầu mới ngã xuống đất. Một đêm này, Tống Thư Hàng làm giấc mộng. Hắn mơ tới bản thân phá quan mà ra. Kim đan vô hối, tám long văn. Hắn mừng rỡ, dùng sức nắm tay, ta công tử hải cả đời, tuyệt đối sẽ không tình nguyện yếu với người. Nha, nhập mộng rồi. Nhập mộng có thể nói là hiện tại Tống Thư Hàng cường đại nhất năng lực thiên phú. Nhưng là mỗi lần hắn phát động nguyên nhân không có quy luật, đặc biệt tùy hứng. Trên cơ bản tới nói, mỗi lần nhập mộng, cũng có thể làm cho Tống Thư Hàng đạt được một số kinh nghiệm. Cho dù là biến thành thông nương những năm tháng ấy, hắn chí ít cũng ma luyện đạo tâm của mình, vì tương lai tâm kiên giống như thép đánh xuống cơ sở. Trong khoảng thời gian này, Tống Thư Hàng tiếp xúc rất nhiều đại lão, người,
sự vật thậm chí còn ăn một lần thiên kiếp. Phù hợp nhập mộng điều kiện người hoặc vật đều không ít, gặp được nhập mộng loại chuyện này, hắn rất bình tĩnh. Bất quá nhập mộng đến công tử Hải thật sự là may mắn. Tống Thư Hàng hiện tại muốn biết nhất, chính là liên quan tới công tử Hải tình báo. Có lẽ có thể mượn nhập mộng, đạt được chút tình báo hữu dụng. Cảm tạ Bạch Tiền Bối phân thân, cảm tạ hắn cái kia phát thôi miên bom khói. Từ nhập mộng cắt vào thời gian điểm tới nhìn, hẳn là công tử Hải rốt cục vượt qua ngũ phẩm thiên kiếp, cũng bế quan một chút thời gian vững chắc cảnh giới, sau đó phá quan mà ra thời gian. Tám Long Văn Kim Đan, đây là có nhìn trong tương lai đột phá đến cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới tiềm lực. Mà lại, Tống Thư Hàng nhớ kỹ Hà Chỉ Ma Đế tựa hồ cũng là từ Tám Long Văn chứng đạo, tại tất cả mọi người cũng không xem trọng hắn tình huống bên dưới, quả thực là bước ra bản thân con đường trường sinh, trở thành ma môn đại đế. Hà Chỉ Ma Đế Tám Long Văn, công tử Hải cũng là Tám Long Văn, mà hắn lại vừa vặn đạt được Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa, trong cõi U Minh tựa hồ có định số. Nói không chừng để công tử Hải chậm rãi trưởng thành tiếp, có thể trở thành vị thứ hai Hà Chỉ Ma Đế. Nhập mộng quá trình bên trong, Tống Thư Hàng thân thiết thể nghiệm được công tử Hải tấn thăng Tám Long Văn lúc, cái kia kích động chi tình. Loại này kích động, Tống Thư Hàng phi thường lý giải lúc trước hắn bản mệnh kim đan bị Bạch Tiền Bối bổ hoạch định cửu Long Văn lúc, hắn cũng là đồng dạng kích động. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ lấy, đương bản thân ở vào ngũ phẩm cảnh giới lúc, đi tìm trên công tử Hải, cùng hắn đường đường chính chính chiến đấu một ván, kết thúc nhân quả. Song phương đều là ngũ phẩm điều kiện tiên quyết, một trận chiến này tính được là số mệnh cuộc chiến. Kết quả không để ý, hắn tấn thăng đến lục phẩm. Bây giờ lại đi tìm công tử Hải quyết đấu, liền không có loại kia số mệnh cảm giác. Sở dĩ, coi như lại đi tìm hắn, cũng không dễ dùng quyết đấu danh nghĩa. Nhập mộng bên trong, công tử Hải nhẹ nhàng vung tay lên, đem bản thân bế quan trận pháp, bày trận pháp kỳ các loại vật phẩm thu hồi. À, lại có huyền thánh nhân tiền hiển thánh trực tiếp, công tử Hải nói khẽ. Đi qua gần ngàn năm thời gian, đều không có xuất hiện huyền thánh. Năm nay huyền thánh lại một hơi bộc phát, tụ tập ra sân. Đây là một cái đại thời đại sắp xảy ra báo hiệu. Nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp, là chư thiên vạn giới phúc lợi. Công tử Hải hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái này chân quý cơ hội. Mặc dù trước đó bị bá tống huyền thánh tiểu hào bá nho huyền ma hố qua, nhưng hắn cũng không tin bá tống huyền thánh còn có thể hết lần này đến lần khác trên nhân tiền hiển thánh. Thế là, nhập mộng bên trong công tử Hải, lựa chọn quan sát nhân tiền hiển thánh giảng pháp. Làm sao không phải huyền thánh, mà là cổ thánh, công tử Hải nghi ngờ nói. Mà lại, giảng pháp bát phẩm tiền bối không chỉ một vị. Đầu tiên là đậu đậu cổ thánh, tiếp theo là linh điệp tử cổ thánh, tiếp theo là nằm ngủ mất âm trúc cổ thánh, vị này có thể xem nhẹ. À, đúng dịp, là ta cổ thánh giảng đạo trường diện a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Công tử Hải liên tiếp xem hết hai vị cổ thánh đặc sắc giảng pháp, nhìn say sưa ngon lành, thu hoạch rất nhiều. Cái này lúc, lại có một vị cổ thánh đăng tràng, chính là áp trục ra sân. Bá Long cổ thánh. Đang nhìn đến chương này quen thuộc vừa xa lạ thiếu niên Tống Thư Hàng gương mặt lúc, công tử Hải toàn thân nhịn không được lắc một cái. Áp lực sơn đại, tâm tình hết sức phức tạp. Gia hỏa này thật đúng là hết lần này đến lần khác, không cho người ta lưu đường sống. Một loại thật sâu oán niệm, từ công tử Hải trong lòng hiển hiện. Mà vào mộng trạng thái Tống Thư Hàng, tự nhiên cũng thể nghiệm được công tử Hải cơn oán niệm này. Cảm giác này muốn làm sao hình dung tốt đâu. Rất phức tạp, rất mới mẻ. Công tử Hải là địch nhân đối với mình có oán niệm lời nói, hẳn là loại chuyện tốt. Như thế nào, mới xem như một vị hợp cách địch nhân? Ta có phải hay không là ngươi trong lòng chán ghét nhất, không muốn nhìn thấy nhất, muốn chém chết nhất, oán niệm nhất người? Nếu như trở lên đều là có, nên liền xem như miễn cưỡng hợp cách địch nhân. Nói như vậy, chính mình cái này công tử Hải một đời chi địch, làm coi như hợp cách. Nhưng là, nói thật từ đầu tới đuôi, ta đều không có chủ động đi tìm công tử Hải gốc dạ a. Mỗi lần đều là hắn tới tìm ta gốc dạ, dựa vào cái gì hắn oán niệm còn lớn hơn ta. Bình thường tới nói, tổng là bị gây chuyện ta mới hẳn là oán niệm 10 phần nha. Công tử Hải yên lặng xem hết huyền thánh giảng pháp. Sau một lúc lâu, ta chỉ là đóng nửa năm quan, trùng kích ngũ phẩm cảnh giới,
rõ ràng chỉ là thời gian ngắn như vậy, liền phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Công tử Hải thở thật dài một cái, không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Hắn cúi đầu, nhìn lấy chính mình trên tay ma văn, bá tống huyền thánh đại thế đã thành, xem ra công tử Hải cái thân phận này, nói không được muốn chết trước một lần. Bộ thân thể này, còn có công tử Hải thân phận, còn có một bộ phận hồn phách tạp chất, nhất định phải dứt bỏ. Hắn thấp giọng nói, đến lúc đó, cỗ này hóa thân, vừa vặn có thể thay ta vượt qua bá tống một kiếp này. Tống Thư Hàng, a, ta có phải hay không phát hiện một cái ghê gớm tin tức? Cái này lúc, công tử Hải chậm rãi rút ra chính mình bản mệnh phi kiếm thanh phi kiếm này bên trong, ẩn tàng một sợi huyết hồng chi sắc, cái này một sợi huyết hồng như dao long, đang phi kiếm bên trong du tẩu. Đây là bởi vì hắn bản mệnh trong phi kiếm, dung hợp lúc trước dụng kế hiến tế Nguyệt Đao Tông toàn viên về sau, lấy được chuôi này bản mệnh huyết thần đao. Chúng ta cùng một chỗ thuế biến đi, công tử Hải chậm rãi nói, ta muốn đem ngươi, đúc thành ta bản mệnh ma thần trụ, một thanh kiếm hình ma thần trụ. Không có người quy định ma thần trụ không thể là kiếm hình thái. Tức là kiếm, lại là ma thần trụ, đây chính là công tử Hải ý nghĩ. Cuối cùng, công tử Hải dậm chân mà ra, ngự kiếm trở về vô cực ma tông. Đem bản mệnh phi kiếm đúc thành ma thần trụ, cái kia ta có phải hay không cũng có thể đem ma thần trụ chuyển hóa thành bảo đao hoặc là kiếm bộ dáng. Tống Thư Hàng được gợi ý lớn, cảm giác trong đầu linh cảm liên tục không ngừng xông tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Về sau một đoạn thời gian bên trong, công tử Hải tại vô cực ma tông bên trong yên lặng bế quan, chưa hề đi ra gây sự. Hắn tại toàn tâm toàn ý đem bản thân bản mệnh phi kiếm chế tạo thành bản mệnh ma thần trụ. Nhập mộng bên trong Tống Thư Hàng cũng yên lặng đi theo học tập. Như thế nào chế tạo một cây ma thần trụ chi thức, đúng là hắn thiếu hụt. Thừa dịp nhập mộng, hắn vừa vặn có thể đem bộ phận này chi thức bổ sung hoàn chỉnh. Đến lúc đó, chân thực huyễn tượng bên trong ma thần trụ có lẽ có thể tiến thêm một bước. Nói không chừng còn có thể đẩy ngược một chút, đem ma thần trụ biến thành đao kiếm bộ dáng. Trong lúc đang suy tư, công tử Hải nhân sinh đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Tại hắn đem bản thân bản mệnh phi kiếm đánh đúc thành bản mệnh ma thần trụ trong nháy mắt, nhân sinh của hắn liền như là ấn tiến nhanh khóa đồng dạng. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại đáy biển. Công tử Hải lẳng lặng đứng ở một chiếc thuyền đắm bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ti, lạnh quá, công tử Hải lẩm bẩm nói, tiếp đó, phải nghĩ biện pháp, để bá tống tìm tới ta. Xem ra, đây chính là hắn lấy ra, thế kiếp hóa thân. Mà lại, công tử Hải cỗ này thế kiếp hóa thân, đang chủ động muốn tìm tới Tống Thư Hàng, hy vọng có thể mượn nhờ cỗ này thế kiếp hóa thân tới đoạn cùng Tống Thư Hàng ở giữa nhân quả. Nếu như Tống Thư Hàng không có nhập mộng công tử Hải, nói không chừng thực biết bị lừa dối quá quan. Tống Thư Hàng phi thường tin tưởng công tử Hải bố cục năng lực cùng mưu đồ năng lực, nếu như không phải vận khí không quá tốt, nói không chừng mấy tháng trước công tử Hải đã đem hắn mưu đồ chí tử. Bất quá, đã công tử Hải bản thân muốn đem thế kiếp hóa thân đưa hàng tới cửa, ta không đạo lý không tiếp nha. Tống Thư Hàng vui a nói. Thế kiếp hóa thân khẳng định cũng rất đáng tiền, đó là cái gói quà lớn. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng từ nhập mộng trạng thái lui ra tới. Nhập mộng kết thúc. Hắn từ từ mở mắt, liền phát hiện mình được an trí tại gian phòng trên giường lớn, liền giày đều không có bỏ đi. Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời dần sáng, mới một ngày đã bắt đầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống ngày, 2019 năm ngày 19 tháng 11, thứ ba, sáng sớm 7 giờ. Cái này ngủ một giấc thật là dài, bạch tiền bối cái kia tự chế thôi miên bom khói hiệu quả thật sự không là thổi. Tống Thư Hàng từ trên giường bò xuống, đưa tay mở ra hạch tâm thế giới. Tô Thị A Thập Lục từ hạch tâm thế giới bên trong bước ra, nàng sau khi kết thúc bế quan, da thịt như tuyết, như lột xác trứng gà chín, trắng nõn nà, để cho người ta không nhịn được nghĩ đâm đâm một cái. Sáng sớm tốt lành, Thư Hàng, A Thập Lục duỗi lưng một cái, trước kia làm sao đột nhiên không đáp lại. Nàng đêm qua kết thúc bế quan thời điểm, muốn từ hạch tâm thế giới bên trong đi ra, kết quả gọi thế nào Tống Thư Hàng đều không đáp lại. Ngược lại là Quy Tiền bối cùng Thông Nương bị tiếng kêu hấp dẫn, theo nàng đến bây giờ. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tại trên mặt nàng chọc lấy một chút. Tô Thị A Thập Lục. Thật tốt, Tống Thư Hàng nói.
cái này xúc cảm lão bổng, nhẹ nhàng đâm một cái liền mang cho người ta vô cùng cảm giác thỏa mãn. Khục, tối hôm qua Bạch tiền bối một cái phát minh mới xảy ra ngoài ý muốn, kết quả ta trúng chiêu, ngủ một giấc cho tới bây giờ. Khó trách, Tô Thị A Thập Lục nói. Sau lưng, Quỳ tiền bối cùng Thông Nương cũng từ hạch tâm thế giới bên trong chui ra. Hôm nay đi nho ra sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Hừm, một hồi đi cùng Hằng Hỏa tiền bối hẹn thời gian xuất phát. Tống Thư Hằng gật đầu nói, đúng rồi, hạch tâm thế giới cái kia phiến đá quý trái cây các ngươi nhìn thấy chưa, hương vị có thể bổng. Ăn thời điểm, nhớ kỹ đem hột lưu lại, có công dụng khác. Hạch tâm tiểu trợ thủ mang theo một nhóm cho chúng ta đều nếm mấy cái. Thông Nương hì hì cười nói, sau khi ăn xong, cảm giác cảnh giới đều tăng lên một điểm. Các ngươi ưa thích liền tốt, A Thập Lục đến lúc đó mang một nhóm trở về cho A Thất tiền bối cũng nếm thử. Tống Thư Hàng nói. Đồng thời, thần trí của hắn đảo qua tầng lầu, chuẩn bị liên hệ Hằng Hỏa tiền bối. A, Bạch tiền bối phân thân cùng Hằng Hỏa tiền bối đều không ở nhà. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Hai vị tiền bối đều chạy đi đâu rồi? Thông Nương, có lẽ là đi ăn điểm tâm. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Thị A Thập Lục lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hằng Hỏa chân quân gọi điện thoại. Bạch tiền bối là phân thân trạng thái, không xác định trên người hắn có hay không mang điện thoại, cho nên trực tiếp liên hệ Hằng Hỏa chân quân sẽ khá tốt. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Tô Thị A Thập Lục, sáng sớm tốt lành, Hằng Hỏa tiền bối, ngươi cùng Bạch tiền bối đi đâu rồi? Bạch đạo hữu thao tác sai lầm, đem chúng ta hai đưa đến trên sao hỏa đi. Hằng Hỏa chân quân một mặt tuyệt vọng. Trên sao hỏa còn có tín hiệu, bản mới ma cải điện thoại sao? Tống Thư Hàng tiến đến A Thập Lục điện thoại bên cạnh, hỏi. Hằng Hỏa chân quân, không phải, chúng ta bây giờ ở vào Bạch đạo hữu hỏa tinh trụ sở bí mật bên trong, điện thoại chỉ có ở cái này căn cứ phạm vi bên trong mới có tín hiệu. Trong chúng ta buổi trưa trở về địa cầu, hiện tại Bạch đạo hữu tại tiến hành mấy cái thí nghiệm. Được rồi, tiền bối. Vậy chúng ta giữa trưa gặp. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Chạy hỏa tinh đi A, Bạch tiền bối rốt cuộc muốn làm sao cái sai lầm pháp, mới có thể đem hắn cùng Hằng Hỏa chân quân đều đưa đến hỏa tinh đi. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Tô Thị A Thập Lục thu hồi điện thoại, cái kia buổi sáng chúng ta làm gì? Tống Thư Hàng xoa cằm, ha ha, nhân lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta đi tìm công tử Hải đi. Công tử Hải, ai vậy? Quy tiền bối nói. Thông Nương. Tống Thư Hàng một đời chi địch, hiện tại hẳn là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Quy tiền bối liếc mắt. Chính là vị kia đạt được Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa ma tu, mưu kế của hắn năng lực vô cùng lợi hại, chính là vận khí không phải rất tốt. Tống Thư Hàng nói. Ngươi thật đúng là muốn đi hiếp đáp cái kia ma tu à. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, ta có loại dự cảm, hắn sẽ cho ta một kinh hỉ. Nói không chừng mình muốn tâm ma kiếp cũng có thể từ trên thân công tử Hải đạt được. Tô Thị A Thập Lục hỏi, Thư Hàng ngươi biết công tử Hải ở đâu? Hắc hắc hắc, trước kia lúc ta ngủ nhập mộng công tử Hải, thoáng đạt được một chút tình báo. Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, vậy chúng ta liền đi tìm hắn đi, hiện tại 7 giờ, chúng ta tốc độ được nhanh điểm. Bạch tiền bối bọn hắn nói không chừng 11, 12 giờ liền trở lại. Ta trước chừa chút đồ vật, Tống Thư Hàng mở ra trong phòng dương chữ vật, sau đó ở trong đó thả một cái đá quý trái cây thêm một phần hắc long thế giới hóa hình thạch nhũ, mặt khác lại thả 10 cái đao ý thông huyền hạt sen. Thông Nương, a, những vật này đặt ở trong dương chữ vật làm gì? Không nếu như để cho ta đưa chúng nó ăn hết à? Những này là cho tiểu thải lưu, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng gõ gõ Thông Nương hành nhọn. Sau đó hắn cho tiểu thải phát cái tin nhắn ngắn. Nói cho nàng mình tại dược sư trong đại lâu cho nàng lưu lại hóa hình bảo vật, để cho nàng rút thời gian đến một chuyến. Tiểu thải gần nhất một mực đang âm thầm bảo hộ lấy Tống Thư Hàng phụ mẫu, dám thì có hay không lòng mang ý đồ xấu đạo hữu tiếp cận phụ mẫu. Cho tới bây giờ, còn chưa có xảy ra dị trạng. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tống Thư Hàng ôm lấy thu nhỏ sau quy tiền bối, đem Thông Nương nhét vào túi, sau đó cùng Tô Thị A Thập Lục cùng rời đi dược sư đại lâu. Vừa mới bước ra ra môn lúc, Tống Thư Hàng liền thấy một đôi học sinh bộ dáng tình lữ, đang dược sư trước đại lâu cách đó không xa, tựa hồ phát sinh cãi lộn. Tiểu tư, ngươi tin tưởng ta, ta cùng những nữ nhân khác chỉ là gặp dịp thì chơi, ta chân chính yêu người chỉ có ngươi một cái. Vị nam tử kia một mặt chân thành nói.
Phi, lại là cái tình trường lão thủ. Mà lại cái này lời kịch là cái nào bộ kịch truyền hình. Hắn kém chút tưởng rằng nhà mình công đức xà mỹ nhân chạy đến cướp người lời kịch tới. Gia hỏa này ta đánh qua. Đổi cái kiểu tóc, kém chút nhận không ra. Tô Thị A Thập Lục đột nhiên truyền âm nói. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cười một tiếng, không khỏi nhớ lại cùng Tô Thị A Thập Lục bắt đầu thấy chẳng diện. Mà lúc này, nam tử kia vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hàng bên người Tô Thị A Thập Lục. Sắc mặt hắn hơi đổi, sau đó lại nghiêm túc đối bạn gái nói, trong nội tâm của ta chỉ có ngươi, tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Nếu như trong nội tâm của ta còn có những nữ nhân khác, trời đánh ngũ lôi. Gia hỏa này đang nói láo, tâm lý nói đại sư Quy Thiền bối truyền lúc nói. Vậy liền phối hợp hắn một cái đi, Tống Thư Hàng nói. Hắn hai ngón nhẹ nhàng xoa động, thi triển trước mắt hắn biết duy nhất thiên sư hành quyết lôi pháp, dẫn lôi thiên, nhất lôi. Oanh! Một tiếng sấm rền trên không trung nổ vang. Tống Thư Hàng mượn cơ hội, thuận tay dắt Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ, hướng nơi xa bước đi, thâm tàng công cùng danh. Tô Thị A Thập Lục hé miệng cười khẽ, nàng đồng dạng khẽ bóp ngón tay, thi triển lôi pháp. Ầm 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 ầm. Trên bầu trời, lại liên tục vang lên bốn tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm. Bổ túc trời giáng ngũ lôi số lượng. Hỗ trợ đương nhiên muốn hết sức làm đến hoàn mỹ. Đã nói là ngũ lôi oanh, đương nhiên liền muốn gom góp số lượng. Vì Tống Thư Hàng bù đắp bốn lôi về sau, Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng thân ảnh ngoặt một cái, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại nguyên địa cái kia một mặt mộng ép nam tử, trời giáng ngũ lôi loại vật này, không đều là nói một chút mà thôi sao? Làm sao lại đùa thật đúng không? Trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp, nam tử liều mạng giải thích nói. Cô nương kia không nói gì, nàng đưa tay lau nước mắt, điểm lấy chân đập nam hữu một bạt tai, sau đó liền chạy xa. Một bên khác, công tử Hải Thế Kiếp hóa thân, chậm rãi từ đáy biển bên trong nổi lên. Hắn trang phục, pháp khí phối hợp đều cùng bản thể không khác, thậm chí vì ngụy trang càng chân thật, cỗ này thế kiếp hóa thân trên thân, còn mang theo nhất định lượng linh thạch, đan dược. Nếu như kế hoạch thuận lợi, những linh thạch này, đan dược, pháp khí trên cơ bản sẽ trở thành bá tống chiến lợi phẩm, hoặc là dứt khoát trong chiến đấu bị tiêu hao, hoặc hôi phi yên diệt. Đại giới không nhỏ. Nhưng là, chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua cái này một bá tống kiếp, điểm ấy nỗ lực hoàn toàn có thể tiếp nhận. Công tử Hải hết sức chăm chú đối đãi lần này đại kiếp, tựa như đối đãi thiên kiếp đồng dạng. Thậm chí bá tống kiếp với hắn mà nói, so thiên kiếp còn muốn phiền phức. Như vậy, sau đó phải nghĩ biện pháp gây nên bá tống lực chú ý. Công tử Hải nói khẽ. Bá tống huyền thánh vị trí hiện tại, hẳn là tại Điền Thiên Đảo phụ cận. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn gây nên bá tống huyền thánh lực chú ý rất đơn giản. Hắn chỉ cần vào tới bá tống huyền thánh trước mặt, khiêu khích một chút, vài phút liền có thể kéo đến cửu hận. Nhưng làm như vậy, chỉ cần thoáng người có chút đầu óc, đều sẽ cảm giác có vấn đề, cứ như vậy hắn thế kiếp hóa thân liền không cách nào đưa đến thế kiếp hiệu quả. Hắn cần chế tạo một cái trùng hợp, tại bá tống huyền thánh chung quanh làm chút chuyện, hoặc là hiện cái thân, sau đó ngoài ý muốn gây nên bá tống huyền thánh lực chú ý. Đến lúc đó, để bá tống huyền thánh chủ động tới tìm hắn, mới có thể đưa đến hiệu quả. Toàn bộ kế hoạch muốn tự nhiên, không muốn làm ra vẻ. Công tử Hải trong đầu bắt đầu tính toán. Một lát sau, một cái kế hoạch hình thức ban đầu, tại trong đầu hắn thành hình. Giống như vậy bố một cái đại cục, để cho mình chịu chết, ta còn thực sự là lần đầu tiên nếm thử. Công tử Hải lẩm bẩm nói. Con đường tu hành bên trên, chắc chắn sẽ có ngăn trở. Con đường tu hành dài đằng đẵng, nhất thời được mất, không tính là gì. Ai có thể trước một bước chứng đạo trường sinh, mới thật sự là cười đến cuối cùng người. Trước mắt đến xem, bá tống huyền thánh dẫn trước hắn mấy cái cảnh giới, nhưng chuyện tương lai, ai có thể định. Giả chết kế sách sau khi thành công, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Đến lúc đó, chính là ta cao tốc phát triển thời gian. Công tử Hải nhẹ nhàng khẽ vỗ trên người áo bào, khôi phục vì cái kia tự tin phiên phiên công tử. Khóe miệng của hắn dương lên, mị lực bắn ra bốn phía. Tóm lại, đón lấy đến lúc trước hướng Điền Thiên Đảo. Hắn vỗ vỗ thân thể, linh lực vận chuyển, ướt nhẹp thân thể rất nhanh biến khô ráo. Sau đó hắn tế lên một thanh chế thức vô cực ma tông phi kiếm, thân hình hóa thành kiếm quang.
Đang lúc hắn chuẩn bị lên đường thời điểm, trong ngực điện thoại di động vang lên. Là cái kia tư nhân điện thoại, chỉ có An Chi Ma Quân cùng chính năng ba người liên hệ điện thoại. Công tử Hải dừng lại kiếm quang, lấy điện thoại cầm tay ra. Điện báo biểu hiện là An Chi Ma Quân dãy số, màn hình quang mang, rất là chướng mắt. Mà An Chi Ma Quân điện thoại, bây giờ đang bá Tống Huyền Thánh trong tay. Ngay từ đầu, hắn coi là bắt đi An Chi Ma Quân người, là bọn hắn cửu nhân cũ. Càng về sau, đi qua hắn mấy lần thăm dò mới xác định, An Chi Ma Quân là bị bá Tống Huyền Thánh bắt đi. Nếu như là bá Tống, ngược lại là chính như ý ta. Công tử Hải thầm nghĩ trong lòng. Hắn sở dĩ một mực còn giữ cú điện thoại này, chính là vì hiện tại. Thế là, hắn đưa tay nhận nghe điện thoại. Người tốt, công tử Hải đạo hữu. Trong điện thoại, lại không phải bá Tống Huyền Thánh thanh âm, mà là một cái tràn ngập hàn ý cô gái thanh âm. Cái thanh âm này, là bạn chí thân của hắn Tô Thị A thất nhà tiểu bối, Tô Thị A thập lục thanh âm đi. Ha ha ha, tiểu thập lục, mấy tháng không gặp. Nghe thanh âm, tình trạng của ngươi cũng không tệ lắm à. Công tử Hải chậm rãi nói. Hắn bắt đầu điều chỉnh trạng thái, tranh thủ đem thiết tấu nắm giữ đến trong tay mình. Tô Thị A thập lục điện thoại mặc dù rất đột nhiên, nhưng phù hợp kịch bản kế hoạch của hắn. Kịch bản đã bắt đầu, hắn muốn nắm giữ tốt thiết tấu, đừng cho nội dung cốt truyện thoát hí. Dù sao, công tử Hải đạo hữu ngươi ẩn núp quá tốt rồi. Tô Thị A thập lục chậm rãi nói, như vậy hiện tại, chúng ta muốn hay không gặp một lần. Ha 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 ha, vẫn là miễn đi, ta hiện tại, cũng không muốn nhìn thấy A thất, cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Công tử Hải nhếch miệng lên. Rất tốt, hết thảy đều đang nắm giữ. Cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tô Thị A thập lục đột nhiên nói. Công tử Hải nhíu mày, có ý tứ gì? Luôn có loại muốn thoát kịch bản dự cảm không tốt. Trời đã sáng, không ngại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tô Thị A thập lục nói khẽ. Sau một khắc, công tử Hải cảm giác đến đỉnh đầu có tiếng xé gió truyền đến. Hắn trước tiên kích hoạt kiếm quang, thi triển ngự kiếm thuật, thân hóa thành ánh sáng, cấp tốc tránh né. Ầm 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 ầm. Trên bầu trời, có mấy đạo hào quang màu vàng óng đánh vào mặt biển, trên mặt biển nổ lên một trận sóng cả. Cái kia từng đạo kim sắc quang mang, toàn bộ là cường lực pháp khí, từ không trung mãnh liệt bắn xuống hình thành công kích. Mơ hồ trong đó, công tử Hải có thể nhìn thấy, những ánh sáng kia bên trong, có đao, có kiếm, có súng, có tên nỏ, có gai nhọn, có quyền sáo, thậm chí có một cái kèn lệnh đập lên. Những pháp khí này, mỗi một kiện đều là bát phẩm cấp bậc, tản ra kinh khủng uy áp. Công tử Hải ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Trong hư không, một cỗ chiến xa màu vàng óng chậm rãi hiển hiện. Hắn bá Tống Kiếp, hai tay ôm ngực, đứng ở chiến xa bên trên. Tại hắn bên cạnh là Tô Thị Tiểu Nha Đầu, còn có một đầu nhìn không ra thực lực Đại Hải Quy. Đã lâu không gặp, công tử Hải, bá Tống Huyền Thánh chậm rãi nói, không hổ là ta cả đời chi địch, lại nhưng có thể một hơi tránh né công kích của ta. Công tử Hải, hắn thật là có điểm thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới hắn tại bá Tống Huyền Thánh trong lòng, lại có cao như vậy địa vị, cả đời chi địch. Kịch bản tiến độ, so với hắn kế hoạch nhanh quá nhiều, trực tiếp nhảy đến đại kết cục. Tốt tại kết quả không thay đổi, mặc dù không biết bá Tống Huyền Thánh là thế nào phát giác được vị trí của hắn, nhưng chỉ cần có thể hoàn thành giả chết kế hoạch, liền không có vấn đề. Trong hư không, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mãnh liệt bắn đi ra đao, kiếm, cờ xí thương, tên nỏ, gai nhọn, quyền sáo, kèn lệnh chờ pháp khí, siêu 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 trở về. Những thứ này toàn bộ là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bộ kiện, còn có một thanh đạo khí cửu tu phượng hoàng đao, hỗn tại trong đó góp đủ số. Đáng tiếc, Tống đầu gỗ nghiên cứu ra thần binh bảo giám hắn không cách nào sử dụng. Nếu không bắn đi ra pháp khí, chỉ cần thông qua không gian lực lượng liền có thể thu về, không cần để chúng nó thông qua bay như thế lâu phương thức trở về. Mãnh liệt bắn đi ra tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng thần binh lợi khí. Nếu như thông qua Tống đầu gỗ thần binh bảo giám thu hồi đến hạch tâm thế giới, sau đó lại một lần mãnh liệt bắn ra ngoài, tuần hoàn không thôi, liền có thể cho địch nhân một loại mưa to đả kích trùng kích cảm giác, ngẫm lại đều cảm giác mỹ thích hung ác. Đáng tiếc hắn không có đủ không gian thủ đoạn, không cách nào làm đến điểm này. Công đức xà mỹ nhân cũng chỉ có thể lưu lạc ấn, không cách nào đem pháp khí thu về. Tống Thư Hàng trong lòng rất là tiếc nuối.
phía dưới. Công tử Hải hóa thân đứng ở trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục coi như kịch bản trực tiếp thô bạo nhảy qua quá trình, trực tiếp tiến vào chương cuối, hắn cũng phải đem cái này kịch bản cho diễn xong. Chí ít không thể để cho bá Tống Huyền Thánh nhìn ra sơ hở tới. Sở dĩ, hắn hiện tại không thể đem bản thân xem như là hóa thân, mà hẳn là đem cỗ này hóa thân xem như là mình chân thân, để hoàn thành công tử Hải nhân sinh chào kết thúc đại kịch. Mà nếu như là hắn chân thân, ở một cái đột nhiên trạng thái dưới gặp gỡ bá Tống Huyền Thánh, muốn làm thế nào? Đầu tiên, đương nhiên là nghĩ biện pháp thoát thân. Chính diện cùng bá Tống Huyền Thánh chiến đấu, hắn dám cam đoan, nhiều nhất mười mấy giây, chiến đấu liền sẽ kết thúc. Mặc dù có chút không phục, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ bị xử lý. Bất quá, hắn có rất nhiều loại quỷ dị chạy trốn thủ đoạn mặc kệ tại đối mặt bá Tống Huyền Thánh thường có bao nhiêu tác dụng, ít nhất phải sử dụng trước một lần. Nếu không, nếu như giống một đầu cá ướp muối đồng dạng bị bá Tống Huyền Thánh chém chết, sẽ khiến đối phương hoài nghi. Đang lúc công tử Hải suy tư thời khắc, trên bầu trời bá Tống Huyền Thánh lên tiếng nói, mặc dù rất muốn đường đường chính chính cùng ngươi đến một trận quyết đấu, kết thúc ngươi ta ở giữa nhân quả. Nhưng là hiện tại, quyết đấu đã không thích hợp ta ngươi. Sở dĩ, ta cho ngươi một lựa chọn. Công tử Hải, lựa chọn gì? Trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm thi pháp, sử dụng một loại ve sầu thoát xác chi pháp. Tại lòng bàn chân của hắn tấm hạ trong bóng tối, hắn hóa thân lặng yên thoát ra, chỉ ở nguyên địa lưu một người xác không. Ngươi, ta, Tô Thị A Thập Lục ở giữa nhân quả, hôm nay liền từ A Thập Lục thay thế ta cùng nàng, cùng ngươi kết thúc. Tống Thư Hàng nói, chỉ cần ngươi có thể tại A Thập Lục trong tay bảo trụ một mạng, ta cam đoan đón lấy đến chí ít thời gian một năm bên trong, ta đều sẽ không tìm làm phiền ngươi. Công tử Hải, Tô Thị A Thập Lục cùng hắn quyết đấu, kết thúc nhân quả. Bây giờ Tô Thị A Thập Lục ở vào tứ phẩm cảnh giới, sở dĩ, bá Tống Huyền Thánh đang có ý đồ gì, hắn có âm mưu quỷ kế gì. 20 giây về sau, quyết đấu bắt đầu. Tống Thư Hàng nói, thời gian tương đối đuổi, ta cùng A Thập Lục vội vàng 11 giờ tả hữu liền phải về nhà ăn cơm. Sở dĩ, đừng chạy, như cái nam nhân đồng dạng đi ra chiến đấu đi. Dứt lời, Tống Thư Hàng mắt trái đột nhiên sáng lên. Đi ra, là mang thai ngưng thị. 3. Đạo này được xưng là cường giả giám định thuật quang mang, trực tiếp xuyên qua công tử Hải lưu tại trên mặt biển xác, rơi vào dưới mặt biển hóa thân phía trên. Vẫn là quen thuộc quang mang, mùi vị quen thuộc thống khổ. Đối với không có đủ mang thai công năng nam nhân mà nói, mang thai thống khổ loại hình là phi thường phản nhân loại. Công tử Hải hóa thân cắn chặt răng, cố nén thống khổ, từ đáy biển bên trong chui ra. Trên bầu trời, Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục, nhỏ giọng hỏi, có muốn hay không ta lại đem hắn suy yếu một chút? Không cần, dạng này như vậy đủ rồi. Tô Thị A Thập Lục nói khẽ. Mang thai ngưng thị chí ít suy yếu công tử Hải ba thành trở lên chiến lực, mà lại tiếp tục thời gian càng dài, suy yếu hiệu quả liền càng mạnh. Nàng nhẹ nhàng tháo cái nón xuống, đưa tay đưa nàng đeo lên Tống Thư Hàng trên đầu, sau đó nàng tế lên bảo đao, thi triển ngự đao chi pháp, chuẩn bị từ không trung nhảy xuống. Tống Thư Hàng biết A Thập Lục có Bạch Long tỷ tỷ hộ thể, bất quá hắn vẫn đưa tay nhẹ nhàng trên người A Thập Lục vỗ. Một đạo đao ý rơi trên người A Thập Lục, ngưng tụ không tan. Đạo này đao ý chủ động phối hợp Tô Thị A Thập Lục trên người đao khí, ở trên người nàng huyễn hóa ra một bộ tinh mỹ nữ tính khôi giáp. Đao ý khôi giáp, ngoại trừ không làm việc đàng hoàng bên ngoài, phương diện khác đều có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Hắn sẽ chủ động căn cứ phụ thân đối tượng, thiết kế ra phù hợp nhất khôi giáp ngoại hình. Tô Thị A Thập Lục hé miệng cười khẽ, nàng chân đạp độn quang, từ không trung nhảy xuống. Ở sau lưng nàng, có một đạo bạch long hư ảnh ngưng tụ thành hình. Bạch long móng vuốt nhỏ kẹp lấy một đôi đũa, sau đó, bạch long móng vuốt nhỏ đưa tới A Thập Lục trước miệng, đem một cái cắt thành khối lập phương hình, tràn đầy lôi ngấn đổ vật, đút cho A Thập Lục. Phía dưới, mang thai công tử Hải nhìn thấy cái này khối vuông nhỏ lúc, trong lòng liền phun lên một loại cảm giác quỷ dị gặp quỷ, hắn từ nơi này khối vuông nhỏ trên cảm ứng được thiên kiếp khí tức. Hắn vừa mới vượt qua ngũ phẩm thiên kiếp không lâu, đối thiên kiếp ấn tượng đặc biệt rõ ràng. A, à, kho thiên kiếp, Tống Thư Hàng cũng nhìn thấy một màn này, Bạch Long tỷ tỷ lúc nào còn ẩn giấu một nhóm kho thiên kiếp. Tô Thị A Thập Lục cắn một cái bên dưới kho thiên kiếp khối nhỏ về sau, trên người hồ quang điện rung động đùng đùng.
đỉnh đầu nàng tiểu long giác, bắt đầu dẫn dắt giữa thiên địa lực lượng. Tại A thập lục trên đỉnh đầu, mây đen dày đặc, lôi ồ tiếng lăn lộn, có cuồng bạo lôi điện ấp ủ. Đồng thời, nguyên bản coi như bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Hồ phong hoán vũ, rời sông lấp biển, vốn chính là long thiên phú. Đại hải, thế nhưng là long sân nhà. Ở chỗ này chiến đấu, Tô thị A thập lục chiến lực muốn tăng lên một mảng lớn. Ầm 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 ầm, một chuỗi tiếng sấm rền về sau, thô to lôi điện đánh xuống tại Tô thị A thập lục trên người, dung nhập nàng đao cùng trong thân thể, lôi điện đưa nàng bao khỏa. Đồng thời, A thập lục thể nội có một đạo mơ hồ mang theo thiên kiếp khí tức lôi điện chi lực tuôn ra, cùng kèm ở trên người nàng lôi điện giao hòa. Giờ khắc này, nàng tựa như là có thể thao túng lôi điện nữ chiến thần. Thiên đao táng tinh hà, A thập lục vừa ra tay, chính là chiêu kia thấp phối bản A thất tuyệt kỹ. Một đạo tinh hà đao ý ngưng tụ, dung nhập lôi long đao khí, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía công tử hải. Một đao này uy lực mạnh, đã không phải là tứ phẩm cấp bậc, thậm chí rất nhiều phổ thông ngũ phẩm tu sĩ đều chạm không ra như thế bá khí đáng sợ một đao. Công tử hải hóa thân thở dài, đang nhìn đến đạo này thân ảnh kiều tiểu lúc, hắn phảng phất thấy được Tô thị A thất cái kia cuồng nhân thân ảnh. Thiên hà Tô thị số lượng đạo hiệu, tất cả đều là chiến đấu đại sư, sức chiến đấu phá trần. Mỗi một vị Tô thị số lượng tu nhóm, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có vượt cấp chiến đấu chiến tích. Cái này Tô thị A thập lục, hoàn toàn có thể chính diện ngạnh chiến một số 2, 3 Long Văn Linh Hoàng, thậm chí chiến thắng. Nhưng ta khác biệt. Ta cũng không phải phổ thông 2, 3 Long Văn Linh Hoàng. Liền xem như một bộ mang thai hóa thân, hắn cũng sẽ không bị loại trình độ này đao pháp đánh bại. Công tử Hải cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức, tay bấm đạo ấn. Rầm rầm rầm. Từ sau lưng của hắn có 5 cái ma thần trụ hiển hiện, đây là từ linh lực trực tiếp ngưng tụ ra ma thần trụ hình chiếu. Rầm rầm rầm. Ma thần trụ chính diện ấn hướng Tô thị A thập lục bá khí một đao, đem một đao kia thiên đao táng tinh hà đều ngăn lại. Công tử Hải nhếch miệng lên. Muốn thắng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên một đầu long chảo không nhìn ma thần trụ phòng ngự, trực tiếp dò xét tới, bắt lấy công tử Hải, dùng sức ném đi, đem hắn ném lên trời. Địa cầu ném lên, một nữ tử thanh âm lớn tiếng kêu lên. Công tử Hải! Cái này long chảo là chuyện gì xảy ra? Uy lực này là chuyện gì xảy ra? Hắn bị cái này long chảo bắt lấy thời điểm, không có chút nào năng lực chống cự, tựa như là bị người nắm ở trong tay con kiến. Thậm chí khả năng liền con kiến cũng không bằng. Phổ phổ thông thông ném lên, hắn lại không có chút nào năng lực chống cự, bị ném tới không trung. Cái này long chảo, chính là bá Tống Huyền Thánh giám để cho Tô thị A thập lục đơn độc cùng hắn quyết đấu nguyên nhân. Cái này long chảo là cái gì, công đức chi thân hóa hình. Thần thú chi hồn, hoặc là một vị nào đó long tộc phụ thân. Đạp, bị ném về bầu trời công tử Hải, một tay bấm một cái đạo ấn, nhanh chóng thi triển một loại tránh thoát trói buộc loại hình pháp thuật. Tại lòng bàn chân của hắn bên dưới, có một đầu tràn ngập ma khí cầu nối hiển hiện. Công tử Hải hai chân đạp ở trên đầu này ma cầu, cưỡng ép ngừng thân hình. Mà liền tại hắn thật vất vả ổn định thân hình thời điểm. Tô thị A thập lục đột nhiên lóe lên tại hắn ngay phía trước. Thật nhanh. Tốc độ này, nhanh đến hắn hóa thân vậy mà đều phản ứng không kịp. Ngay sau đó, Tô thị A thập lục chân đạp độn quang, nhỏ nhắn xinh xắn thiết quyền hung hăng hướng hắn đập tới nàng lại nhưng không dùng đao. Tại song quyền của nàng bên trên, hồ quang điện rung động đùng đùng, mơ hồ kèm thêm tiếng long ngâm. Mỗi một quyền đều mang vận mệnh quỹ tích, để cho người ta không biết muốn thế nào đi tránh né hắn. Đây là một loại cực kỳ thâm ảo quyền pháp, luận quyền pháp phẩm cấp, chỉ sợ còn tại Tô thị A thất thiên đao táng tinh hải phía trên. Tô thị A thập lục không phải đi theo A thất học đao sao? Lúc nào nắm giữ cường đại như vậy quyền pháp? Tại hắn bế quan ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, làm sao cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi cái dạng? Đông 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 đông, liên tiếp bồn chồn thanh âm, như dồn dập mưa to, đập nện tại trên mái ngói. Đây là Tô thị A thập lục nắm tay nhỏ cuồng bạo công tử Hải thanh âm. Giây lát quang lóe lên, Tô thị A thập lục cùng công tử Hải thác thân mà qua. Sau một khắc, công tử Hải trên người phòng ngự pháp thuật, pháp khí, toàn bộ sụp đổ ra. Tại bụng của hắn vị trí y phục bên trên, in 4 cái nhỏ nhắn xinh xắn, cháy đen quyển ấn.
A Thập Lục đang sát thân mà qua thời gian bên trong, đánh ra 16 quyền. Trong đó 12 quyền, oanh mở công tử Hải phòng ngự, cuối cùng 4 quyền ấn không giữ lại chút nào đánh vào trên người hắn, lưu tại hắn phần bụng vị trí. Công tử Hải hóa thân khuôn mặt nhỏ trắng bệch, miệng há to lớn, nửa ngày không cách nào khép lại, tiếng kêu thống khổ kẹt tại yết hầu, nhưng bởi vì quá đau, tiếng kêu đều không thể từ trong cổ họng gạt ra. So mang thai sinh nở còn muốn đau khổ, đương nhiên là chúng chiêu về sau, phần bụng lại ngoài ý muốn nhận lấy trọng kích. Một bên khác, Tô Thị A Thập Lục trên người đao ý khôi giáp bên trên, cũng có chút ảm đạm rồi một số tại nàng hướng công tử Hải nhanh chóng tiến công trong nháy mắt, thúc giục ở giữa công tử Hải lại còn đánh lại hai chiêu. Bất quá cái này hai kích, hoàn toàn bị Tống Thư Hàng đao ý khôi giáp ngăn lại. Đao ý khôi giáp nhìn như ảm đạm rồi một chút, nhưng đây là hắn đang yên lặng tích lũy phản kích lực lượng. A Thập Lục nhẹ nhàng sờ lên đao ý khôi giáp, quay người lại, há miệng nhỏ đối đau đến không cách nào phát ra tiếng công tử Hải chính là một đạo gào thét thổ tức. Trong chiến đấu, phải bắt được mỗi một cái nháy mắt. Tận lực không cho địch nhân hồi khí thời gian. Một đạo hỗn hợp có long lực, lôi điện thậm chí còn ẩn ẩn có chút thiên kiếp khí tức quang pháo, mãnh liệt bắn mà ra. Đau đến gập cả người, toàn thân phòng ngự bị phá công tử Hải, chỉ có thể dựa vào nhục thân miễn cưỡng ăn một chiêu, bị tạc bay ra ngoài, trong hư không quay cuồng lên. Hà Long thần hành chiến xa bên trên. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nói, làm xinh đẹp, A Thập Lục tiết tấu nắm giữ phi thường tốt. A Thập Lục quyền pháp này, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Đừng suy nghĩ, đó là Kim Long thủy tổ quyền pháp, không long tộc huyết mạch, người nhiều nhất học cái chủ nghĩa hình thức, đánh không ra quyền pháp phá phòng hiệu quả, cũng sẽ không có tiếng long ngâm làm bạn. Quy tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm giác quyền pháp này rất khốc. Đây nhất định là người hoa bệnh chung, phàm là cùng long mang lên quan hệ chiêu thức, đều sẽ cảm giác xoái. Mà cùng rùa mang lên quan hệ chiêu thức, cũng cảm giác lâu bức. Quy tiền bối nói, đây thật ra là loại tâm lý bệnh. Tống Thư Hàng, các ngươi chú ý điểm không đúng. Cái này lúc, tâm ma xích tiêu kiếm chậm rãi nói, vừa rồi cái này giao phong ngắn ngủi bên trong, cần có nhất chú ý là A Thập Lục đối công tử Hải phần bụng cái kia 4 quyền luận như thế nào đem mang thai ngưng thị hiệu quả phát huy đến lớn nhất, đây là Thư Hàng ngươi về sau phải sâu nghĩ phương thức chiến đấu. Về sau đối địch nhân thi triển mang thai ngưng thị về sau, xông đi lên đối bụng của hắn triển khai mãnh công là loại lựa chọn tốt. Quá không nhân đạo, Quy tiền bối bình luận nói, quá trình chiến đấu quá tàn bạo, sẽ bị hài hòa. Là cường giả giám định thuật, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Chúng mang thai ngưng thị về sau, tiếp tục công kích phần bụng, nghe tựu khiến người phát lạnh. Nhưng chúng cường giả giám định thuật về sau, tiếp tục công kích địch nhân phần bụng, nghe liền bình thường nhiều. Song phương giao chiến thời điểm, công kích mềm mại phần bụng vốn chính là rất hữu hiệu phương thức chiến đấu. Cùng một thời gian, Tô Thị A Thập Lục chân đạp độn quang, lần nữa lấn người tiến lên. Lóe ra bạch long thân ảnh đao mang. Có tiếng long ngâm làm bạn tiểu thiết quyền. Giống như long nha sắc bén chỉ pháp. Không giờ khác nào không tại dẫn dắt thiên địa lực lượng tiểu long giác. Mỗi khi công tử Hải ý đồ tránh thoát lúc, còn sẽ có một đầu màu trắng long chảo đột nhiên nhô ra, đem hắn bắt trở về. Có đôi khi đương công tử Hải bắt lấy thời gian muốn phản kích thời điểm, một đầu long vĩ đột nhiên đánh ra, đem hắn đánh ngã. Công tử Hải hóa thân một mặt tuyệt vọng. Mặc dù án lấy kịch bản, cỗ này hóa thân vốn chính là thế kiếp, chính là chịu chết. Nhưng là, bị Tô Thị A Thập Lục đè lên đánh, đánh không có lực phản kháng chút nào, khiến cho công tử Hải cảm giác đến phi thường biệt khuất. Kịch bản kết cục không có vấn đề, nhưng quá trình này phi thường khó chịu. Thậm chí hắn đem bản thân bản thể số liệu thay vào trong đó, tính toán một lần đi phát hiện. Liền xem như bản thân bản thể tới thay thế phân thân, kết cục chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Tô Thị A Thập Lục sau lưng cái kia bạch long, căn bản là vô giải tồn tại. Chí ít đối với ngũ phẩm cảnh giới hắn tới nói, căn bản không có biện pháp ứng đối cái này bạch long. Trừ phi, hắn có thể dẫn dắt Hà Chỉ Ma Đế lực lượng, dùng Hà Chỉ Ma Đế lực lượng đến đối kháng cái này bạch long. Sau đó, vương đối vương, tướng đối với tướng, hắn độc đấu Tô Thị A Thập Lục, mới có phần thắng. Ý nghĩ này, mới vừa ở công tử Hải hóa thân trong đầu hiển hiện, tại hắn thân thể bên trong, liền có ma khí sôi trào. Đạo này hóa thân,
là công tử Hải lợi dụng Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa bên trong phương pháp, đem bản thân lột ra cũng nhục thân sát ngoài cùng một bộ phận hồn phách tạp chất tăng thêm ma thần trụ luyện hóa chi pháp, ngưng tụ mà thành. Là Hà Chỉ Ma Đế lực lượng, công tử Hải hóa thân nhíu mày. Quả nhiên, ma môn đại đế truyền thừa, cuối cùng sẽ có lưu một số cửa sau. Nhưng lúc này, ma đế lực lượng tới thật đúng lúc. Công tử Hải nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn chủ động buông ra hóa thân giam cầm, dẫn dắt đến cỗ này ma khí bốc lên. Thậm chí, hắn ngay cả mình hóa thân ý thức cũng buông lỏng ra, để ma đế lực lượng, chúa tể cỗ thân thể này. Công tử Hải cái chết cuối cùng một màn, liền giao cho ma đế lực lượng tới đón đi. Tại công tử Hải hóa thân chủ động phối hợp xuống, trong cơ thể hắn phun lên cái kia đạo cuồng bạo ma khí rất nhanh bắt đầu tiếp thu thân thể của hắn. Ma khí dâng lên, một loại ngang ngược cảm xúc phun lên công tử Hải hóa thân trong đầu. Mà công tử Hải chủ động đem ý thức của mình lui giữ đến tâm linh xâm nhập, tựa như là cái người xem đồng dạng, thưởng thức công tử Hải cái chết đại kỳ kết cục. A a giống công tử Hải phát ra như dã thú tiếng kêu, thể nội ma khí tăng vọt, từ thân thể mỗi cái lỗ chân lông phun ra đến, ở bên người hóa ra một mảnh hắc sắc ma vụ. Loại này ma vụ, cho công tử Hải một loại ấm áp cảm giác, liền như là cá nhập đại hải, bị ấm áp nước biển bao khỏa. Tô thị A thập lục liên trảm ba đạo đao mang, đều xa vào đến trong ma vụ, không thấy tăm hơi. Bạo tẩu rồi, Tô thị A thập lục nói. Bạch Long tỷ tỷ, hẳn là thi triển bộc phát loại kỹ năng, đây là ma môn công pháp am hiểu lĩnh vực. Thân là một cái ma môn tu sĩ, trên người không mấy loại bạo loại kỹ năng, đều không có ý tứ cùng người nói chuyện phiếm. Dứt lời, Bạch Long tỷ tỷ lại một ba chảo đánh ra, đập trên người công tử Hải. Ba, bao phủ công tử Hải thân thể ma vụ bị lập tức đập tan, lộ ra mặt mũi tràn đầy gân xanh công tử Hải thân thể. Ngay sau đó, công tử Hải thân thể bị một chưởng vỗ vào đến trong biển. Bọt nước đoá đoá. Vào nước lúc bọt nước quá lớn, thua một phân. Quy tiền bối bình luận. Dưới đáy biển, công tử Hải thân thể giãy giụa lấy, một lần nữa toát ra mảng lớn ma vụ. Sau đó loại kia ngang ngược cảm xúc lần nữa dâng lên, tràn ngập đầu óc của hắn. Kỳ quái, cứ như vậy, công tử Hải sâu trong tâm linh ý thức, nghi ngờ nói. Nếu như đây là ma đế tại công pháp truyền thừa bên trong lưu lại cửa sau. Lúc này, ma đế lực lượng tại tiếp thu cỗ này hóa thân về sau, không phải hẳn là càng tiến một bước, trực tiếp đem một sợi ý thức hình chiếu tới, giáng lâm tại thân thể này bên trong sao. Chẳng lẽ, đó cũng không phải ma đế cửa sau, chỉ là ma đế chuyên môn cho người thừa kế lưu lại bạo loại cơ hội. Lại hoặc là, ma đế bản thân xảy ra ngoài ý muốn, sở dĩ không cách nào viễn trình sử dụng cái này cửa sau. Đang lúc công tử Hải nghi hoặc thời khắc, bên cạnh hắn những thứ này ma vụ ngưng tụ ra một cây ma thần trụ hư ảnh. Người thừa kế của ta, người khát vọng lực lượng sao? Căn này ma thần trụ hư ảnh hướng công tử Hải truyền lại một cái ý niệm trong đầu. Đúng vậy, đem lực lượng của ngài cho ta mượn đi, đại đế. Công tử Hải ý thức trả lời. Như vậy, người chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Cái kia ma thần trụ hư ảnh lần nữa truyền lại suy nghĩ. Công tử Hải hơi suy nghĩ một chút về sau, trả lời, đúng thế. Cỗ này hóa thân vốn chính là thế kiếp chi vật, không có gì không thể bỏ. Tiếp nhận lực lượng của ta, để ngươi tìm hiểu một chút ma đế vĩ lực đi. Ma thần trụ hình chiếu trực tiếp cùng công tử Hải dung hợp được. Trên bầu trời, Tô thị A thập lục mũi chân điểm tại độn quang bên trên, nhìn qua bình tĩnh mặt biển, còn chưa có đi ra. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Bạch Long tỷ tỷ tập trung vào công tử Hải, không cho hắn có bỏ chạy cơ hội, xem ra, hắn bạo loại phải hoàn thành. Bạo loại sau khi hoàn thành hắn, đối với ngươi mà nói mới thật sự là khiêu chiến. Chính hợp ý ta, Tô thị A thập lục nói, nàng vừa vặn cần một cái đối thủ thích hợp, kích thích bản thân, để cảnh giới cao hơn một tầng. Trên mặt biển nổ tung lên, một cái bành trướng bản công tử Hải từ đáy biển chui ra. Thân hình của hắn phồng lớn lên một vòng, toàn thân trên dưới nổi gân xanh, phong cách vẽ từ Mỹ Nam tử biến thành cơ bắp tráng hán. Liền ngay cả nguyên bản bành trướng phần bụng, nhìn cũng thoát hơi không ít. Bành trướng bản công tử Hải phát ra một trận cười quái dị, để cho ta nhìn xem, ai là đối thủ của ta. Ánh mắt của hắn đảo qua Tô Thị A thập lục, lại đảo qua trạm trên Hà Long thần hành chiến xa Tống Thư Hàng. Bành trướng bản công tử Hải, ánh mắt lập tức đọng lại. Thân thể đều cứng ngắc lại một lát,
liền ngay cả bên cạnh hắn lăn lộn không thôi ma vụ mới dừng lại. Sâu trong tâm linh công tử Hải ý thức. Bá, Tống, bành trướng bản công tử Hải, phát ra một tiếng khản giọng tiếng kêu. Thanh âm kia bên trong, tràn đầy vô tận oán hận. Nếu như đem hắn trong giọng nói mỗi phần oán hận đều chuyển hóa làm một khối cục gạch, vậy cái này phần oán niệm đủ để tại Hoa Hạ dựng ra đầu thứ hai vạn lý trường thành. Tống Thư Hàng nhìn về phía công tử Hải, trong đầu chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới Bạch Tiền Bối có khi trả lời hắn ngữ khí, sau đó hắn thốt ra, đản sự. Bành trướng bản công tử Hải ngụm lớn hô hấp, thân hình có chút uốn lượn, một ngày nào đó, ta muốn tự tay vặn xuống đầu của ngươi. A, à, Tống Thư Hàng bình tĩnh lên tiếng. Ta muốn đem đầu của ngươi, treo ở ta ma thần trụ bên trên, cắm ở ta ma quốc bắt mắt nhất chỗ. Bành trướng bản công tử Hải giữ tợn nói. A, à, giọng điệu này, không phải công tử Hải. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, hộp ma đế. Hắn vẫy tay, xích tiêu kiếm tiền bối nhảy đến trong tay hắn. Công đức xà mỹ nhân hiển hiện, bao vây lấy thân thể của hắn, tạo hóa tiên tử hiện thân, giơ lên tỳ bà nhẹ nhàng đàn tấu. 49 con thánh viên từ Tống Thư Hàng sau lưng liên tiếp toát ra. Không cần chờ một ngày nào đó, hôm nay ta liền muốn đem ngươi rút ra, treo ở ta hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng kêu lên. Quy tiền bối, chú ý lời kịch, nhã nhặn điểm, đừng kêu rầm rĩ như cái nhân vật phản diện. Ngươi chính là ở đây, không muốn đi lại. Mỗ đi chém xuống địch quân đầu, đi đi liền tới. Tống Thư Hàng biết sai liền đổi. Quy tiền bối. Bành trướng bản công tử Hải dùng hết lực khí toàn thân, gầm rú nói, lần sau, gặp lại ngươi, là tử kỳ của ngươi. Giống xong, công tử Hải thân thể tựa như thoát hơi đồng dạng. Xoẹt 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 rút nhỏ. Thể nội bành trướng ma năng tán đi, ngang ngược suy nghĩ tán đi, liền hà chỉ ma đế một tiểu sợi ý niệm cũng tán đi. Công tử Hải ngốc ngốc đứng ở không trung, ngây ra như phỗng. Ở bên cạnh hắn, vẫn như cũ có ma vụ tại bồng bềnh. Nhưng lúc này, mảnh này ma vụ, cũng không còn cách nào mang cho hắn ấm áp nước biển cảm giác. Mảnh này nguyên bản ấm áp ma vụ, hiện tại rét lạnh giống băng. Rõ ràng vẫn chỉ là tháng 11, nhưng công tử Hải cảm giác ngày đông giá rét đã sớm giáng lâm. Trong đầu hắn, nhớ lại một cái hình ảnh. Một ngày đó, tại ma đế không gian truyền thừa bên trong. Tuổi nhỏ trạng thái bá Tống Huyền Thánh, lơ lửng tại hà chỉ ma đế trong truyền thừa, một mặt bình tĩnh nói, hà chỉ ma đế phi thường cường đại khủng bố. Ngày ấy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa kết hợp với nhau, ta mới đưa hắn đỗi bảo. Đỗi bảo. Bảo. Hà chỉ ma đế bảo. Hắn nguyên lai tưởng rằng đó là ảo giác, là truyền thừa bí cảnh thí luyện, đối với hắn nội tâm trình độ bền bỉ một cái thí luyện. Nhưng hiện tại xem ra, vậy căn bản không phải thí luyện, mà là tên là bá tống kiếp ác mộng. Hà chỉ ma đế, thật sự bị đỗi bạo qua. Nếu không, ma đế ý thức phụ ở trên người hắn lúc, không có như thế oán niệm, càng sẽ không tại ném một câu ngoan thoại về sau, liền rút lui. Công tử Hải trong lòng, có phiến trước nay chưa có to lớn bóng tối, bao phủ trong lòng của hắn. Nhân sinh của hắn mục tiêu là trở thành cái thứ hai hà chỉ ma đế, coi như không có chín long văn như vậy nghịch thiên tư chất, nhưng muốn bằng lấy cố gắng của mình bước ra con đường trường sinh, trở thành ma môn đại đế. Nhưng hắn nhân sinh mục tiêu vừa mới cất bước, liền bị vỡ vụn. Không, không thể còn như vậy nghĩ tiếp, công tử Hải nhanh chóng ngăn lại ý nghĩ của mình. Lại thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, hắn sợ trong lòng mình sẽ sinh ra tâm ma. Chuyện này sau khi kết thúc, hắn nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bình tĩnh tâm linh của mình. Hà chỉ ma đế mặc dù là mục tiêu của ta, nhưng là, hắn cũng là ta muốn siêu việt đối tượng. Tương lai của ta, không giới hạn trong một phương ma đế, tương lai của ta cùng dã tâm, muốn lớn hơn. Công tử Hải thầm nghĩ trong lòng. Mà lại... Bá Tống Huyền Thánh cũng không phải dựa vào chính hắn lực lượng, đối bạo hà chỉ ma đế. Hắn là dựa vào lấy thiên địa, địa lợi, nhân hòa các loại nhân tố, mới làm được điểm này. Từ hà chỉ ma đế kêu gào, tùy thời muốn trở về báo thù điểm này đó có thể thấy được, hà chỉ ma đế bản thân cũng không e ngại bá Tống Huyền Thánh. Rất có thể là bị thừa lúc vắng mà vào, hoặc là bá Tống Huyền Thánh mượn một vị đại nhân nào đó vật thế. Công tử Hải cảm xúc rất nhanh bình tĩnh lại. Dạng người như hắn, sẽ không dễ dàng bị đả kích, đánh ngã. Liền xem như tuyệt cảnh, chỉ cần có một hơi tại, bọn hắn cũng có thể ngoan cường sống sót.
mà lại, một ngày nào đó sẽ sống càng tốt hơn. Ai, Hà Chỉ Ma Đế chạy mất, Tống Thư Hằng nói, hắn một lần nữa trở lại Hà Long Thần hành chiến xa bên trên. Bất quá chạy mất cũng tốt, nói thật, thật muốn cùng Hà Chỉ Ma Đế phụ thân công tử hải đối, kết quả sẽ như thế nào Tống Thư Hằng cũng vô pháp khẳng định. Xích Tiêu Kiếm tiền bối bản tôn rời đi, chỉ để lại tâm ma Xích Tiêu Kiếm tại. Mà tâm ma Xích Tiêu Kiếm không cách nào phối hợp Tống Thư Hằng chém ra phần thiên hỏa diễm đao, cùng Hắc Long thế giới lúc so ra, Tống Thư Hằng thiếu khuyết một đại chiến lực. Nhìn qua trong tay tâm ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối, Tống Thư Hằng đột nhiên khoa tay một chút. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm, làm gì? Ta nghĩ đến, ta muốn hay không học tập một chút nuốt kiếm kỹ năng này. Bởi vì luôn cảm giác trước kia Xích Tiêu Kiếm bản thể tại lúc, ngoài miệng nói không muốn, nhưng nó chưa từng có chân chính phản kháng qua công đức xà mỹ nhân biểu diễn nuốt kiếm. Sở dĩ, tiền bối người biết hay không kỳ thật rất hưởng thụ nuốt kiếm quá trình. Tống Thư Hằng nói, công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, nháy nháy mắt. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm, ngươi nếu là dám dùng ta biểu diễn nuốt kiếm, ta tự cùng ngươi liều mạng. Tuyệt đối phải đem ngươi ruột đều đâm thấu. Quy tiền bối, hắn dù sao cũng là tâm ma, một số yêu thích cùng bản thể hẳn là tương phản. Có đạo lý, Tống Thư Hằng dứt lời, tay trượt đi, một phát dưỡng đao thuật rơi vào Xích Tiêu Kiếm tâm ma trên người. A ôi chao sảng khoái, tâm ma Xích Tiêu Kiếm cực kỳ thoải mái. Tống Thư Hằng, nhưng có chút yêu thích, xem ra vẫn là đồng dạng. Quy tiền bối. Xem ra, công tử Hải không có nhiều khí lực, Bạch Long tỷ tỷ nói. Vừa rồi cái kia một đợt bạo loại, đối công tử Hải tiêu hao rất lớn. Mà Hà Chỉ Ma Đế ý chí tại phụ thân bạo loại đến một nửa, lại lặng yên rút đi, lúc này công tử Hải một thân lực lượng 10 không còn một. Vậy liền một chiêu cuối cùng, Tô Thị A Thập Lục nói. Nàng nhìn về phía công tử Hải hóa thân, một chiêu này, chỉ cần có thể tiếp được, ngươi liền sống. Không tiếp nổi, ngươi liền chết. Công tử Hải khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục một chân đứng ở độn quang bên trên, bày ra một cái duyên dáng ra quyền tư thế. Nói cách khác, nàng hiện tại mạnh nhất một chiêu không phải đao pháp, mà là quyền pháp. Hô A Thập Lục trong miệng có một đạo khí màu trắng tiến chậm rãi thở ra, cổ của nàng chỗ, mơ hồ có từng mảnh linh lực biến thành long lân hiển hiện, như thủy tinh tạo thành long lân, nhìn qua phi thường đáng tiền. Sau lưng A Thập Lục, có một chuỗi dị tượng bắt đầu hiển hiện. Cuồng lôi lôi điện bao phủ thân thể của nàng. Có chân long quấn quanh ở cánh tay của nàng, có viễn cổ phù văn tạo thành trận pháp, phù hiện ở nàng lòng bàn chân. Cuối cùng, lại có một đạo vô số tinh mang tạo thành thiên hà xuất hiện tại tay nàng khuỷu tay về sau, thiên hà hư ảnh dọc theo gần ngàn mét trường dị tượng. Tại thiên hà bên trong, có mấy trăm đầu chân long thân ảnh tại chơi đùa, như ẩn như hiện. Thiên hà lao nhanh, thiên hà bên trong nước lưu lực lượng cùng trăm long chi lực, toàn bộ tác dụng tại Tô Thị A Thập Lục khuỷu tay. Thôi động nàng một nắm đấm này. Cô, Tống Thư Hằng nuốt ngụm nước miếng. Một quyền này đặc hiệu nhìn qua đơn giản tàn bạo, luôn cảm giác bị một quyền này đánh trúng, sẽ chết người. Ha ha, không nghĩ tới A Thập Lục liền một quyền này cũng học xong. Quy tiền bối nói, năm đó Kim Long Thủy Tổ đã từng dùng một chiêu này, một quyền đem tống đầu gỗ từ viễn cổ thiên đình cực đông, một mực đánh tới cực tây, để hắn chảy xuống to như hạt đậu nước mắt, ra sức. Tống Thư Hằng. Lại là tống đầu gỗ bị đánh khóc hắc lịch sử. A Thập Lục huy quyền. Một quyền này vung ra lúc, dẫn dắt lên hoàn cảnh biến hóa, trên bầu trời bên dưới lên mưa to, sóng biển gào thét bốc lên, nhấc lên từng lớp sóng lớn. Công tử Hải không có tránh né. Là thời điểm kết thúc, trong lòng của hắn ám đạo. Không cần thiết lại giày vò đi xuống, mà lại trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng cũng thật sự không nhiều. Bộ dạng này cho dù chết, cũng có thể quá quan. Lực quyền oanh ở trên người hắn. Tiếp xúc, công tử Hải cũng cảm giác toàn thân xương cốt đều bị nghiền nát. Thân thể của hắn ném đi ra ngoài. Nhưng sau đó, cái kia chỉ sợ lực quyền, lại thấu thể mà qua, tại trong biển rộng oanh ra một vòng xoáy khổng lồ. Công tử Hải thân thể như là đổ xuống sông xuống biển thạch phiến, trên mặt biển bắn lên. Rơi xuống, lại bắn lên. Cuối cùng. Thân thể của hắn mềm nhũn phù ở trên mặt biển, không nhúc nhích. Nhưng lại không chết. Bi kịch. Hắn tình nguyện mình lập tức chết đi, tốt kết thúc thế kiếp hóa thân kịch bản. Công tử Hải hồi ức vừa rồi A Thập Lục một quyền kia, tại thời khắc cuối cùng,
quyền lực của nàng thấu thể mà qua, đánh vào trên mặt biển. Cái này rõ ràng không phải thao tác sai lầm, mà là cố ý vi chi. Đáng chết, bá Tống gia hỏa này muốn bắt người sống. Không ổn, công tử Hải nhíu mày. Nếu như bị bá Tống huyền thánh bắt sống trở về, đối phương nói không chừng có thể phát giác bản thân là hóa thân. Trong lúc đang suy tư, hắn nhìn thấy có hai bóng người rơi vào hắn bên cạnh. Tô Thị A Thập Lục cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, còn có hắn không muốn gặp nhất bá Tống huyền thánh. Tống Thư Hàng đưa tay, đem mũ lấy xuống, đeo lên A Thập Lục trên đầu, khổ cực, Thập Lục. Hừm, đáng tiếc, một trận chiến này không thể tận hứng. A Thập Lục tiếc nuối nói. Sẽ có cơ hội để ngươi tận hứng. Tống Thư Hàng mỉm cười, ngồi xổm ở công tử Hải bên người, ngươi nói đúng không? Cuộc đời của ta chi địch, công tử Hải đạo hữu. Công tử Hải nhắm mắt lại giả chết, trong đầu bắt đầu tự hỏi phương án giải quyết. Lần sau, để A Thập Lục lại cùng bản thể của ngươi đến một trận chiến đấu chân chính đi. Tống Thư Hàng nói. Công tử Hải đột nhiên mở to mắt. Thế kiếp hóa thân thực quá thật, nếu như không phải ngay từ đầu liền biết kế hoạch của ngươi, nói không chừng ta thật sự sẽ bị ngươi lừa qua. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Công tử Hải, ngươi, biết kế hoạch của ta. Làm sao có thể? Kế hoạch của ta chỉ có chính ta một cái người biết, không có nói cho bất luận kẻ nào. Đúng vậy, từ đầu tới đuôi đều biết, Tống Thư Hàng nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ, tháng gần nhất, ngươi hết thảy, đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Công tử Hải chỉ cảm thấy trong lòng có một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác, điên cuồng dâng lên. Là tâm ma, nhất niệm đọa, sinh tâm ma. Là tâm ma hương vị, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Cùng là tâm ma, cho nên khi công tử Hải hóa thân trên người xuất hiện tâm ma thời điểm, hắn trước tiên liền cảm ứng được. Tống Thư Hàng nghe vậy, đột nhiên một mặt nghiêm túc, hai tay vỗ tay, trong miệng yên lặng niệm tụng có từ. Quy Tiền Bối hiếu kỳ hỏi, ngươi niệm cái gì đâu? Hướng Bạch Tiền Bối cầu nguyện, Tống Thư Hàng nói, lần này thuận lợi tìm được công tử Hải hóa thân, hiện tại liên tâm ma đô đi ra, thập toàn thập mỹ. Quy Tiền Bối lại nói, tâm ma muốn làm sao rút ra, trong tay của ta Thiên Kiếp Thịnh Yến bên trong cũng không có ghi chép biện pháp đem tâm ma rút ra. Tống Thư Hàng nói, tâm ma xích tiêu kiếm, thân là một thanh đao, phi, thân là một thanh kiếm, ta ngoại trừ chém người bên ngoài những tri thức khác nắm giữ không nhiều. Bạch Long tỷ tỷ, cho tới bây giờ, ta đã thấy duy nhất có thể đem tâm ma cưỡng ép từ thể nội tháo rời ra phương pháp, chỉ có Vũ Nhu Tử tâm ma hóa thân. Tâm ma từ xưa đến nay chính là tu sĩ đau đầu nhất đồ vật một trong, làm sao đem tâm ma tháo rời ra là toàn bộ tu luyện giới đau đầu nan đề. Trước đem hắn thu đi, quay đầu lại hỏi cái khác đại lão đi. Quy Tiền Bối nói, ta một hồi liên hệ ta chủ Bắc Phương Đại Đế, nhìn xem Đại Đế có hay không tình báo. Thông Nương, người còn có thể đi hỏi một chút Sở Các Chủ, nàng tại tâm ma phương diện cũng có cực sâu nghiên cứu. Kém chút liền đem Sở Các Chủ quên đi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng điểm một cái Thông Nương hành nhọn. Sở Các Chủ tại lục phẩm lúc, trên người liền quấn lên không cách nào mẫn diệt tâm ma. Mà nàng liền treo cái này tâm ma, một mực tu luyện đến cửu phẩm cảnh giới. Càng là mượn cái này tâm ma bước ra con đường trường sinh, chém ra Sở Các Chủ. Vậy trước tiên đem hắn chuyển rời đến Sở Các Chủ bên cạnh, nhìn xem Sở Tiền Bối có biện pháp nào không xử lý tâm ma. Tống Thư Hàng nhìn về phía hư nhược công tử Hải hóa thân. Công tử Hải hóa thân chậm rãi nhắm mắt lại, không dám cùng Tống Thư Hàng đối mặt chư thiên vạn giới, ngoại trừ tuyệt thế cường giả chân chính, không ai dám nhìn thẳng vào bá Tống hai mắt. Tống Thư Hàng nhìn xuống công tử Hải, một lát sau đột nhiên nói, công tử Hải, người đột nhiên biến yếu như vậy, ta còn thực sự có chút không thích ứng. Công tử Hải. Đối mặt bây giờ công tử Hải, Tống Thư Hàng lần thứ nhất rõ ràng đối với thực lực mình cùng cảnh giới tiến bộ, có một loại so sánh. Bình thường hắn một mực đối mặt là Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, quần bên trong thành viên với hắn mà nói là người dẫn đường, là tiền bối, Tống Thư Hàng tâm thái một mực ở vào hậu bối vị trí, coi như thực lực tăng lên, cũng không có cái gì nhưng đối với so tính. Hiện tại nhìn qua công tử Hải, loại này trực tiếp so sánh liền đi ra. Trong trí nhớ lúc trước đối mặt công tử Hải, An Chi Ma Quân lúc cái chủng loại kia không có chút nào sức chống cự ký ức rõ mồn một trước mắt. So sánh hiện tại tràng diện, hắn đột nhiên cảm giác đến công tử Hải thật sự yếu. Phải biết, cho tới nay,
trong lòng hắn đều đưa công tử Hải định là cấp boss đối thủ. Đây là công tử Hải tại nửa năm trước, trong lòng hắn lưu lại in dấu thật sâu ấn tượng đầu tiên, đối với người ảnh hưởng 10 phần khắc sâu. Bá Tống tiền bối, có ý tứ sao? Công tử Hải hóa thân thanh âm khàn khàn nói, ngài đường đường một tôn bát phẩm huyền thánh chính diện đối ta, còn nói ta trở nên yếu đi, có ý tứ sao? Tống Thư Hàng dừng lại, sau đó mỉm cười, hừm, đột nhiên không có ý nghĩa. Hắn không có cùng công tử Hải giải thích bản thân là hàng lởm huyền thánh, cũng không có cùng hắn giải thích bản thân trước mắt là lục phẩm cảnh giới, hơn nửa năm trước vẫn chỉ là người trúc cơ tiểu tu sĩ chân thực. Không có gì tốt giải thích. Đột nhiên không có ý nghĩa. Công tử Hải, ta đối với ngươi chấp niệm, cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Quy tiền bối, không chặt hắn. Nhân quả kết thúc. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thăng tiên. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm bổ sung hỏi. Làm gì không chặt, nếu như còn có cơ hội gặp gỡ bản thể hắn, chiếu chặt không lầm. Đây là hắn cùng ta cùng A Thập Lục ở giữa ân oán. Tống Thư Hàng đưa tay nhấn một cái, đem công tử Hải hóa thân chuyển rời đến bản thân hạch tâm thế giới. Khác biệt duy nhất chỉ là, loại kia chấp niệm không có. Hừm, chiếu chặt không lầm, A Thập Lục gật đầu nói. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta trở về đi. Quy tiền bối, lại làm phiền ngươi. Quy tiền bối mặc dù bị phong ấn cảnh giới, bất quá còn có thể sử dụng cự ly ngắn dịch chuyển không gian. Trước đó, chính là hắn mang theo Tống Thư Hàng một đoàn người, trực tiếp từ Giang Nam địa khu vượt cảnh, đi tới nơi này phiến hải vực. Đúng rồi, trước ngươi liên tục đánh mặt ta 2 lần, còn âm thầm tổn hại ta 1 lần. Tâm ta rất đau nhức, Quy tiền bối đột nhiên nói. Tống Thư Hàng, ta lúc nào làm qua loại sự tình này? Ta không vui, Quy tiền bối đứng thẳng người lên, bắt đầu nhảy lên không hiểu thấu vũ đạo. Thông nương tại nó mai rùa trên theo dáng múa lay động. Tống Thư Hàng, thật xin lỗi. Hắn một mực là cái biết sai liền đổi người, trừ phi là không cách nào tự điều khiển mau bệnh. Thật không có thành ý, mà lại, xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Quy tiền bối nói. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, Quy đạo hữu, cái này đối thoại quá bài cũ, hiện tại không lưu hành cái này đối thoại hình thức. Xích Tiêu Kiếm đạo hữu người chớ cùng đâm tâm ta, hôm nay nội tâm của ta đặc biệt yếu ớt, có thể là đại di mụ tới. Quy tiền bối nói. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, Quy tiền bối ngươi chẳng lẽ là vị Quy tiên tử? Hùng Quy liền không thể đến đại di mụ. Quy tiền bối liếc mắt, người cường giả dám định thuật còn có thể làm cho nam nhân mang thai đây. Bạch Long tỷ tỷ, Hùng Quy, khả năng này không phải đại di mụ, mà là bệnh trĩ chảy máu. Quy tiền bối, đâm rùa. Tống Thư Hàng cười nói, tốt a, đừng vòng vo, Quy tiền bối ngươi có phải hay không có đồ vật gì muốn? Hoặc là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Ta nghĩ tại ngươi hạch tâm thế giới làm cái công viên trò chơi. Đoạn thời gian trước xem TV lúc, nhìn thấy treo ngược xe cáp treo, nhìn lấy bị treo ngược đám người lớn tiếng thét lên, cảm giác phi thường kích thích. Quy tiền bối nói. Tống Thư Hàng. Treo ngược xe cáp treo, chúng ta có thể đỡ cao một chút, còn không chiếm địa bàn. Ngươi mua vật liệu, ta phụ trách chế tác, cam đoan mạo hiểm kích thích. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể chế tác cái khác các loại chơi vui hạng mục. Quy tiền bối tiếp tục nói hạch tâm thế giới là Tống Thư Hàng địa bàn, hắn là khách nhân, cho nên muốn chế tác chút gì, cần đạt được Tống Thư Hàng đồng ý mới được. Mặt khác, nếu như cái này sân chơi chế tác tốt, nói không chừng tương lai, chúng ta có thể dựa vào nó thu phí, kiếm lấy linh thạch. Quy tiền bối lại bổ sung. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng nhanh chóng đồng ý, đã quy tiền bối ưa thích. Ta cùng hạch tâm tiểu trợ thủ nói một chút, để cho hắn thay ngươi quy hoạch một mảnh thích hợp thổ địa đi ra. Vậy cứ như thế quyết định, Quy tiền bối vui vẻ mở ra một cái không gian chi môn, đi thôi, chúng ta về nhà. Đúng, buổi trưa hôm nay chúng ta ăn cái gì? Thanh Đôn Giáp Ngư Thang, Tống Thư Hàng nói, mặt khác, bởi vì con ba ba còn không có mua, chúng ta có thể dùng hải quy góp đủ số. Tiểu tử, người đây là đang tự tìm đường chết, Quy tiền bối gầm thét lên. Kỳ thật canh hải quy không tốt uống, chúng ta đổi cái khác đồ hải sản nấu canh đi. Thông nương nói nàng và Quy tiền bối tình cảm đặc biệt tốt, cho nên nàng bắt đầu vì Quy tiền bối nói chuyện. Đổi thành cái khác đồ hải sản. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người, ánh mắt, siêu 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 liếc về phía Bạch Long tỷ tỷ.
Ha ha, Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu cười một tiếng, Bạch Long canh thật là không tệ. Bạch Long tỷ tỷ nhìn không có chút nào sinh khí, tính khí đặc biệt tốt. Nếu như hôm nay không nghe thấy Kim Long Thủy Tổ một quyền đem tống đầu gỗ từ Thiên Đình cực đông đánh tới cực tây tin tức, Tống Thư Hàng nói không chừng muốn thừa cơ lại bị một câu. Nhưng bây giờ, mãnh liệt dục vọng cầu sinh nói cho hắn biết, bị một chút khả năng chính là tử lộ. To như hạt đậu nước mắt, không phải ai đều có thể lưu. Không dám, không dám. Tống Thư Hàng liều mạng lắc đầu mà lại lấy Bạch Long tỷ tỷ thực lực, ai có thể đưa nàng nấu canh. Sợ là nhiều nhất đạt được một nồi Bạch Long tỷ tỷ nước tắm. Vượt qua quy tiền bối mở cổng không gian, Tống Thư Hàng bọn người trở về Giang Nam Đại học thành, Dược Sư Đại Lâu. Đám người bước chân rơi xuống đất. Tống Thư Hàng, đúng rồi, nói lên linh thạch, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chuyện gì, cần linh thạch sao? Tô Thị A Thập Lục nghi ngờ nói. Không, là trước kia thay Thanh Loan tiên tử trị liệu một nhóm lại một nhóm bệnh hoạn về sau, ta lại nhưng không có thu phí. Tống Thư Hàng tay phải ấn tại ngực, cực kỳ bi thương. Trước kia, vào xem lấy hướng Thanh Loan tiên tử thỉnh giáo Thánh Viên Long Lực Thần Công, cuối cùng hạch tâm thế giới ăn no rồi, hắn tự cùng Thanh Loan tiên tử nói. Kết quả quên thu phí đấy. Ngươi ngay từ đầu cũng không có nói muốn thu phí. Tô Thị A Thập Lục cười nói. Tống Thư Hàng, sở dĩ A, cảm giác mình thua lỗ 100 triệu. Hiện tại, trong tay hắn vẫn như cũ nửa khối linh thạch đều không có mà theo thực lực cảnh giới tăng lên, hắn hiện tại có rất nhiều địa phương đều muốn dùng đến linh thạch. Thủ đi, bình thường tu sĩ lúc tu luyện, liền cách không ra linh thạch. Bình thường tu sĩ mua tu chân giới vật phẩm lúc, cũng đều muốn linh thạch. Hạch tâm thế giới bên trong thời gian thành hiện tại liền ở vào trạng thái ngừng máy, muốn một lần nữa đưa nó kích hoạt, cần thiên văn sổ tự linh thạch số lượng. Trừ phi có thể giống khôi lỗi tiên tử như thế, cho thời gian thành cũng tìm một cái công suất lớn hạch tâm để duy trì nó tiêu hao. Còn có hắn tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, nếu như muốn một hơi đem phong ấn giải trừ đến bát phẩm trình độ, ngoại trừ tiêu hao hắn tự thân linh lực bên ngoài còn có thể dùng linh thạch để duy trì pháp khí tiêu hao. Mặt khác hắn còn có một môn diệt thần tử mẫu pháo, nếu có linh thạch, pháo kích uy lực không kém gì bát phẩm cấp bậc. Mà lại, hắn còn chuẩn bị tại hạch tâm thế giới kiến thiết một bộ tu luyện thiết bị, cái gì phòng trọng lực, thống khổ nhẫn nại, tử vong thể nghiệm, 12 bậc thang thí luyện các loại. Những thứ này dùng để cung cấp mình và đệ tử tu luyện thiết bị, cũng đều đòi tiền. Lão thiếu tiền. Lần sau nếu như còn có thể tiếp vào thú tu giới trị liệu cửu u tà năng cảm nhiễm bệnh hoạn sinh ý, đoàn người nhất định phải nhớ kỹ nhắc nhở ta lấy tiền. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Tô Thị A Thập Lục, tốt lắm. Những người khác, lại không một cái đáp lại Tống Thư Hàng. Vẫn là Thập Lục tốt nhất rồi, Tống Thư Hàng bi thống nói. Thông Nương nháy nháy mắt, nói sang chuyện khác, Bạch tiền bối cùng Hằng Hỏa tiền bối vẫn chưa về. Tống Thư Hàng nếu không, ta đi trước chợ bán thức ăn mua chút nguyên liệu nấu ăn, sau đó cho đoàn người bộc lộ tài năng. Hắn người mang Hà Chỉ Ma Đế Ma Môn chủ tâm, còn có hắn chế tác ma môn tiên đồ ăn ký ức, kinh nghiệm. Trên lý luận tới nói, chế tác đồ ăn thường ngày, không nói chơi. Đinh 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 đang khi nói chuyện, Dược Sư Đại Lâu tiếng chuông cửa vang lên. Có ba vị lạ lẫm tu sĩ khí tức, xuất hiện tại cửa ra vào, lẳng lặng đứng vững. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Cổng đứng đấy chính là hai nữ một nam, đều rất trẻ trung, quần áo cách ăn mặc cũng rất hiện đại hóa, nhìn không ra là cái nào hệ người tu luyện. Ta không biết, A Thập Lục nhận biết không? Tống Thư Hàng hỏi. A Thập Lục lắc đầu. Đó là đến gây chuyện không? Tống Thư Hàng nói gần nhất bị đại lão đối nhiều, hắn có chút thần kinh mẫn cảm. Có thể là tìm đến Dược Sư tiền bối. Thông Nương nhắc nhở. Tống Thư Hàng, ta đi xuống xem một chút. Hắn mở cửa sổ ra, dùng sức nhảy ra ngoài. Nhảy đến một nửa lúc, hắn ngạnh sinh sinh phanh lại, một lần nữa nhảy trở về. Quy tiền bối, tại sao lại nhảy trở về rồi? Từ trong cửa sổ nhảy ra là bệnh, muốn đổi. Tống Thư Hàng nói, sau đó hắn mở cửa phòng, từ thang lầu một đường chạy xuống đi. Quy tiền bối. Nhảy đến một nửa lại nhảy trở về chạy thang lầu mới càng có bệnh hơn a. Tô Thị A Thập Lục tựa ở bên cửa sổ bên trên, nhìn qua dưới lầu. Bạch Long tỷ tỷ, Quy tiền bối, Thông Nương tất cả đều chen đến nho nhỏ bên cửa sổ bên trên, hướng xuống nhìn lại. Tống Thư Hàng chạy đến cổng, đem đại môn mở ra.
bá, bá Tống tiền bối. Bá, bá Nho tiền bối. Bá, bá Long tiền bối. Ba cái thanh âm, ba loại cách gọi, duy nhất giống nhau là, ba cái tuổi trẻ đạo hữu thân thể đều run rẩy cùng chim cút nhỏ giống như, cùng nhau cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, ta có khủng bố như vậy sao? Ta vừa tiếp xúc lúc tu luyện, Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối cũng khoe ta diện mục hiền lành, mọc ra trương người tốt mặt a. Ba vị tiểu đạo hữu tốt, không cần khẩn trương. Các ngươi đến đây, là muốn tìm kiếm ai? Tống Thư Hàng tận lực để cho mình thanh âm lộ vẻ ôn nhu. Vãn bối phủ Du Tinh Quang Tông, tịch. Nại Khi. Đinh Cam. Xin chào bá Tống tiền bối. Ba vị tuổi trẻ đạo hữu lần nữa cung kính cho Tống Thư Hàng hành lễ, tâm tình của bọn hắn rất phức tạp, tức sợ hãi lại mừng rỡ. Sợ hãi chính là vị này là bá Tống tiền bối, mừng rỡ lý do đồng dạng vị này là bá Tống tiền bối, thiên nhiên đệ nhất thánh. Các ngươi tới tìm ta, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, bá Tống tiền bối. Vị kia niên kỷ nhìn qua nhỏ nhất thiếu niên, một mặt sùng kính lặng lẽ ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Vãn bối hai người, phụng sư mệnh hộ Tống sư đệ đến đây Giang Nam địa khu độ kiếp. Sở dĩ, chuyên tới để bái kiến bá Tống tiền bối. Nại Khi lên tiếng nói. Nàng và vị kia tên là Tịch Nữ Tử, thực lực đều ở vào tứ phẩm cảnh giới. Mà vị kia tên là Đinh Cam tuổi trẻ nam tử, đang đứng ở 2:3 trạng thái. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng mỉm cười. Theo hắn bá Tống Huyền Thánh tên tuổi khai hỏa về sau, một số tin tức linh thông tu sĩ cùng môn phái, đã biết hắn thường xuyên hiện thân tại Giang Nam Đại học thành khu vực. Giang Nam địa khu là bá Tống Huyền Thánh đạo tràng tin tức, ngay tại tu sĩ một ít vòng quan hệ bên trong truyền bá mở ra. Thế là, có ai nhà đệ tử, muốn mượn Giang Nam địa khu độ kiếp, tự nhiên muốn giành trước môn, bái kiến bá Tống Huyền Thánh. Các ngươi đã tìm kiếm tốt đất độ kiếp sao? Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Đúng vậy, đất độ kiếp đã chuẩn bị thỏa đáng. Tịch nhẹ giọng trả lời. Ủng hộ, chúc tiểu đạo hữu thành công độ kiếp. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu niên kia. Thật là đúng dịp, 2:3 thiên kiếp. Nếu không tới lúc theo sau nhìn xem, nói không chừng có thể thua một đợt 2:3 lôi kiếp. Đương dự bị nguyên liệu nấu ăn. Tạ ơn bá Tống tiền bối. Thiếu niên Đinh Cam vô cùng vui vẻ, cuối cùng hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, đây là sư phụ ta để cho ta mang cho bá Tống tiền bối tiểu lễ vật, còn mời bá Tống tiền bối nhận lấy. Tống Thư Hàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng theo Đinh Cam đưa lên cái hộp nhỏ lúc, hắn ngửi thấy trong hộp linh thạch mùi thơm. Thiếu niên này trong lòng, có tâm ma. Sau thắt lưng, Xích Tiêu Kiếm tiền bối truyền âm nói. Vị tiểu đạo hữu này cùng ta hữu duyên, nghe được tâm ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối nhắc nhở lúc, Tống Thư Hàng trong lòng lập tức tuôn ra ý nghĩ như vậy. Tấn ba lôi kiếp, tâm ma kiếp, đều là đồ tốt. Chính là thu hoạch có chút phiền toái nhỏ. Lôi kiếp cần bạch tiền bối tới phong ấn, trước mắt Tống Thư Hàng sẽ chỉ xoa lôi kiếp, còn sẽ không phong ấn. Phong ấn lôi kiếp phương pháp hắn còn tại hướng bạch tiền bối học tập bên trong. Về phần tâm ma kiếp, cho đến trước mắt. Chư thiên vạn giới còn không có phương pháp có thể đem người khác tâm ma, ngạnh sinh sinh rút ra. Ninh Cam tiểu đạo hữu chuẩn bị khi nào độ kiếp? Tống Thư Hàng mỉm cười hỏi. Bá Tống Huyền Thánh lại nhưng quan tâm hắn độ kiếp ngày, Ninh Cam có chút thụ sủng nhược kinh, trả lời, hồi bá Tống tiền bối, vãn bối chuẩn bị tại ngày 22, tuyết nhỏ một ngày đó tiến hành độ kiếp. Hừm, ngày đó là ngày tháng tốt, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Ninh Cam mở thầm nghĩ. Vãn bối cũng cho là như vậy. Dứt lời, hai tay của hắn dâng lên quà tặng, nhìn về phía Tống Thư Hàng, hy vọng bá Tống Huyền Thánh có thể thu bên dưới bọn hắn tới cửa lễ. Tống Thư Hàng mỉm cười, đưa tay tại hộp quà trên nhẹ nhàng điểm một cái, đưa nó chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Không, không gian thủ đoạn, hoặc là không gian pháp khí. Ninh Cam lần thứ nhất nhìn thấy loại này không gian thủ đoạn. Loại này thủ pháp hắn chỉ ở môn phái sư huynh cùng các sư tỷ trong miêu tả nghe qua. Bá Tống tiền bối, vậy vãn bối ba người trước hết cáo từ. Nại Khi tiên tử đối Tống Thư Hàng hành lễ nói. Ba vị tiểu hữu xin chờ chốc lát, Tống Thư Hàng nói. Ba cái tiểu tu sĩ nghi ngờ nhìn về phía bá Tống tiền bối. Chờ một lát, ta cùng một vị tiền bối giải một ít chuyện. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn trước đem ba cái tiểu đạo hữu đưa vào viện tử. Để bọn hắn nghỉ ngơi trước một lát. Sau đó ý thức của hắn chui vào đến hạch tâm thế giới,
tiến vào Hoạt Tuyền vị trí. Ở nơi đó, công tử Hải hóa thân hư nhược nằm tại bên cạnh ao, hắn bốn chân trên cát bị một đạo phong ấn cố định, khiến cho hắn không cách nào động đậy. Trên thực tế, coi như tứ chi trên không có phong ấn, công tử Hải hóa thân cũng không dám động trong ao, vị này tiên tử thực lực quá mức khủng bố. Ở vào cái này tiên tử bên người lúc, hắn cảm giác mình hô hấp đều khó khăn. Trong lúc mơ hồ hắn cảm ứng được, cái ao này bên trong tiên tử, có lẽ cùng Hà Chỉ Ma Đế là cùng một cảnh giới kinh khủng tồn tại. Sở các chủ đầu tại ao nước nhỏ bên trong chìm nổi, một sợi sợi tóc tại công tử Hải hóa thân trên thỉnh thoảng đâm động. Mỗi lần một lần đâm kích, đều sẽ có một cái bi thảm tiếng kêu từ trên thân công tử Hải phát ra. Sở tiền bối, có biện pháp đem công tử Hải trên người tâm ma cho rút ra sao? Tống Thư Hàng hỏi. Sở các chủ lắc đầu, nàng hiện tại liền bả vai cùng xương quai xanh đều dài ra tới, cuối cùng có thể làm ra tiêu chuẩn lắc đầu động tác, trước mắt. Ta chỉ có thể đem hắn tâm ma thông qua pháp thuật chiếu rọi đi ra, giống soi gương đồng dạng. Nhưng muốn trực tiếp đem tâm ma từ người khác thể nội quất ra, quá khó khăn. Quá trình này, tựa như là muốn đem bóng người của người khác từ trong gương quất ra đồng dạng, rất khó. Ta hiện tại đối diện chiếu vũ nhu tử tâm ma hóa thân thủ đoạn, tiến hành nếm thử. Sở tiền bối ủng hộ, Tống Thư Hàng nói, hắn vốn đang nghĩ, nếu như sở tiền bối đã có biện pháp đem tâm ma rút ra. Vậy liền có thể giúp Đinh Cam tiểu đạo hữu đem tâm ma quất ra. Xem như tới cửa lễ đáp lễ. Đáng tiếc. Mặt khác, ta còn có cái mạch suy nghĩ. Sở các chủ nói, thiên kiếp dưới, tâm ma hình thái sẽ phát sinh biến hóa, phổ thông tâm ma hóa thành tâm ma kiếp lúc, tại chuyển biến hoàn thành trong nháy mắt, sẽ có sát na ở giữa cụ hiện hóa. Kết hợp thủ đoạn của ta cùng vũ nhu tử tâm ma hóa thân chi pháp, có lẽ có biện pháp đem tâm ma kiếp rút ra. Bất quá cái này cần thí nghiệm, người lần sau độ kiếp thời điểm, nếu có sinh ra tâm ma lời nói, chúng ta có thể thử một chút. Đúng rồi, hiện tại, trước mặt ta thì có một vị tấn ba tiểu đạo hữu. Trên người hắn có tâm ma hạt giống, bất quá, tâm ma của hắn ẩn núp rất sâu, chính hắn chỉ sợ còn không phát hiện. Tống Thư Hàng nói, hắn muốn tiến hành độ kiếp sao? Sở các chủ hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ngày 22 liền độ kiếp rồi. Vốn nữa ta còn đang suy nghĩ có biện pháp nào không, có thể giúp hắn quất ra tâm ma tới. Ta xem một chút, người phối hợp ta, sở các chủ nói. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng lại bổ sung, sở các chủ, nếu như chúng ta có thể giúp đỡ, liền giúp bên dưới vị tiểu hữu này đi. Rất lễ phép ba cái tiểu đạo hữu. Có lễ phép hài tử, ai cũng ưa thích. Tống Thư Hàng ý thức trở về. Trên đỉnh đầu của hắn truyền đến không gian ba động. Một đầu tóc dài đen nhánh từ hạch tâm thế giới chui ra, trực tiếp từ Tống Thư Hàng trên đầu dài đi ra. Cái này một đầu mái tóc thực sự quá dài, nếu như mặc nó rủ xuống, đủ để phủ kín cả một cái gian phòng. Tóc dài đen nhánh không có rủ xuống, hắn dọc theo đến về sau, liền bắt đầu tung bay. Tại ba cái tiểu đạo hữu trong mắt, bá Tống tiền bối tóc đột nhiên sinh trưởng tốt, cuối cùng dài đến 7-8 mét chiều dài. Cái này một đầu tóc dài. Căn bản không nhìn địa cầu lực hút, hướng lên tung bay. Cái trạng thái này bá Tống huyền thánh, tựa như ma vương hàng thế. Ba vị tiểu hữu thân thể không khỏi lặng lẽ run rẩy lên, cũng không phải bị bá Tống huyền thánh hình ảnh hù đến. Mà là từ nơi này tóc dài bên trên, có một loại kinh khủng uy áp, để ba người không thở nổi, hận không thể có thể đem thân thể của mình lập tức nằm sát xuống đất. Đây là to lớn chênh lệch đẳng cấp. Mang tới lực áp bách, đây là sở các chủ hết sức thu liễm bản thân khí tức trạng thái. Nếu như sở các chủ trực tiếp đem bản thân trường sinh giả quang hoàn phóng xuất ra, mấy cái này tiểu gia hỏa con mắt sẽ không chịu nổi con đường trường sinh bên trong bổ sung pháp tắc, trực tiếp mù mất. Chính là cái này ba tên tiểu gia hỏa sao? Sở các chủ cái kia thanh âm dễ nghe vang lên. Đúng, chính là các nàng. Rất lễ phép hài tử. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Sở các chủ tóc dài có chút cảm ứng ba cái tiểu đạo hữu trạng thái, sau đó nàng đối Tống Thư Hàng truyền âm nói, rất lễ phép hài tử. Người cái này không lễ phép hùng hài tử, gọi tỷ tỷ, gọi ca ca. Tống Thư Hàng. Tâm ma xích tiêu kiếm, ha 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 ha. Sở các chủ truyền âm cũng không có che đậy hắn. Có tâm ma chính là vị nào tiểu đạo hữu? Sở các chủ lại truyền âm hỏi. Là vị này Đinh Cam tiểu đạo hữu. Tống Thư Hàng hướng phía vị này Đinh Cam ca ca vẫy vẫy tay. Đinh Cam kiên trì, chậm rãi tới gần Tống Thư Hàng. Mộng các chủ duỗi ra một sợi tóc dài,
nhẹ nhàng ở trên người hắn một điểm. A từ trên thân Đinh Cam, đột nhiên phát ra một cái tiếng kêu thảm thiết. Đinh Cam, đây không phải tiếng kêu thảm thiết của hắn. Tiểu đạo hữu, người có tâm ma, Sở Các Chủ nói thẳng. Tâm ma, Đinh Cam một mặt mộng bức. Thư Hàng, lấy nước cho ta, Sở Các Chủ nói. Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động, trong tiểu viện vòi nước tự động vặn ra, một cổ thanh thủy bị niệm lực dẫn dắt, rơi xuống Sở Các Chủ tóc dài trước mặt. Sở Các Chủ tóc dài tại thanh thủy trên một điểm, thanh thủy hóa thành tấm gương, tỏa ra Đinh Cam. Trong gương, một đống con mực xúc tu hiển hiện. Nhìn, đây chính là tâm ma của ngươi, Sở Các Chủ nói. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, đây là cái gì loại hình tâm ma? Đây là yêu, Sở Các Chủ chậm rãi nói. Sở tiền bối, ta thời gian tu hành ít ngươi cũng đừng gạt ta, yêu chính là như thế một đống vặn vẹo con mực xúc tu. Ai mà thèm lừa ngươi, cái này đoàn vặn vẹo con mực xúc tu, chính là yêu không thể nghi ngờ, là yêu tâm ma. Sở tiền bối truyền âm nhập mật nói. Chính là bởi vì là vặn vẹo hoặc là cấm kỵ yêu, cùng bình thường yêu khác biệt, cho nên mới sẽ sinh ra tâm ma. Nếu như là rất bình thường yêu, đối với môn phái hệ tu sĩ đã rất khó sinh ra tâm ma bởi vì có kháng thể. Yêu là tu sĩ trẻ tuổi trong đời, rất trọng yếu tình cảm, sẽ sinh ra mãnh liệt tâm tình chập chờn. Yêu là dao hai lưỡi, tức có thể khiến người ta bộc phát cường đại tiềm lực, nhưng cũng sẽ làm tổn thương tu sĩ đạo tâm. Sở dĩ, nhằm vào tình yêu phương diện này, các đại môn phái đều có chuyên môn chương trình học. Tình yêu phương diện tâm lý học, từ xưa đến nay đều là tu chân giới rất trọng yếu ngành học. Tu thân dưỡng tính, đạo tâm chương trình học, tu tiên trước tu tâm. Trước mắt, một số chính thức môn phái tu chân bên trong, nhằm vào tuổi trẻ tu sĩ, sẽ định kỳ có tiền bối tới giảng pháp bên trong thỉnh thoảng sẽ có như thế nào chính xác đối đãi tình yêu quan, như thế nào đối đãi đạo lữ của mình, như thế nào mau chóng từ thất tình trong trạng thái điều chỉnh xong các loại liên quan tới tình yêu súp gà cho tâm hồn, cùng thất tình ứng đối phương pháp. Cũng có chút môn phái sẽ kiếm tẩu thiên phong bọn hắn dạy bảo đệ tử coi nhẹ tình yêu, chỉ cần ngươi cảnh giới đủ mạnh, sống đủ dài, 1000 tuổi ngươi có thể cùng 20 tuổi đạo lữ yêu đương, cảnh giới mới là đạo lý quyết định. Bộ phận lão cổ đồng ma môn bình thường đều tuyên truyền chỉ có cường giả mới xứng có được tình yêu. Đinh Cam cau mày nhìn qua thủy kính bên trong xúc tu. Tâm ma. Yêu. Trong nội tâm của ta, lại có tâm ma. Còn tốt hôm nay tới đây bái kiến bá Tống Huyền Thánh. Bằng không hắn chính mình cũng không biết tự thân có tâm ma tình huống bên dưới, không cẩn thận liền có thể tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thân tử đạo tiêu. Hắn chăm chú nhìn qua những thứ này xúc tu, trong lòng bắt đầu suy tư lên tâm ma đản sinh nguyên nhân. Cấm kỵ tình yêu sao? Tống Thư Hàng cùng Sở Các Chủ, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối ba người tiến vào phạm vi nhỏ truyền âm giao lưu trạng thái. Sở Các Chủ lại đem trên lầu xem trò vui Tô Thị A Thập Lục, Quy Tiền Bối bọn người cuốn vào đến quần thể truyền âm trong phạm vi. Xích Tiêu Kiếm, tình yêu loại vật này chính là phiền toái như vậy, hắn tức sẽ mang lại cho người hy vọng, để cho người ta tại trong tuyệt cảnh thu hoạch được dẫy dụa lực lượng. Nhưng nó cũng sẽ cho người ta mang đến tuyệt vọng, để cho người ta mất đi sống tiếp dục vọng. Cho nên vẫn là chúng ta những thứ này khí linh tương đối tốt. Nhưng xem ra, Đinh Cam tiểu đạo hữu chính mình cũng còn không biết bản thân tâm ma. Chính hắn không biết mình trong lòng cái kia cấm kỵ hoặc là vặn vẹo yêu sao. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, nếu như là cùng yêu có quan hệ, lại là dạng gì yêu mới sẽ hóa thành tâm ma. Cùng người hắn yêu thân phận có quan hệ, vẫn là cùng hắn tự thân có quan hệ. Đừng kêu người ta tiểu đạo hữu, gọi hắn ca ca. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm nhắc nhở. Trên lầu xem trò vui Tô Thị A Thập Lục, nhịn không được cười ra tiếng. Tống Thư Hàng trở tay chính là một phát dưỡng đao thuật. Ấy ra ra gút tâm ma Xích Tiêu Kiếm IEA kêu lên, thanh âm lại giòn vừa mịn. Đối diện ba vị tiểu đạo hữu một mặt mộng bức. Bởi vì thiên kiếp sắp xảy ra nguyên nhân, Sở Các Chủ truyền âm nói, tại thiên kiếp sắp xảy ra lúc, tu sĩ trong lòng một số rất nhỏ cảm xúc, đều sẽ bị tìm kiếm đi ra. Chỉ cần là tâm hồn có lỗ thủng, có đôi khi thậm chí là hắn tự thân cũng không có chú ý đến tiểu lỗ thủng, tại thiên kiếp phía dưới đều sẽ bị phóng đại, hóa thành tâm ma kiếp. Chính vì vậy, tâm ma kiếp mới có thể trở thành tu sĩ ghét nhất thiên kiếp. Nói cách khác, Đinh Cam tiểu đạo hữu tâm linh lỗ thủng, là liền chính hắn đều không phát giác yêu. Nhưng là bình thường tới nói, tấn ba thiên kiếp bên trong,
hẳn là sẽ không xuất hiện tâm ma kiếp mới đúng chứ? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Đoạn thời gian trước Tô Không Vân vừa mới vượt qua tấn 3 ngày kiếp. Bình thường tới nói, tâm ma kiếp tại 3 tấn 4 thiên kiếp bên trong, mới có thể chính thức xuất hiện. Nếu như tại độ thiên kiếp trước đó, trong lòng liền đã sinh ra tâm ma lời nói, liền có thể sẽ để cho tâm ma trực tiếp hóa thành tâm ma kiếp. Quy tiền bối trả lời. Sở các chủ, dù cho vận khí tốt, tại khi độ kiếp, tâm ma không đủ để hóa thành tâm ma kiếp, nhưng ở thiên kiếp ảnh hưởng dưới, tâm ma cũng sẽ bị phóng đại. Không cẩn thận chính là tẩu hỏa nhập ma kết cục. Bá Tống tiền bối, Ninh Cam lên tiếng nói, tâm ma của ta, có biện pháp giải quyết sao? Trước mắt, muốn đối phó tâm ma, người chỉ có thể dựa vào đạo tâm của mình đi chống cự. Sở các chủ thanh âm vang lên, thay thế Tống Thư Hàng trả lời, tại biết mình trong lòng đã có tâm ma, mà lại là cùng yêu có liên quan tâm ma lúc, đến lúc đó độ thiên kiếp, người cũng có thể có cái phòng bị. Chỉ cần trong lòng có phòng bị, đến lúc đó chỉ cần đạo tâm kiên định một số, loại này nhỏ yếu tâm ma, liền không làm gì được hắn. Tâm ma của hắn không nghiêm trọng lắm, thậm chí yếu ớt đến chính hắn đều không phát giác. Xích Tiêu Kiếm, nếu như ngươi có thể biết tâm ma của mình, cùng cái gì có quan hệ, vậy liền nhằm vào phương diện này tăng cường tâm linh phòng ngự. Tống Thư Hàng bọn người, đều có chút hiếu kỳ nhìn qua Đinh Cam. Sẽ để cho vị thiếu niên này sinh ra tâm ma yêu đến cùng là cái gì? Loại này bát quái sự tình, tổng là có thể gây nên mọi người lòng hiếu kỳ. Trên thực tế, ta hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Ninh Cam cười khổ nói. Quy tiền bối nhảy lên từ trên lầu nhảy xuống, hiếu kỳ nói, ngươi tuổi tác, hẳn là đúng lúc là yêu loại cảm tình này tràn lan thời kỳ. Ngươi chẳng lẽ đều không có yêu qua người nào? Quy tiền bối, nhảy cửa sổ loại này đại hiệp bệnh cần thiết chế, lần sau chúng ta vẫn là đi thang lầu đi. Tống Thư Hàng thiện ý nhắc nhở. Quy tiền bối lắc lắc chân trước, không có việc gì, ta là hải quy không phải nhân loại. Động vật nhảy cửa sổ không phải chuyện rất bình thường sao? Con mèo a cái gì a, đều là từ cửa sổ đi ra ngoài. Tống Thư Hàng. Ninh Cam ngượng ngùng nói, kỳ thật ta đã có đạo lữ, mà lại tình cảm của chúng ta rất ổn định. Tại nam nữ tình cảm phương diện, cũng không có sinh ra tâm ma điều kiện. Nếu như không phải ngươi tự thân mau bệnh, nào sẽ không phải Thư Hàng ngươi nồi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng. Vì cái gì cùng ta có quan hệ, ta đã làm gì, cái này nồi ta không lưng a. Đang lúc cái này lúc, công đức xà mỹ nhân siêu một chút từ Tống Thư Hàng phía sau chui ra, như thế nào yêu. Tạo hóa tiên tử theo sát lấy đi ra, như thế nào hiếu. Hai vị tiên tử một trái một phải lơ lửng ở Tống Thư Hàng bên cạnh, bạch hạc lưỡng xí kim kê độc lập, ánh mắt của các nàng liếc về phía Tống Thư Hàng cái bóng. Một lát sau. Da đen vũ nhu tử ngượng ngùng từ cái bóng bên trong chui ra, dọn xong tư thế, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao. Đối diện, Đinh Cam tiểu đạo hữu sắc mặt lập tức trắng bệch. Chính là cái này, tâm ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối chậm rãi nói. Tống Thư Hàng. Không, cũng sẽ không là cái này. Điểm ấy ta có thể khẳng định, tình thương của mẹ phương diện ta cũng không có tâm lý lỗ thủng. Đinh Cam liên tục khoát tay. Sở các chủ trầm tư một lát, đột nhiên. Nàng từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu lấy xuống một sợi tóc Tống Thư Hàng. Sau đó, nàng đem căn này tóc giao tại Đinh Cam trong tay, mang lên căn này tóc, có lẽ hắn có thể mang cho ngươi một điểm may mắn. Tạ ơn tiền bối, Đinh Cam mừng rỡ nhận lấy căn này tóc. Đây chính là bá Tống huyền thánh tóc, tuyệt đối là vô cùng chân quý hộ thân phù a. Thủy kính bị sở các chủ thu hồi. Ba vị có lễ phép tu sĩ trẻ tuổi cùng Tống Thư Hàng cáo từ, rời đi. Sở tiền bối, tóc của ta có may mắn hiệu quả. Có thể phòng ngự tâm ma. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, nếu có chức năng này, hắn liền phát. Hắn có tăng phát thuật tại, chỉ dựa vào bán tóc, hắn đều có thể phát tài. Sở các chủ lắc đầu, quả nhiên nói, không có. Tống Thư Hàng. Bất quá, dù sao cũng là thiên niên đệ nhất thánh bá Tống huyền thánh tóc, lại thêm có ta loại này đẳng cấp tu sĩ vì nó xác nhận, ta nói nó có thể mang cho người ta may mắn. Phổ thông tiểu tu sĩ khẳng định là tin tưởng. Sở các chủ chậm rãi nói. Tại loại này tuyệt thế đại lão xác nhận nhận chứng tình huống bên dưới, giả cũng là thật sự. Mà chỉ cần hắn tin tưởng, cái kia trong lòng liền sẽ có một loại ám chỉ. Coi như hắn gặp được tâm ma, trong tay có căn này tóc tại,
hắn liền sẽ theo bản năng cho rằng căn này tóc có thể trợ giúp hắn chống cự tâm ma, tăng cường lòng tin của hắn. Đây là một loại thủ đoạn nhỏ, bất quá có đôi khi rất thực dụng. Sở các chủ tiếp tục nói. Thì ra là thế. Tống Thư Hàng chướng tư thế, hắn đem chiêu này nhớ đến bản bút ký trên tương lai đệ tử của mình Sở Sở, tiểu thải độ kiếp thời điểm, hắn xin mời một vị tuyệt thế đại lão đăng tràng, vì một kiện hộ thân phù khai quang chúc phúc, tăng cường các đệ tử độ kiếp lòng tin. Các tiền bối không hổ là tiền bối, hắn cần hướng tiền bối nhóm chỗ học tập còn có rất nhiều. Mặt khác, ta tại căn này trên tóc làm cái thần binh kỳ giám tiêu ký. Đến lúc đó thiếu niên này khi độ kiếp, chúng ta có thể xa xa đứng ngoài quan sát. Nói không chừng có thể phá giải tâm ma huyền bí, từ đó đem tâm ma cho rút ra. Sở các chủ tiếp tục nói. Đáng tin đại tiền bối, làm việc lúc, chính là như thế giọt nước không lọt. Tống Thư Hàng cự ly trở thành như thế đáng tin đại tiền bối, đường phải đi còn rất dài. Vậy thì chờ ngày 22, Tống Thư Hàng nói. Hắn không giúp được vị này có lễ phép đinh cam tiểu đạo hữu, đón lấy đến chỉ có thể dựa vào chính hắn cố gắng. Đưa tiễn ba vị có lễ phép tiểu đạo hữu, Tống Thư Hàng thấy thời gian còn sớm, chuẩn bị đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua chút nguyên liệu nấu ăn đại triển thân thủ, thử một chút tài nấu nướng của mình. A Thập Lục chuẩn bị cùng hắn cùng đi. Cái khác tiền bối thì tại trong nhà ngốc lấy. Tống Thư Hàng đưa tay mở ra đại môn, một bước bước ra. Ầm ầm, bên tai, truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên có bình thường tiên toa thoát ra. Là chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa phảng phẩm. Thứ sáu thiên đạo tại thành đạo trước đó, có một kiện thế gian nhanh nhất phi toa. Hiện tại cái này phi toa tại bạch tiền bối trong tay. Sau hiện thế bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tiến hành kỹ thuật giao lưu, trong tay hắn có một kiện phảng phẩm, hiệu quả không thể so với chính phẩm kém bao nhiêu. Chiếc này phi toa trong nháy mắt xuất hiện, vừa vặn đè vào Tống Thư Hàng bụng dưới. A, Tống Thư Hàng bốn tiếng kêu thảm, bị đụng bay ra ngoài, rơi xuống trong sân. Thư Hàng, người không sao chứ? Tô Thị A Thập Lục chạy đến hắn bên cạnh. Tống Thư Hàng từ dưới đất bò dậy, sờ lên bụng, ây. Vẫn được. Tiên toa tại đại môn vị trí thời điểm, vừa vặn dừng lại. Đánh tới cường độ nhìn như khoa trương, kỳ thực liền da lông đều không làm bị thương. Thư Hàng tiểu hữu không có sao chứ. Tiên toa bên trong, Hằng Hỏa chân quân vội vàng nhảy ra ngoài, lúc ra cửa, ta đem tiên toa hướng dẫn mục đích vị trí thiết lập tại trước cổng chính, kết quả không phanh lại xe. Hắn bay quá nhanh. Là Hằng Hỏa tiền bối đang lái xe. Bạch tiền bối đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Bạch đạo hữu hắn lái xe đến một nửa, đột nhiên đem tiên toa ngừng đến một khối thiên thạch bên trên, sau đó liền bắt đầu thất thần. Sở dĩ, ta mới không có cách, tiếp thủ tiên toa điều khiển. Hằng Hỏa chân quân cười khổ một tiếng, sau đó lại nói, đúng rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta đi nho ra đi, cái kia, đổi ai tới lái xe không? Cái này tiên toa tốc độ quá nhanh, ta có chút không thích ứng. Ta không mở qua tiên toa. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu nói. Quy tiền bối, ta gần nhất đều là trực tiếp đi cổng không gian, mà lại ta cái này hải quy hình thái cũng không thích hợp mở phi toa. Lại nói, quy tiền bối, của ngươi nhân loại hình thái, là thế nào đó a? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Yêu tu đến ngũ phẩm về sau, liền có thể hóa hình. Quy tiền bối thế nhưng là cửu phẩm kiếp tiên cấp tồn tại, khẳng định đã sớm có thể hóa hình. Quy tiền bối cười hắc hắc. Người muốn nhìn ta nhân loại hình thái. Hơi có điểm hiếu kỳ, Tống Thư Hàng nói. Quy tiền bối tiếc nuối nói, đáng tiếc, ngươi trưởng không đủ mỹ hình. Tống Thư Hàng, a, của ta nhân loại hình thái, chỉ cấp ta cho rằng đầy đủ mỹ hình người quan sát. Quy tiền bối chân trước ngượng ngùng bưng lấy khuôn mặt, ta muốn đem bản thân tốt đẹp nhất một mặt, lưu cho ta vừa ý người kia. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Thư Hàng. An ủi hắn nói, Thư Hàng kỳ thật thuộc về nén lòng mà nhìn hình. Nén lòng mà nhìn hình nói trắng ra là chính là lần đầu tiên nhìn qua lúc, không đủ mỹ hình. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên lần này hắn không có cho tâm ma xích tiêu kiếm đưa dưỡng đao thuật. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tâm ma xích tiêu kiếm gần nhất một mực đang tìm cơ hội đâm tim của hắn, các loại tư thế đâm. Sau đó thông qua đâm tâm thủ đoạn lừa gạt dưỡng đao thuật. Đừng nghe quy đạo hữu nói bừa, cái này lúc, Bạch Long tỷ tỷ bình tĩnh nói, hắn tu luyện công pháp rất đặc thù,
dẫn đến nó nhân loại hình thái không dễ dàng bày ra. Khi nó thể hiện ra hình người lúc, chính là hắn bộc phát ra thực lực mạnh nhất thời điểm. Cái này nghe liền rất khốc, Thông Nương nói. Tống Thư Hàng nhịn không được nói, Quy Tiền bối ngươi công pháp này thiết lập phản a. Bình thường yêu tu, không đều là hiện ra nguyên hình về sau, mới có thể hiện ra chân thực sức chiến đấu sao? Ai nói, Thông Nương không phục nói, của ta nhân hình trạng thái thuần sức chiến đấu liền tương đối cao. Tống Thư Hàng. Hằng Hỏa Chân Quân khiêng phi toa, đưa nó khiêng đến trong sân, hắn thở dài, Thư Hàng tiểu hữu, các ngươi tuyến bên dưới nói chuyện phiếm thời điểm, chủ đề cũng có thể nhảy nhanh như vậy. Giảng chính sự, ai sẽ mở tiên toa? Tống Thư Hàng đứng dậy, hắn đưa tay lặng lẽ sờ lên bản thân thận bộ vị ân, thận cũng không có bị làm bị thương. Sau đó hắn mở miệng nói, ta chỉ mở qua một lần tiên thuyền, hơn nữa còn là Bạch Tiền Bối cải tạo bản, cùng lái xe cảm giác không sai biệt lắm. Sở dĩ, bình thường tiên toa ta khẳng định không mở được. Dứt lời, Tống Thư Hàng lại xoay đầu lại, nhìn về phía tạo hóa tiên tử, công đức xà mỹ nhân cùng da đen vũ nhu tử. Ba vị này tiên tử bên trong, có người biết lái xe không? Ba vị tiên tử cái đầu nhỏ chỉnh tề phía bên phải lệch ra đi, manh manh nhìn qua Tống Thư Hàng. Xem bộ dáng là không đùa. Tâm ma xích tiêu kiếm, ta hiểu được làm sao mở, nhưng là ta hình thái thứ hai không có chân, cũng không mở được. Không có cách, cái kia chỉ có gọi lái thay. Hằng Hỏa Tiền Bối dứt lời, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu huy động. Bên cạnh, Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh. Từ khi ban đầu ở Nho Gia trải qua phi kiếm hạn hào cùng cho thuê phi kiếm áp sự kiện về sau, bây giờ Tống Thư Hàng nghe được tu chân giới tiên toa lái thay, chỉ thấy có trách hay không, rất tự nhiên liền tiếp nhận rồi cái này thiết lập. Tiền bối, nếu không ta trực tiếp đem phi toa thu nhập đến hạch tâm thế giới, sau đó chúng ta ngự đao bay hướng Nho Gia đi. Tống Thư Hàng nhắc nhở nói. Đừng, vẫn là gọi lái thay đi, gọi lái thay cũng không quý. Hằng Hỏa Chân Quân kiên trì nói, nói thật, Bạch đạo hữu cái này phi toa, ngồi xuống có thể kích thích. Nếu như không lái xe, ngồi xe lúc phi thường hưởng thụ, mấy vị đạo hữu đừng bỏ lỡ cơ hội. Ta chính là bản thân không nghĩ thông xe, nhưng ta còn muốn ngồi hưởng thụ một hồi, cơ hội khó được. Tống Thư Hàng luôn cảm giác Hằng Hỏa Chân Quân tại kéo băng nhập hố chính hắn rất xuống hố, liền muốn nhiều kéo mấy người cùng hắn. Tới, có đạo hữu tiếp đơn. Hằng Hỏa Chân Quân nói. Tiếp đơn đạo hữu cách chúng ta không xa, nhiều nhất trong vòng 10 phút đuổi tới, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, điều chỉnh bên dưới trạng thái. Tô Thị A Thập Lục hỏi, lại nói, Bạch Tiền Bối đâu? Còn trong phi toa thất thần đây, Hằng Hỏa Chân Quân trả lời. Hơn 10 phút sau, trên bầu trời có một bóng người phi tốc chạy tới, cuối cùng đáp xuống Dược Sư Đại Lâu trước cửa. Đạo thân ảnh này không có thi triển ngự vật phi hành thuật pháp. Hoàn toàn là dựa vào hai chân chạy, một đường chạy đến. Đạo hữu, là các người phải gọi tiên toa lái thay sao? Người kia lên tiếng kêu. Hắn thanh tuyến hùng hậu, có tự tính. Tống Thư Hàng nghe thanh âm này lúc, chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới hắn một vị lão sư thanh âm loại này thanh tuyến, nghe có loại tại đọc diễn cảm văn chương cảm giác. Đúng vậy, cửa không khóa, mời đến. Hằng Hỏa Chân Quân kêu. Đại môn bị đẩy ra. Một vị tóc tai bù xù, ăn mặc màu xanh hiện đại phục sức nam tử tiến vào viện. Rõ ràng ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng chẳng biết tại sao, nam tử này cho người ta một loại lôi thôi lếch thếch ảo giác. Mặt khác, Tống Thư Hằng còn chú ý tới nam tử trên chân giày, đi ngược. Nam tử vào nhà về sau, đưa tay đem bản thân tóc tán loạn phủ đến sau đầu, lộ ra một trương rất có khí chất nam tử trung niên khuôn mặt. Đây là trương có thể quét thẻ mặt chỉ là nhìn thấy gương mặt này. Thì có loại làm cho người không hiểu thấu lựa chọn tin tưởng hắn lực lượng. A, Tống Thư Hàng nhìn thấy gương mặt này lúc, trong lòng đột nhiên phun lên một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Trong lòng có một cái tên, rất muốn kêu gọi đi ra. Nhưng là há miệng lúc, hắn lại phát hiện mình căn bản không biết vị nam tử này danh tự, hắn cũng hoàn toàn không biết vị nam tử này. Loại cảm giác này, để hắn không khỏi nhớ tới Cửu Châu Nhất Hào Quần vị kia. Lật ra điện thoại nhìn bản ghi nhớ mới có thể nhớ lại tiền bối. Ta cái kia gặp cái gì đều cảm giác nhìn quen mắt mau bệnh lại phạm vào. Trong lòng của hắn ám đạo. Đạo hữu, đây chính là chúng ta tiên toa. Mục đích của chúng ta là Nho Gia. Hằng Hỏa Chân Quân lên tiếng nói hắn đang nhìn đến nam tử này lúc, đồng dạng có loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Sở dĩ,
hắn thậm chí không hỏi đối phương đạo hiệu, trong lòng không hiểu liền tin tưởng đối phương. Không có vấn đề, nho ra, ta rất quen. Nam tử kia ôn hòa cười một tiếng. Phi toa cửa mở ra, nam tử chui vào trong đó, chiếc này tiên toa thật là bổng, đại gia lên đây đi, thao tác giới diện cùng bình thường tiên toa không có khác biệt lớn, ta hoàn toàn có thể điều khiển. Tô thị A thập lục, quỳ tiền bối, bạch long tỷ tỷ, xích tiêu kiếm tiền bối đều tiến vào tiên toa. Tống thư hàng sau lưng, công đức xà mỹ nhân cùng da đen vũ nhu tử đều trở về trong cơ thể hắn. Chỉ có tạo hóa tiên tử, nàng lộ ra nửa cái đầu, tại Tống thư hàng cổ sau lặng lẽ toát ra nhìn qua tựa như Tống thư hàng dài hai cái đầu đồng dạng. Nàng đang lặng lẽ đánh giá vị kia mở tiên toa nam tử. Phảng phất là cảm ứng được ánh mắt của nàng. Nam tử kia xoay đầu lại, nhìn về phía tạo hóa tiên tử, ôn hòa cười một tiếng. Tạo hóa tiên tử lại giống đi học làm tiểu động tác, bị lão sư phát hiện học sinh, siêu một chút, lùi về đến Tống thư hàng thể nội. Vị tiền bối này, chúng ta trước đây quen biết sao? Tống thư hàng đạp vào phi toa về sau, nhịn không được hỏi. Ta biết ngươi, thiên nhiên đệ nhất thánh, bá Tống huyền thánh. Vị nam tử kia cười ha ha một tiếng nói, bất quá ngươi nên không biết ta. Kỳ thật ta mọc ra một trương đại chúng mặt, các ngươi nhìn ta mặt lúc, có phải hay không cảm giác nhìn rất quen mắt. Sau đó các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có thể hay không cảm giác mình nhận biết trong bằng hữu, có rất nhiều người mặt cùng ta tương tự. Bởi vì trương này đại chúng mặt nguyên nhân, rất nhiều người đang nhìn đến ta lúc, đều cảm giác nhìn quen mắt. Ha ha ha! Tống thư hàng cùng hằng hỏa tiền bối yên lặng gật đầu. Đại gia ngồi vững vàng, lái thay đại thúc kêu lên. Hắn nắm lên phi toa cần điều khiển, một cước đem tiên toa khởi động. Oanh bạch tiền bối tiên toa phóng lên tận trời. Thẳng đứng trùng thiên, tốc độ nhanh đến bạo tạc. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, để Tống thư hàng thân thể cứng ngắc. Cái này tiên toa, thật là có bạch tiền bối phong cách. Truy cầu cực hạn nhanh, kích thích. Một sát na bên trong, phi toa liền leo đến không trung. Có chút điều chỉnh góc dưới độ về sau. Hắn hướng về nho ra Bạch Vân Thư Viện vị trí vọt mạnh đi qua. Chiếc này phi toa chính là chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa phảng phẩm. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa là thứ 6 thiên đạo thành đạo trước đó tác phẩm, danh xưng không gian pháp thuật phía dưới, tốc độ nhanh nhất. Cự ly ngắn bắn vọt, hắn thậm chí so không gian truyền tống mở phải nhanh không gian truyền tống còn muốn mở ra không gian thông đạo, tiến vào bên trong, lại từ một bên khác đi ra. Bạch tiền bối phảng phẩm mặc dù so ra kém chính phẩm, nhưng nó là bạch tiền bối cùng bạch tiền bối liên thủ chế tạo, tốc độ thật sự phẩm cũng chỉ là hơi yếu một đường. Tốc độ cao nhất bộc phát trạng thái dưới, đồng dạng là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp bậc. Mà vị này trở dùm đại thúc, là cái điều khiển tiên toa cao thủ. Vừa lên đến, trực tiếp liền đem phi toa tốc độ kéo đến nhất nhanh. A a a thông nương cái thứ nhất kêu thành tiếng, nàng hành mầm trên duỗi ra một đôi tay nhỏ. Gắt gao nắm lấy quy tiền bối mai rùa. Tô thị A thập lục đưa tay bắt lấy Tống thư hàng cánh tay, sau một khắc, nàng phát hiện Tống thư hàng cơ bắp băng cùng khối sắt giống như. Thư hàng sợ nhanh chứng cùng chứng sợ độ cao lại phạm vào. Tâm ma xích tiêu kiếm thừa cơ đâm một đợt tâm. Tống thư hàng cắn răng, mạo xưng là trang hảo hán, không có việc gì, ta còn có thể chống đỡ được. Mà lại, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, loại tốc độ này rất kích thích. Tô thị A thập lục mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo Tống thư hàng căng thẳng cơ bắp. Thư hàng miệng lại cứng rắn, thân thể phản ứng vẫn là vô cùng thành thật. Phía trước có máy bay, cái này lúc, hằng hỏa chân quân kêu lên. Ở địa cầu bên trong cao tốc bão tố tiên toa, điều khiển thể nghiệm thật không tốt. Máy bay càng ngày càng nhiều, bay quá nhanh luôn cảm giác sẽ đụng vào. Yên tâm, xem ta, trở dùm đại thúc ôn hòa cười một tiếng, từ tính thanh âm đặc biệt đáng tin. Sau đó, đại thúc điều khiển phi toa đột nhiên một cái lớn xoay tròn, xinh đẹp xẹt qua một cái vòng tròn lớn cung, hoàn mỹ tránh đi máy bay, mảy may không có ảnh hưởng đến máy bay phi hành. Đây tuyệt đối là tuyển thủ chuyên nghiệp cấp trình độ. Tiên toa bên trong, thông nương thét lên liên tục. Tống thư hàng hai tay trái lại, nắm chắc A thập lục tay nhỏ cánh tay. Tại bạch tiền bối tiên toa kinh khủng kia tốc độ xuống. Rất nhanh đám người liền từ Giang Nam địa khu đi tới nho ra Bạch Vân Thư Viện bên ngoài, vững vàng hạ xuống. Tiên toa chi môn mở ra. Quy tiền bối bình tĩnh từ tiên toa bên trong leo ra, sau đó là hai chân Nguyễn Hằng Hỏa chân quân. Tô thị A thập lục trạng thái coi như không tệ, nhẹ nhàng nhảy lên,
từ tiên toa bên trong nhảy ra. Tiếp theo là Tống Thư Hàng, hắn đồng dạng từ tiên toa bên trong xoáy khí nhảy ra. Nhưng nhảy đến một nửa lúc đột nhiên mất đi cân bằng. Mắt thấy hắn liền muốn quẳng chó đớp cứt lúc, tạo hóa tiên tử duỗi ra hai tay, lấy ôm công chúa đem Tống Thư Hàng tiếp được. Đạo hữu, nho ra đến, lái thay muốn bao nhiêu linh thạch, Hằng Hỏa chân quân nhìn về phía chỗ ngồi lái xe. Nhưng hắn liếc nhìn lại lúc, vị trí lái trên không đung đưa. Vị kia điều khiển đại thúc, biến mất. Hằng Hỏa chân quân cầm trong tay linh thạch, tiền cũng không cần. Tống Thư Hàng nhìn qua Hằng Hỏa trong tay tiền bối linh thạch, lại phát hiện một đầu tài lộ, Hằng Hỏa tiền bối, trong tay ngươi cái này lái thay áp một hồi phát ta một cái, ta đi đăng ký cái tài khoản. Sau đó rút sạch ta đi luyện tập bên dưới mở tiên thuyền, tiên toa kỹ xảo. Nói không chừng có thể tiếp mấy đơn sinh ý. Tạo hóa tiên tử đưa tay hất lên, đem Tống Thư Hàng thân thể kéo thẳng, dựng tới đất trên dùng sức thoáng có chút lớn, Tống Thư Hàng chân đều bị cắm vào thổ địa bên trong. Đừng có nằm mộng, Thư Hàng, Quy tiền bối đứng thẳng người lên, chân trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, người tức sợ độ cao lại sợ nhanh, chơi cái gì phi toa. Càng quan trọng hơn là, người không có thời gian đi tiếp đơn, tin tưởng ta. Người vẫn là đi khai phát bản thân hạch tâm thế giới, cùng ta cùng một chỗ làm tốt công viên trò chơi hạng mục. Trên thế giới này, tiền dễ kiếm nhất chính là nữ nhân cùng hài tử, công viên trò chơi cam đoan là cái đến tiền hạng mục lớn. Chờ phân thân ta sau khi trở về, ta có thể cho phân thân đi lái thay. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Tâm ma xích tiêu kiếm, đừng huyễn tưởng, không thời gian. Có thời gian này, người còn không bằng đi cho đại lão làm công, nói không chừng ích lợi lớn hơn. Tống Thư Hàng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật trong tay hắn lửa linh thạch hạng mục không ít. Hắn thiếu không phải hạng mục, là thời gian. Ta nói, các ngươi cần thiết phải chú ý điểm sai rồi a. Tô Thị A Thập Lục sau lưng Bạch Long tỉ tỉ thở dài, vị này lái thay tu sĩ, rất có vấn đề đi. Đến nho ra phụ cận, lại biến mất không thấy. Các ngươi liền không sợ hắn chui vào đến nho ra bên trong đi làm phá hư. Vừa rồi liền nàng đều không chú ý tới đối phương là lúc nào biến mất cái này khiến Bạch Long tỉ tỉ không khỏi cảnh giác lên. Hằng Hỏa chân quân đột nhiên nói khẽ, vừa rồi trở dùm cái vị kia, cũng là nho ra đệ tử. Mặc dù hắn tận lực ẩn giấu đi, nhưng ta có thể từ trên người hắn cảm ứng được nho ra khí tức. Chân quân thu hồi linh thạch, đi thôi, ta mang mọi người tiên tiến nho ra trụ sở. Hoan nghênh đại gia lần nữa đến nho ra làm khách. Bạch tiền bối còn không lấy lại tinh thần, ngẩn người Bạch tiền bối cũng tốt mỹ. Thông nương nói, giao cho ta đi, Tống Thư Hàng tiến lên, trực tiếp đem phi toa khiêng, ta khiêng đi vào đi. Nói đến, lần trước đến nho ra Bạch Vân Thư Viện lúc, Bạch tiền bối tựa hồ cũng ở vào trạng thái ngủ, nằm y tại kén bên trong không chịu rời giường, cuối cùng vẫn là Tống Thư Hàng ôm cái kia kén đến Bạch Vân Thư Viện. Lịch sử tổng là kinh người tương tự. Hằng Hỏa chân quân mang theo Tống Thư Hàng một đoàn người, tiến vào Bạch Vân Thư Viện, đến Bạch Vân Thành. Lần này không có lần trước cửu u tà ma xâm lấn nguy cơ, Bạch Vân Thành trên không cũng không có khôi lỗi phòng ngự, hôm nay không cần lo lắng phi kiếm hạn hào. Lại thêm nho ra hiện tại đại bộ phận đệ tử, chuyển rời đến Kim Liên thế giới bên trong đi, Bạch Vân Thư Viện bên trong người lưu lượng ít đi rất nhiều, lộ vẻ có chút tiêu điều. Trên đường đi, gặp gỡ nho ra đệ tử, đều sẽ trước một bước hướng Hằng Hỏa chân quân hành lễ. Hằng Hỏa chân quân bây giờ chấp trưởng Kim Liên thế giới, tại nho ra bên trong có được cực cao nhân vọng. Mấy người đi vào quảng trường thời điểm, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía trong sân rộng, nho ra 13 kiếp tiên tượng. Cái này 13 tòa kiếp tiên pho tượng, khí chất không giống nhau. Có ôn tồn lễ độ, quân tử như trúc, có thần thái bay lên, hào phóng không bị trói buộc, cũng có tươi mát tuấn giật, ngọc thụ lâm phong. Mỗi tôn pho tượng dùng chất liệu cũng không giống nhau, có dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành, cũng có dùng phổ thông đá xanh tạo thành, có pho tượng toàn thân xích hồng, cũng có toàn thân trắng noãn không nhuốm bụi trần. Giống như lần trước, Tống Thư Hàng ánh mắt rơi vào trong đó tòa kia toàn thân như lưu ly, trong ngoài thấu triệt pho tượng phía trên. Chính là vị này lưu ly thư sinh cho mượn đi hắn linh quỷ, cái này một cho mượn liền không quay lại. Tống Thư Hàng ánh mắt lại tại 13 kiếp tiên bên trong tìm một vòng. Nhưng không có tìm tới tạo hóa tiên tử pho tượng. Tiên tử không phải 13 kiếp tiên một trong. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cầm đầu cái kia một tôn kiếp tiên pho tượng trên người. A, hắn nhíu mày.
Cầm đầu tôn này kiếp tiên giống bộ mặt, lại bị người xóa đi. Nhưng là hắn nhớ kỹ bản thân lần trước đến nho ra thời điểm, tôn này kiếp tiên giống như là có mặt, mặc dù cụ thể mặt mũi là bộ dáng gì đã nhớ không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định lần thứ nhất hắn nhìn thấy pho tượng lúc, cái này cầm đầu kiếp tiên là có diện mạo. Hằng Hòa tiền bối, cầm đầu vị kia kiếp tiên là... Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hằng Hòa chân quân cười khổ, chúng ta, nhớ không rõ. Tống Thư Hàng, a, đây là ngươi nho ra kiếp tiên đi. Liên quan tới thứ nhất kiếp tiên ghi chép, liên quan tới hắn hết thảy, đều bị xóa đi. Chúng ta cũng không nhớ nổi tên của hắn, không có chút nào ấn tượng. Hằng Hòa chân quân trả lời. Thiên đạo phòng tối, Tống Thư Hàng vô ý thức nói. Loại hiệu quả này, khẳng định là thiên đạo phòng tối không sai. Chúng ta về sau suy đoán thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến khả năng này. Hằng Hỏa chân quân nói khẽ. Nhưng hắn hy vọng không phải như vậy. Bạch Long tỉ tỉ nhìn qua cầm đầu pho tượng kia, hai mắt có chút nheo lại, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới vừa mới cái kia lái thay tu sĩ. Còn có tạo hóa tiên tử, cũng là dạng này ngốc ngốc nhìn qua cầm đầu kiếp tiên pho tượng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau một lúc lâu, tạo hóa tiên tử lấy ra tỉ bà, nàng ôm ấp tỉ bà, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tại dây đàn trên kích thích. Kéo dài tiếng đàn truyền ra tới. Tạo hóa tiên tử mở miệng, dùng viễn cổ ngôn ngữ bắt đầu nhẹ nhàng hát lên. 13 tòa nho gia kiếp tiên pho tượng bên trên, có quang hoa ngưng tụ. Thuộc về nho gia đặc hữu chính khí lực lượng hội tụ, ngưng tụ tại 13 vị kiếp tiên thân tượng bên trên. Mơ hồ trong đó, 13 kiếp tiên giống trên đều có một bóng người hiển hiện, bọn hắn lộ ra cười ôn hòa ý, cúi đầu cưng chiều nhìn qua tạo hóa tiên tử. Mấy tức thời gian sau, tạo hóa tiên tử tiếng ca cùng tiếng đàn kết thúc, 13 kiếp tiên giống trên hư ảnh cùng hội tụ chính khí lực lượng, cũng đều tiêu tán không thấy. Tạo hóa tiên tử ôm đàn, thân ảnh nho nhỏ đứng ở to lớn 13 kiếp tiên tượng bên dưới, ngẩng đầu nhìn băng lãnh pho tượng, không nói ra được cô tịch. Tại nàng ngày thường chơi đùa bề ngoài bên dưới, ẩn giấu là thánh nhân chiến tử, 13 kiếp tiên tử thương hơn phân nửa, nho ra phá diệt to lớn bi thương. Thiên đạo chi tranh, dị thường tàn khốc. Tống Thư Hàng xa xa nhìn qua nho ra tiên tử, lúc này, ai cũng không thích hợp đi an ủi tạo hóa tiên tử. Để cho nàng một cái người tính tính cũng tốt. Trong lúc đang suy tư, tạo hóa tiên tử đột nhiên động. Nàng ôm tỷ bà nhảy lên thật cao. Nhảy tới cầm đầu nho ra kiếp tiên trên đỉnh đầu. Sau đó, nàng hai tay giơ cao, đảo ngược qua thân đến, đi cả nhắc tại kiếp tiên ảnh chân dung biên giới, bày ra quay người nhảy cầu động tác. Tống Thư Hàng có loại dự cảm không ổn. Tạo hóa tiên tử tay phải ném đi, đem tỷ bà cao cao ném lên, ngay sau đó thân thể nàng hướng về sau lật vọt, xoay tròn, lăn lộn, tư thế cực đẹp. Hoa! Tại vạn chúng chú mục bên trong, thân thể của nàng vững vàng chui vào Tống Thư Hàng thể nội. Tống Thư Hàng. Cái này vào nước tư thế phi thường vui mắt. Quy tiền bối vỗ chân trước. Vây xem nho ra đệ tử, cũng bắt đầu đi theo dùng sức vỗ tay. Trên bầu trời, tỷ bà rơi xuống, tạo hóa tiên tử cánh tay từ Tống Thư Hàng trên đầu duỗi ra, một tay lấy tỷ bà tiếp được, dùng sức phung vẩy, tựa như huy động nàng cúp. Diễn kịch liền phải diễn tốt nguyên bộ. Tiếng hoan hô lập tức biến càng nhiệt liệt. Tống Thư Hàng đành phải khiêng bạch tiền bối phi toa, dùng hắn ngăn cản nho ra các đệ tử nóng rực ánh mắt. Hằng Hỏa chân quân cười dẫn đầu Tống Thư Hàng, tiến vào Bạch Vân Thư Viện chiêu đãi khách nhân ở lại khu vực. Lúc đầu hắn muốn trực tiếp chiêu đãi Tống Thư Hàng đi hắn tư nhân tiểu viện ở lại, nhưng là tư nhân viện là còn không chỉnh lý. Toàn bộ là sách, còn có các loại tạp vật loạn thành một bầy. Hắn chuẩn bị lặng lẽ đi chỉnh lý một lần. Chờ sau bữa cơm chiều, sẽ ở bản thân tư nhân tiểu viện chiêu đãi Tống Thư Hàng mấy người. Đúng rồi, Hằng Hỏa tiền bối. Vân Tước Tử tiền bối có đến nho ra tới sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Trước đó tại Điền Thiên Đảo lúc, Vân Tước Tử tại cùng Tam Lãng trong điện thoại nhắc qua, nàng trước khi đến cửu U thế giới trước, chuẩn bị đến nho ra đến cho mượn một kiện đồ vật. Ta vừa rồi truyền âm hỏi thăm phụ trách quản lý thư viện mấy vị đệ tử. Nhưng Vân Tước Tử đạo hữu cũng không có tới Bạch Vân Thư Viện. Hằng Hỏa chân quân lại nói, ta đã để đệ tử đi hỏi thăm cái khác mấy chỗ nho ra thư viện, nhìn xem cái khác viện có người hay không tiếp đãi qua Vân Tước Tử đạo hữu. Hy vọng Vân Tước Tử tiền bối đừng xúc động, Tống Thư Hàng ám đạo. Luôn có loại dự cảm không ổn.
Uy, Thư Hàng, cái kia là nhà Hoàng Sơn quần chủ tu sĩ đi. Biệt Ly Câu, Thông Nương đột nhiên lên tiếng nói, nàng dọc tại quy tiền bối xác bên trên, quy tiền bối ghé vào cửa sổ. Tống Thư Hàng thuận Thông Nương chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy tại đối diện trong hành lang, một cặp nam nữ trẻ tuổi vừa nói vừa cười. Là Julia, Tống Thư Hàng cười nói, đạo hiệu của hắn là Tàng Thiên Câu, cũng không phải Biệt Ly Câu. Như vậy, cùng với Julia tiên tử, chính là vị kia Ngọc Cầm tiên sinh Âu Dương Viện A. Đây là một vị điển hình nho gia tiên tử, sâu trên người bên dưới tràn đầy tài nữ khí tức. Kinh lịch không ít khó khăn trắc trở về sau, cái này một đôi rốt cục thuận lợi cùng đi tới, nguyên nhân chủ yếu nhất là Đậu Đậu gần nhất không cách nào giày vò Julia, hắn gần nhất bị Hoàng Sơn tiền bối nhìn vô cùng gấp. Tựa hồ là cảm ứng được Tống Thư Hàng ánh mắt. Julia theo bản năng xoay đầu lại, cùng Tống Thư Hàng ánh mắt gặp nhau. Sau đó, hắn liền thấy Tống Thư Hàng mắt trái cái kia lập lòe tỏa sáng con mắt thánh nhân chi nhãn. Julia khuôn mặt nhỏ tái đi, hắn yếu ớt tránh đi Tống Thư Hàng ánh mắt, cẩn thận đưa tay sờ về phía bụng của mình. Tống Thư Hàng, Julia huynh, chúng ta nói thế nào cũng là quen biết đã lâu đi, người phản ứng này có chút để cho người ta thương tâm a. Hắc hắc hắc, nhưng ngươi thật sự là tránh né, ta thì càng muốn lên đi cùng ngươi thân cận một chút. Tống Thư Hàng đứng dậy, chuẩn bị đi ra một chút. Nhưng khởi thân, hắn lại thở dài, không được, ta cũng không phải Đậu Đậu. Sau đó tại mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong ánh mắt, hắn một lần nữa ngồi trở về. Đậu Đậu có thể thỏa thích bì, bởi vì hắn là Đậu Đậu. Hắn cũng không thể bì thành Đậu Đậu. Ta còn tưởng rằng ngươi nhịn không được muốn đi bì một chút đây. Bạch tiền bối phân thân thanh âm, đột nhiên sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, phát hiện bạch tiền bối phân thân chẳng biết lúc nào đã lấy lại tinh thần, trong tay hắn chọn một thanh duy nhất một lần phi kiếm, chống đỡ lấy thận của mình. Tống Thư Hàng một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì trước kia ta liền đáp ứng qua muốn cho Julia đạo hữu cùng Ngọc Cầm tiên sinh làm mai tới. Thật vất vả hai người bọn hắn tình cảm lưu luyến tiến vào giai cảnh. Ai muốn giống như Đậu Đậu đi bì một chút, ta liền đem hắn đưa đến trên sao hỏa đi. Bạch tiền bối phân thân chân thành nói. Tống, bảo trụ một mạng, Thư Hàng. Đúng rồi, có quẻ bói sao? Bạch tiền bối nói, ta đột nhiên muốn vì bọn hắn tình cảm lưu luyến tính một quẻ. Bạch tiền bối, ngươi không phải đã nói bản thân không quá biết quái toán sao? Tống Thư Hàng hỏi. Không quá sẽ cũng không đại biểu ta sẽ không. Bạch tiền bối phân thân bình tĩnh nói, mà lại ta có độc môn quái toán pháp. Ta cái này có một bộ quẻ bói, ta đi lấy đến, bạch đạo hữu chờ một lát. Hằng Hỏa chân quân nói. Trong ấn tượng, bộ này quẻ bói là thật lâu trước đó, phân thức từ tiên tử tới quét dọn nho ra lúc, lưu tại hắn nơi này. Tại Cửu Châu Nhất Hào quần cái này hảo hữu vòng tròn thành lập trước đó, Hằng Hỏa chân quân cùng vân thức tử, bạch. Hoàng Sơn một nhóm người chính là lão bằng hữu. Hằng Hỏa chân quân nhanh chóng chạy về bản thân tư nhân biệt viện, tại trong bảo khố đem bộ kia làm bằng bạc quẻ bói tìm ra, lại thật nhanh trở về, hắn sợ bản thân đi lấy quẻ bói thời gian quá dài, bạch đạo hữu cùng đạo hữu khác chờ không được, trực tiếp chạy hắn tư nhân biệt viện tìm quẻ bói, sau đó liền thấy hắn tạp nhạp tư nhân biệt viện, dẫn đến hắn anh danh quét xác. Nhanh chóng sau khi trở về, hắn đem bộ này làm bằng bạc quẻ bói đưa cho bạch phân thân. Bộ này quẻ bói chính là quái toán sư nhóm thường xuyên dùng kiểu dáng, bất quá bình thường quái toán sư dùng chính là trúc phiến hoặc phiến gỗ, mà bộ này quẻ bói thì là bạch ngân tạo thành. Bạch ngân mặc dù rất đáng tiền, bất quá đáng giá là thế tục tiền, không đáng linh thạch. Tống Thư Hàng mấy người xông tới, muốn kiến thức một chút bạch tiền bối độc môn quái toán pháp có cái gì đặc thù chi vật. Bạch tiền bối phân thân bình tĩnh bắt lấy thanh này quẻ bói, trong miệng nói lẩm bẩm. Cẩn thận nghe. Có thể nghe được hắn tại lặp đi lặp lại đọc lấy, tính Julia cùng Âu Dương Viện hôn nhân. Như thế niệm mấy lần về sau, bạch tiền bối nắm chặt tất cả quẻ bói. Hướng về phía trước chuyển tới. Tống Thư Hàng hỏi, muốn ta rút một cây sao? Không cần, chờ quẻ bói tự động nhảy ra, bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng một mặt hiếu kỳ. Cái này quẻ bói tự động nhảy ra, muốn làm sao nhảy? Cảm giác có chút cường thiêm sở nan. Cái này cùng Cao Mỗ Mỗ muốn nằm chờ chữ tự động gõ xong là một cái đạo lý, rất không khoa học. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, cả phòng rung động dữ dội một chút. Thông Nương gắt gao bắt lấy quy tiền bối vỏ, địa chấn. Không cần lo lắng,
là chúng ta Nho gia đệ tử tại chuyển di một số cỡ lớn động phủ bí cảnh phát ra thanh âm. Hằng Hỏa chân quân vội vàng giải thích nói. Nho gia dọn nhà đã tiến vào khâu cuối cùng, đại bộ phận trọng yếu đồ vật đều đã trải qua chuyển rời đến Kim Liên thế giới, hiện tại chỉ còn lại một số thể tích khá lớn hoặc là vận chuyển tương đối khó khăn đồ vật. Tỷ như một số động phủ, cần cả cái chuyển rời đến Kim Liên thế giới, vận chuyển quá trình bên trong, va chạm chạm lúc, sẽ dẫn đến Nho gia biệt viện phát ra như địa chấn thanh âm. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng nói. Cùng một thời gian, đốt một tiếng, Bạch Tiền Bối trong tay có một cây quẻ bói đánh đi ra, rớt xuống đất. Bởi vì vừa rồi chấn động nguyên nhân, Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ. Có lẽ lần sau Cao Mỗ Mỗ lười ung thư phát bệnh lúc, hắn có thể đưa Cao Mỗ Mỗ một cái vi hình chấn động, đang chấn động bên trong, Cao Mỗ Mỗ máy tính bàn phím lăn lộn, va chạm quá trình bên trong, là được rồi. Mã ra một chuỗi loạn mã. Đến lúc đó Cao Mỗ Mỗ nhất định sẽ rất vui vẻ. Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh xoay người, nhặt lên căn này quẻ bói. Quẻ bói bên trên, viết một chuỗi phức tạp quẻ từ, lại có khắc một số hoa văn. Bất quá Bạch Tiền Bối không nhìn những thứ này quẻ từ hoặc hoa văn. Hắn nhìn xuống ký, nói, thứ 9 ký, giáp nhâm. Đại cát, không tệ, bọn hắn cái này một đôi thỏa. Hằng Hỏa chân quân vuốt râu mỉm cười, vậy ta qua một thời gian ngắn tự cùng Hoàng Sơn đạo hữu liên lạc một chút, tranh thủ sớm ngày cho bọn hắn định vị cuộc sống. Bạch đạo hữu cái này một ký cơ hồ có thể nói là chúc phúc, có cái này một ký tại, Chu Ly cùng Ngọc Cầm tiên sinh Âu Dương viện nhân sinh đại sự hoàng không được. Đồng thời, Hằng Hỏa chân quân lặng lẽ cho Âu Dương viện truyền âm, đem cái này tin tức tốt nói cho nàng. Kết thúc công việc, Bạch Tiền Bối phân thân đem quẻ bói thu nạp. Bạch Tiền Bối, không bằng thay ta cũng coi như một quẻ. Tống Thư Hàng chỉ bản thân. Bạch Tiền Bối phân thân trước ngắm nhìn Tống Thư Hàng mi tâm, hừm. Vẫn được, lần này mi tâm không đen. Tống Thư Hàng. Tốt a, ta thay ngươi tính một quẻ. Ngươi có thể coi là cái gì? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Tính hung cát, Tống Thư Hàng nói. Nho ra là chỗ tốt, nhưng cũng là hắn chết số lần nhiều nhất địa phương, sở dĩ đã Bạch Tiền Bối mở quẻ, vậy hắn liền thừa cơ tính toán hôm nay bản thân là hung là cát. Được, Bạch Tiền Bối lần nữa bắt lấy tất cả quẻ bói, lắc lắc. Sau đó đưa chúng nó giống cây quạt đồng dạng mở ra, đưa về phía Tống Thư Hàng. A, không đợi quẻ bói bản thân nhảy ra sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Bạch Tiền Bối phân thân, không có việc gì, liền nhắm ngay ngươi, ngươi đừng nhúc nhích. Tống Thư Hàng đột nhiên não đại động mở, quẻ bói sẽ không lập tức mãnh liệt bắn đi ra, đem ta đâm lạnh thấu tim a. Nếu như ngươi muốn, tiền bối ta có thể thỏa mãn ngươi. Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói. Không không không, không muốn không muốn. Tống Thư Hàng liên tục phất tay. Hoa! Cái này lúc, đột nhiên có một trận gió mạnh thổi tới. Gió này từ cửa sổ thổi nhập, đem trong phòng sách vở, trang giấy, món nhỏ vật phẩm toàn bộ thổi bay. Thông Nương cầm chặt lấy Quy Tiền Bối vỏ, lại là Nho gia dọn nhà sao? Không, lần này là có khách nhân đến. Hằng Hỏa chân quân mỉm cười nói. Cửa sổ. Có một con quang minh bạch hạc vỗ cánh dừng lại. Là bạch hạc chân quân. Vừa rồi gió mạnh chính là lúc nó hạ xuống, cánh vỗ hình thành gió lớn. Đốt. Bạch Tiền Bối trong tay cây quạt trạng mở ra quẻ bói bên trong, có một cây quẻ bói chịu đến phong áp ảnh hưởng, rớt xuống đất. Đến rồi. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay đem quẻ bói nhặt lên, đưa cho Bạch Tiền Bối, mong đợi chờ lấy kết quả. Bạch Tiền Bối phân thân tiếp nhận quẻ bói, liếc một cái. Trả lời, thứ 41 ký, mậu thân, trung cát. Không tệ, hôm nay vận khí của ngươi sẽ không quá kém, mà lại có thể sẽ có chút hảo vận. Tống Thư Hàng trong lòng như chút được gánh nặng, ha ha. Chỉ ít cái này một ký trung cát đại biểu cho hắn sẽ không giống lần trước như thế, chết không ngừng, thậm chí khả năng còn sẽ có chút ít may mắn. Đã như vậy, thừa dịp bản thân hôm nay vận khí không tệ, có cái gì việc cần phải làm. Nhanh lên đem hắn hoàn thành đi. Nói không chừng tại bản thân trung cát vận khí bên dưới, chuyện phiền phức cũng có thể biến thuận lợi, thậm chí sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cái gì. Hằng Hỏa Tiền Bối, Tống Thư Hàng nhiệt tình 10 phần, chúng ta bây giờ liền tiến về Kim Liên thế giới, nhìn xem có biện pháp nào không giải quyết thiên đình mảnh vỡ không cách nào chuyển rời đến Kim Liên thế giới sự đi. Ta hiện tại, toàn thân trên dưới đều là kình, thừa dịp vận khí ta tốt,
nói không chừng có thể đem Nho Gia phiền não vấn đề một hơi giải quyết. Hằng Hỏa Chân Quân gặp Tống Thư Hàng toàn thân là kình dáng vẻ, cười nói, tốt, vậy ta hiện tại liền đi an bài. Thư Hàng tiểu hữu ngươi chờ một lát, một hồi ta mang mọi người tiến về Kim Liên thế giới. Dứt lời, Hằng Hỏa Chân Quân hướng phía cửa sổ vẫy vẫy tay, Bạch Hạc đạo hữu, người hôm nay làm sao có rảnh đến Nho Gia làm khách. Hằng Hỏa đạo hữu ngươi không cần phải để ý đến ta, coi ta là không khí đồng dạng là được, ta sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Bạch Hạc Chân Quân quơ quơ cánh. Hằng Hỏa Chân Quân cũng không thèm để ý, cười ha hả khoát tay áo, sau đó thân hình hắn hóa thành độn quang, lướt về phía Kim Liên thế giới vị trí. Cùng lúc đó, tại hư vô thiên ngoại thế giới, một đạo hai chân thon dài thân ảnh, từ cánh cửa không gian bên trong bước ra, ở sau lưng nàng có một vòng mặt trời nhỏ đi theo cút ra đây, tản ra ấm áp quang mang. Thiên đế duỗi lưng một cái, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Bây giờ Nho Gia bên trong, cũng có thiên đình đã từng thành viên nói đúng ra, là năm đó thiên đình bên trong đã từng có bộ phận Nho Gia đệ tử. Lần trước thiên đạo chi tranh về sau, Nho Gia phá diệt, một lần lâm vào tuyệt cảnh. Nho Gia đệ tử bốn phía bị cửu u tà ma đánh, gần như sụp đổ. Sau đó năm tháng dài đằng đẵng về sau, thiên đế thành lập thiên đình, trấn áp chư thiên vạn giới. Lúc trước thiên đình bao hàm toàn diện, bất kể là Phật, Đạo, Nho, Yêu, Ma, chỉ cần phù hợp điều kiện, đều sẽ được tiếp nhận. Trong đó, thì có một bộ phận Nho Gia đệ tử, gia nhập viễn cổ thiên đình. Thiên đình phá diệt về sau, bộ phận này Nho Gia thành viên truyền nhân bên trong, may mắn người còn sống, trở về Nho Gia. Bộ phận này đệ tử cũng không có cái gì vấn đề, bọn hắn cùng bình thường Nho Gia đệ tử cũng không khác nhau. Bất quá, đã từng thiên đình chính là thiên đế đạo. Chỉ cần gia nhập qua thiên đình, thiên đế liền có thể thông qua bản thân đạo, từ nơi này chút Nho Gia đệ tử trên người, thu thập được một số yếu ớt tin tức. Rất nhiều yếu ớt tin tức tập hợp cùng một chỗ lúc, thiên đế liền có thể dễ như trở bàn tay đạt được mình muốn tình báo. Tỷ như Nho Gia ẩn tàng thiên đình mảnh vỡ, cùng Nho Gia Kim Liên thế giới. Trước đem một bộ phận trọng yếu mảnh vỡ thu hồi lại đi. Thiên đế ám đạo. Nàng cũng không có muốn cùng Nho Gia xung đột chính diện ý tứ, nàng chỉ là muốn lấy về đồ vật của mình. Mà lại trong tay nàng còn có vài kiện Nho Gia không cách nào cự tuyệt đồ vật, tỷ như Nho Gia 13 kiếp tiên bên trong, có mấy vị vẫn là kiếp tiên thân thể, thật đến cuối cùng thời khắc, nàng có thể dùng cái này mấy kiện đồ vật đổi về bản thân thiên đình mảnh vỡ. Thiên đế điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đang chuẩn bị lần nữa mở ra cánh cửa không gian. Nhưng khi nàng đưa tay thời điểm, đột nhiên phát hiện không gian bị phong tỏa. Hôm nay vận khí không tệ, thanh âm của một nam tử vang lên. Thiên ngoại thế giới cái nào đó trong bóng tối, có một bóng người bước ra. Hắn người khoác một đầu cái chăn, nhìn đặc biệt thê lương. Cái gì đều có thể bán tiền bối, chúng ta lại gặp mặt á. Thiên đế nũng nịu nói. Miễn đi, người cái này tiếng tiền bối, ta nhận không dậy nổi. Cái gì đều có thể bán, đại lão khoát tay áo, không nghĩ tới đường đường thiên đế, vậy mà lại như thế. Manh sao, thiên đế hì hì cười nói. Cái gì đều có thể bán, đại lão. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ vốn chính là đồ của ta. Thiên đế duỗi ra ngón tay, chân thành nói, ta chỉ là thu hồi chính ta đồ vật. Vật kia, là ta thông qua chính quy con đường mua được. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói, ta là từ các ngươi viễn cổ thiên đình những người thừa kế trong tay mua được mảnh vỡ, sở dĩ, mảnh vỡ đã là đồ của ta. Tâm tắc, thiên đế đưa tay án lấy bản thân ngực lớn, bại ra đồ chơi, đến lúc đó nhìn ta rút không chết bọn hắn. Như vậy hiện tại, đem mảnh vỡ giao cho ta đi. Cái gì đều có thể bán, đại lão chậm rãi nói, nếu như là viễn cổ thời đại ngươi, ta chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng bây giờ, quả đấm của ta tương đối cứng rắn. Nắm đấm mới là đạo lý quyết định, sở dĩ ngươi phía trước giảng mua bán hợp lý đều là nói nhảm. Đến cuối cùng vẫn là muốn nhìn nắm đấm. Thiên đế nhấc tay nói, tốt ha, ta nhận thua. Như vậy, ba cái Đông Phương Xuân các mảnh vỡ, liền trả lại đạo hữu. Dứt lời, thiên đế đưa tay hất lên, có ba cái tiểu khối bị áp xúc thiên đình mảnh vỡ bị ném đi ra, bay tới cái gì đều có thể bán, đại lão trước mặt. Cái gì đều có thể bán, đại lão một mặt không dám tin. Cái này muốn về bản thân hàng. Hắn đưa tay lật ra một cây kim sắc trường trượng, điểm tại thiên đình mảnh vụn bên trên, kiểm tra một lần.
lại nhưng thật sự là thiên đình đông phương xuân các mảnh vỡ. Hàng thật giá thật, nhưng là, thiên đế quá phối hợp, ở trong đó nếu là không chuyện ẩn ở bên trong đầu của hắn hái xuống cho đệ tử cái gì hàng đều có làm cầu để đá đi. Ngươi đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì, cái gì đều có thể bán. Đại lão trầm giọng nói, hắn đưa tay hất lên, cái chăn đem ba cái viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bao lại, đưa chúng nó thu hồi. Các ngươi những thứ này làm ăn, chính là như vậy, đối với người khác tổng là tràn đầy không tín nhiệm. Ta không phối hợp ngươi, ngươi nói mình quyền đầu cứng, nhất định phải ta đem hàng trả lại cho ngươi. Hiện tại ta phục nhuyễn, phối hợp đem hàng trả lại cho ngươi, ngươi lại giận dỗi. Sở dĩ, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào mới hài lòng. Quá ngạo kiều, không tốt hầu hạ. Thiên đế cười ha hả nói, bất quá, ta liền thích xem đến ngươi cái này xoắn suýt tiểu bộ dáng. Cái gì đều có thể bán đại lão. Ta có thể cho ngươi cam đoan chính là ta trả lại cho ngươi hàng, chính là Đông Phương Xuân các mảnh vỡ. Mà lại, ta cũng không có âm thầm đổi hàng, đây chính là lúc trước ngươi bị ta lấy đi ba cái mảnh vỡ. Thiên đế chậm rãi nói. Sau lưng nàng mặt trời nhỏ, tản ra hào quang chói sáng, sấn thác nàng thịnh thế mỹ nhan. Ngươi động cái gì tay chân, cái gì đều có thể bán đại lão tâm hào tắc. Hắn lần thứ nhất phát hiện, đối thủ đột nhiên phối hợp ngươi lúc, cũng là khó thụ như vậy. Còn không bằng hung hăng đánh một trầu, hắn lại từ thiên đế trong tay đoạt lại thiên đình mảnh vỡ tới an tâm. Động tay chân là khẳng định, đây chính là giữa ngươi và ta năng lực giao phong. Ngươi có thể kiểm tra ra cái này ba cái mảnh vụn bên trên có cái gì âm thầm thủ đoạn, sau đó ngươi đưa nó phá giải, kia chính là ta thua. Trái lại, chính là ngươi thua. Thiên đế xuôi hai tay, trên mặt để lộ ra một loại tự tin mạnh mẽ chi sắc. Ngươi cứ như vậy tự tin, cái gì đều có thể bán. Đại lão thu nạp cái chăn, thân hình một lần nữa co lại thành một đoàn. Bởi vì trẫm là thiên đế có chút ngửa đầu. Cái gì đều có thể bán. Đại lão cười ha ha, thân hình ẩn vào chỗ bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Bất kể là cái gì thủ đoạn nhỏ, chỉ cần cái này ba cái thiên đình mảnh vỡ trên tay hắn, hắn liền nhất định có thể đem thiên đế lưu lại ám thủ tìm cho ra. Điểm ấy, hắn vô cùng tự tin. Cái gì đều có thể bán. Đại lão biến mất, không gian phong tỏa giải trừ. Hảo hảo nghiên cứu đi, cái gì đều có thể bán đạo hữu. Thiên đế mỉm cười, cười nhưng dễ nhìn. Nàng mở ra cánh cửa không gian, bước vào trong đó, tiến về Nho Gia Bạch Vân thư viện phụ cận. Coi như cái gì đều có thể bán đạo hữu nghiên cứu đến năm tới, cũng đừng hòng nghiên cứu ra bất kỳ vật gì đến, bởi vì nàng căn bản cũng không có tại cái kia ba cái thiên đình mảnh vỡ trên lưu lại bất kỳ thủ đoạn nào. Nàng đã có thể tưởng tượng đến cái gì đều có thể bán đau khổ nghiên cứu, cào nát đầu hình ảnh. Nàng liền thích xem đến người khác xoắn suýt bộ dáng. Về phần tại sao như vậy dứt khoát đem ba cái thiên đình mảnh vỡ trả lại cái gì đều có thể bán đại lão. Bởi vì ba cái thiên đình mảnh vỡ bên trong, thứ mà nàng cần cùng nàng đạo có liên quan bộ phận, đã thu về. Coi như không có cái này ba cái mảnh vỡ, nàng cũng có biện pháp đem mảnh vỡ bù lại. Viễn cổ thời đại lúc, thiên đình cũng thường xuyên sẽ có phá bỏ và xây lại, hoặc là bởi vì các loại ngoài ý muốn tạo thành thiên đình bộ phận tổn hại. Mà đã thiên đình sẽ tổn hại, đó là đương nhiên có chữa trị phương pháp. Cái này ba khối mảnh vỡ thể tích không lớn, chữa trị cũng không phiền phức. Cuối cùng, còn có một chút, nàng biết Đông Phương Xuân các người bán là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Cái này có rất lớn thao tác chỗ trống. Nàng và Tống Thư Hàng tiểu hữu ở giữa chơi tương đối vui sướng, sau cùng cái gì đều có thể bán cứng rắn đổi lãng phí thời gian muốn tốt. Hừm, thời gian quý giá. Thiên đế thân ảnh biến mất tại không gian thông đạo bên trong. Nàng còn muốn vội vàng thu về Nho Gia thiên đình mảnh vỡ. Nho Gia. Bạch tiền bối phân thân. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Quy Tiền Bối Thông Nương, Bạch Hạc Chân Quân một nhóm người, tại Hằng Hỏa Chân Quân dẫn dắt đi vào Kim Liên Thế Giới lối vào vị trí. Kim Liên Thế Giới lối vào còn chưa mở. Tống Thư Hàng tại ở gần thời điểm, liền cảm ứng được bản thân hạch tâm thế giới cùng Kim Liên Thế Giới trong lúc mơ hồ sinh ra cộng minh. Bất quá, lần trước Kim Liên Thế Giới sự cố bên trong, Tống Thư Hàng cùng Hằng Hỏa Chân Quân đã hợp lực. Đem Kim Liên Thế Giới cùng Tà Liên Thế Giới ở giữa thông đạo triệt để phong tỏa, quan bế. Sở dĩ, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới cũng đồng dạng không cách nào cùng Kim Liên Thế Giới tiến hành kết nối. Hai cái tiểu thế giới chỉ là có chút cộng minh về sau, liền yên tĩnh trở lại. Tống Thư Hàng xoay đầu lại,
ngắm nhìn bên trên bạch tiền bối phân thân. Không thất thần, không có muốn đột nhiên bế quan, bạch tiền bối phân thân trạng thái rất bình thường. Lại thêm hôm nay bản thân là trung cát khí vật, mi tâm cũng không có hắc khí. Tống Thư Hàng trong lòng đại định. Hằng Hỏa tiền bối, đón lấy đến chúng ta muốn làm chút gì sao? Tống Thư Hàng hỏi. Hằng Hỏa chân quân, ta tới trước cho Thư Hàng tiểu hữu còn có Bạch đạo hữu biểu diễn một lượt đi. Lúc trước ta nghe Thư Hàng tiểu hữu nhắc lên đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến bản thân tiểu thế giới sự tình về sau, liền về Nho gia cũng chuẩn bị như thế thử một chút. Kết quả, quá trình cũng không thuận lợi. Dứt lời, Hằng Hỏa chân quân phủi tay. Nơi xa có Nho gia đệ tử khống chế vài chương kinh hiệt, đem một khối to lớn quảng trường mảnh vỡ vận chuyển tới. Những cái kia kinh hiệt chỉ là Nho gia đệ tử chép lại kinh văn, kích hoạt về sau, hơn 20 chương kinh hiệt liền có thể đem to lớn quảng trường mảnh vỡ vận chuyển. Chúng ta Kim Liên thế giới lối vào so sánh lớn. Hằng Hỏa chân quân giải thích nói, dù cho không thông qua thu nhỏ xử lý, cũng có thể trực tiếp nhét vào khối này quảng trường mảnh vỡ lớn vật thể. Tống Thư Hàng tốt sinh hâm mộ. Nho gia là cả môn phái đi qua hàng ngàn hàng vạn năm cố gắng, một hơi mở ra khổng lồ Kim Liên thế giới. Kim Liên thế giới một sinh ra, liền phi thường to lớn, là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới trước mắt đều là một mình hắn đang cố gắng, tiểu thế giới thể tích hoàn toàn không cách nào cùng Kim Liên thế giới so sánh. Bình thường tới nói, cái khác ngang nhau thể tích vật thể, đều có thể tùy tiện đưa vào đến Kim Liên thế giới. Nhưng là, chuyển di thiên đình mảnh vỡ lúc, sẽ gặp phải phản đạn. Hằng Hỏa chân quân nói, cái kia một đám Nho gia đệ tử, khống chế thiên đình quảng trường mảnh vỡ nhét hướng Kim Liên thế giới. Mảnh vỡ chậm rãi bị đưa vào Kim Liên trong thế giới. Không phải rất thuận lợi sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Vừa dứt lời, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới liền cảm ứng được Kim Liên thế giới, sinh ra cùng loại buồn nôn rung động. Sau một khắc, to lớn thiên phủ quảng trường mảnh vỡ, bị thổ đi ra. Siêu! Có lẽ là chịu đến hạch tâm thế giới ảnh hưởng. Kim Liên thế giới phun ra thiên đình quảng trường mảnh vỡ, vừa vặn hướng phía Tống Thư Hàng bọn người vị trí mãnh liệt bắn mà tới. Làm sao hướng bên này phản xạ? Hằng Hỏa chân quân nói khẽ đối với phản ứng, Nho gia đã sớm chuẩn bị, sở dĩ không cần lo lắng. Cẩn thận, Tống Thư Hàng giữ chặt A Thập Lục tay nhỏ, nắm nàng trốn đến Quy Tiền Bối sau lưng, ngồi xổm xuống. Quy Tiền Bối lúc này là cao 3 mét cự quy hình thái, cái này hình thái hắn, tầm nhìn tương đối cao. Cao 3 mét mai rùa, vừa vặn có thể cho Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục ẩn thân. A, ta làm sao bây giờ? Thông nương kêu lên, nàng bởi vì lười bước đi, lại đem Ngộ Đạo Thạch kẹt tại Quy Tiền Bối trong mai rùa. Nếu như thiên đình mảnh vỡ nện vào Quy Tiền Bối mai rùa bên trên, nàng không phải đến bị nện thành hành tương. Yên tâm đi, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không xảy ra vấn đề. Hằng Hỏa Tiền Bối cười nói. Bị thổ ra viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đụng phải tầng một bình chướng vô hình, bị cản lại, cuối cùng rơi vào Quy Tiền Bối trước người. Yên tâm đi, hôm nay ngươi ít nhất là trung cát vận khí. Chắc chắn sẽ không xuất hiện đứng đấy, lại bị thiên đình mảnh vỡ đập ngã sự. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Có Bạch Tiền Bối câu nói này, Tống Thư Hàng lập tức liền an tâm. Tựa như bây giờ, nhiều nhất nện vào trước mặt, lại chắc chắn sẽ không nện thương ngươi. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối an ủi. Tống Thư Hàng tay phải dục dịch, rất muốn trở tay liền một phát dưỡng đao thuật xuống dưới. Sở dĩ, tựa như vừa rồi dạng này, phần lớn thiên đình mảnh vỡ đều là như thế, liền xem như nhét vào Kim Liên thế giới, nhưng một hồi sau cũng sẽ bị Kim Liên thế giới bài xích đi ra. Hằng Hỏa chân quân nói. Bạch Tiền Bối phân thân ngồi xổm khối kia quảng trường mảnh vỡ bên cạnh, tất cả thiên đình mảnh vỡ, đều sẽ bị bài xích sao? Cơ hồ đều sẽ bị bài xích ra, cho tới bây giờ, Nho gia chỉ có hai khối diện tích rất nhỏ mảnh vỡ, thành công chuyển vào đến Kim Liên thế giới. Sở dĩ, ta mới muốn cho Thư Hàng tiểu hữu tới xem một chút. Hằng Hỏa chân quân trả lời. Tống Thư Hàng đồng dạng tiến lên, đi vào thiên đình mảnh vỡ bên cạnh, đưa tay cảm ứng mảnh vụn này. Cùng tất cả hắn tiếp xúc qua viễn cổ thiên đình mảnh vỡ đồng dạng, Tống Thư Hàng cũng không có cảm ứng ra khác biệt tới. Bạch Tiền Bối. Ngươi thấy thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Còn không có đầu mối, trước hết để cho ta kiểm tra một lần. Một hồi chúng ta lại tiến vào Kim Liên thế giới, nhìn xem thành công bị mang vào hai khối thiên đình mảnh vỡ,
cùng khối này bị bài xích mảnh vỡ có cái gì khác biệt? Ngươi thì sao, có ý kiến gì không? Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng gật đầu nói, vừa rồi, tại thiên đình mảnh vỡ bị đưa vào đến kim liên thế giới thời điểm, ta hạch tâm thế giới cảm ứng được kim liên thế giới tại buồn nôn. Buồn nôn, Hằng Hỏa Chân Quân một mặt mộng bức. Thông Nương vỗ tay phát ra tiếng, nói cách khác, thiên đình mảnh vỡ không phù hợp kim liên thế giới khẩu vị, cảm giác không thể ăn, liền đem hắn phun ra. Đã như vậy, chúng ta để thiên đình mảnh vỡ biến mỹ vị một điểm. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, tỉ như phía trên nó vẩy lên một số mùi thơm vị hành dầu. Thông Nương run lẩy bẩy. Đùa giỡn, người bây giờ là nhân viên, mà lại ta cũng đã đáp ứng không còn tùy ý bóp ngươi hành nhọn. Tống Thư Hàng chân thành nói, trừ phi đi qua chính ngươi đồng ý. Thông Nương liều mạng lắc đầu. Kim liên thế giới sẽ bài xích khối này thiên đình mảnh vỡ, cái kia Thư Hàng ngươi tiểu thế giới sẽ bài xích hắn sao? Cái này lúc, Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng suy tư một lát, nói, Hằng Hỏa Tiền Bối, có muốn thử một chút hay không đem khối này thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến ta tiểu thế giới, nhìn xem ta hạch tâm tiểu thế giới có thể hay không bài xích hắn. Chỉ cần chú ý một chút, đừng để hạch tâm thế giới trực tiếp xung hợp thiên đình mảnh vỡ, làm thí nghiệm. Không có vấn đề, kỳ thật chúng ta cũng nghĩ như vậy. Hằng Hỏa Chân Quân nói. Hằng Hỏa Chân Quân đem Tống Thư Hàng mời đến. Trong lòng cũng là ôm để hắn đem thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến hắn cá nhân tiểu không gian thử một chút suy nghĩ. Vấn đề đến cùng là xuất hiện ở viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bên trên, vẫn là xuất từ nhà mình kim liên thế giới. Dù sao cũng phải thử một chút mới biết được. Vậy liền để ta thử một chút. Tống Thư Hàng xoa xoa đôi bàn tay, ấn tại khối này thiên đình mảnh vỡ bên trên, kêu lên, Bạch Tiền Bối, có biện pháp nào không đem khối này thiên đình mảnh vỡ thu nhỏ một chút? Cắt thành khối đi vào lại tổ hợp, Bạch Tiền Bối phân thân trả lời. Thay cái biện pháp thôi, Tống Thư Hàng nói đây là nho ra đồ vật, không phải hắn, cắt hỏng không quá tốt. Bạch Tiền Bối phân thân ngắm nhìn cái này thiên đình mảnh vỡ lớn nhỏ, suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu, ta cái này có cái pháp thuật có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Chờ một lát một lát. Dứt lời, Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Bạch Tiền Bối đột nhiên biến mất, Tống Thư Hàng trái tim lập tức nhảy tới cổ họng. Bạch Tiền Bối sẽ không lại tại may mắn tác dụng dưới tránh hung su cắt đi. Lần trước tại nho gia kim liên thế giới chết nhiều lần như vậy, hôm nay trở lại chốn cũ, Tống Thư Hàng thần kinh phá lệ mẫn cảm. Thư Hàng ngươi không sao chứ? A Thập Lục gặp Tống Thư Hàng rất khẩn trương dáng vẻ, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn. Không có việc gì, ta hôm nay là trung cát, chắc chắn sẽ không có việc gì. Tống Thư Hàng nói, hắn lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, hôm nay là trung cát khí vận. Khẩn trương lời nói liền hát một bài, có thể làm dịu tâm tình khẩn trương. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đề nghị. 3. Tống Thư Hàng trở tay chính là một phát dưỡng đao thuật rơi vào tâm ma xích tiêu kiếm trên người. Tâm ma xích tiêu kiếm. Hắn lần này là thực tình thiện ý đề nghị a. Bất quá, sảng khoái. Ấy ra ra quả nhiên vẫn là loại cảm giác này nhất bổng. Tâm ma xích tiêu kiếm dễ chịu nói. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, lập tức liền không khẩn trương. Soát. Cái này lúc, Bạch Tiền Bối phân thân lại lần nữa hiện thân. Trong tay hắn bưng lấy một quyển sách nhỏ. Tống Thư Hàng mơ hồ nhìn thấy quyển sách nhỏ này trên viết tụ lý càn khôn chữ. Hừm, đầu tiên là dạng này, sau đó là dạng này. Tiếp theo là đạo ấn. Lại nói tiếp dạng này vận chuyển. Bạch Tiền Bối phân thân một bên nhìn lấy sách nhỏ, một bên cua tay phải, đồng thời bóp lấy đạo ấn. Bạch Tiền Bối đây là đang hiện trường học tập. Vừa nhìn vừa làm, không có gì là ta sẽ không bai, Bạch. Bạch Hạc Chân Quân lấy điện thoại cầm tay ra, hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính nhân loại hình thái, sơ điện thoại nằm trên mặt đất, không ngừng nhúc nhích, chính thử nghiệm đem Bạch Tiền Bối động tác dùng video thu xuống tới. Nguyễn lấy, hắn liền nguyễn đến Tống Thư Hàng bên chân. Thư Hàng nhanh đi một bên, chặn đường, Bạch Hạc Tiền Bối nói khẽ. Tống Thư Hàng, hắn cùng A Thập Lục tránh sang một bên. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói, Bạch Hạc Tiền Bối. Vội vàng đâu, vô luận có chuyện gì, đều đừng ảnh hưởng ta, đây là ta nhân sinh trọng yếu nhất thời khắc mấu chốt, không cho phép có bất kỳ quấy rầy. Bạch Hạc Chân Quân nói. Tống Thư Hàng yên lặng ngậm miệng lại,
cũng đưa tay tại bên miệng làm cái kéo lên khóa kéo động tác hắn lúc đầu muốn nói cho Bạch Hạc tiền bối, điện thoại di động của nó ghi chép video công năng còn chưa mở bắt đầu thu. Nhưng đã Bạch Hạc tiền bối để hắn im miệng, vậy hắn chỉ có im miệng. Thân là hậu bối, hắn đối tiền bối đều rất tôn kính. Không sai biệt lắm minh bạch, Bạch tiền bối phân thân nói, sau đó hắn đem sách nhỏ ném cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp được sách nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta học xong, vô dụng, Bạch tiền bối phân thân nói. Nói cách khác, đưa ta rồi. Tạ ơn Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng đắc ý đem lật ra quyển sách nhỏ này. Bát phẩm pháp thuật tụ lý càn khôn. Bát phẩm huyền thánh có thể tu luyện. Quá trình tu luyện phi thường phức tạp, cần huyền thánh đệ nhất cảnh tiếp xúc pháp tắc cảnh giới về sau, mới có thể bắt đầu học tập. Ta thế nhưng là thiên niên đệ nhất thánh bá Tống huyền thánh A. Sau đó, Tống Thư Hàng lại yên lặng đem quyển sách nhỏ này thu vào. Hắn vẫn rất có tự biết rõ, hắn cái này thiên niên đệ nhất thánh, quá nước. Pháp thuật này, chỉ sợ vẫn là đến đàng hoàng chờ hắn bát phẩm sau mới có thể tu luyện. Trọng yếu nhất chính là, xem không hiểu. Sách nhỏ mặc dù là dùng tiếng Trung viết, phía trên từng chữ tách ra Tống Thư Hàng đều biết, hợp lại cùng nhau về sau, hắn đã bắt mù. Hắn cần hảo hảo suy nghĩ một chút, thừa dịp Bạch tiền bối, Quy tiền bối, Sở các chủ, Xích tiêu kiếm tiền bối đều ở bên người, trước đem sách nhỏ trên nội dung lý giải. Sau đó chờ bát phẩm lúc. Trực tiếp có thể bắt đầu tu luyện. Bên cạnh Bạch Hạc chân quân nằm dạp trên mặt đất, dùng u oán ánh mắt chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối tự tay sờ qua sách nhỏ A. Hằng hỏa đạo hữu, có tay áo rộng thùng thình điểm quần áo sao? Bạch tiền bối phân thân lên tiếng hỏi, hắn là phân thân trạng thái, trên người quần áo cũng không phải là bản thể món kia có thể thiên biến vạn hóa pháp khí y phục. Mời Bạch đạo hữu chờ một lát, Hằng hỏa chân quân mỉm cười nói. Một lát sau, một vị nho gia đệ tử bưng lấy một kiện hoàn toàn mới nho bào tới, đưa cho Bạch tiền bối. Bạch tiền bối muốn thay quần áo sao? Muốn giúp đỡ lấy sao? Bạch Hạc chân quân từ dưới đất nhảy lên một cái, lên tiếng kêu lên. Không cần, Bạch tiền bối hất ra nho bào, trực tiếp mặc trên người, nhẹ nhàng lắc lắc. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, nhắm ngay Bạch tiền bối, mở ra thu video công năng. Bạch tiền bối phân thân lập tức liền muốn thi triển tụ lý càn khôn, một màn này nhất định phải thu xuống tới, về sau học tập hữu dụng. Ân, đúng, học tập dùng. Mặt đơ trạng Bạch tiền bối phân thân, tay trái bấm một cái đạo ấn, tay phải tay áo đối khối kia thiên đình mảnh vỡ nhẹ nhàng một quyền. Một vệt sáng hiện lên, thiên đình mảnh vỡ đã biến mất không thấy gì nữa. Chịu nặng, cảm giác ống tay áo lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt. Bạch tiền bối phân thân nhẹ nhàng vẩy vẩy tay áo tử, nói, hừm, về sau thi triển cái này tụ lý càn khôn lúc, đến phối hợp một kiện chất lượng tốt chút áo bào, hoặc là sẽ tìm một môn pháp thuật thần thông, phối hợp tụ lý càn khôn sử dụng, hiệu quả càng tốt. Thư Hàng, mở cửa. Tới, Tống Thư Hàng đưa tay mở ra hạch tâm thế giới vào miệng. Bạch tiền bối bước chân trong hư không đạp mạnh, trốn vào đến hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng đình chỉ điện thoại ghi hình. Hài lòng nhẹ gật đầu, Bạch tiền bối thi triển tụ lý càn khôn hình ảnh, đã hoàn mỹ thu xuống. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn một cái nằm dạp trên mặt đất Bạch Hạc chân quân, cười hắc hắc. Ngươi nhìn cái gì? Bạch Hạc chân quân nói. Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại, ta trước đó chỉ là muốn nói cho Bạch Hạc tiền bối, điện thoại di động của ngươi ghi chép video công năng còn chưa mở. Từ đầu tới đuôi, ngươi chỉ là cầm màn ảnh đối Bạch tiền bối quơ. Bạch Hạc chân quân. Hắn vội vàng mở ra điện thoại điểm một cái. Một lát sau, hắn cứng lại rồi. Cánh sau lưng trên lông vũ từng cây dựng thẳng lên. Ngươi vì a không sớm một chút nói cho ta biết. Bạch Hạc chân quân nằm dạp trên mặt đất, sức lực toàn thân đều bị rút khô. Tô thị a thập lục che miệng cười khẽ, bởi vì là Bạch Hạc tiền bối chính ngươi để Thư Hàng vô luận chuyện gì cũng đừng quấy rầy ngươi. Bạch Hạc chân quân lệ rơi đầy mặt. Đốt! Cái này lúc! Điện thoại di động của nó thu đến một đầu tin tức. Bá Tống hướng ngươi gửi đi một cái video. Bạch Hạc chân quân. Bạch tiền bối thi triển tụ lý càn khôn lúc video đoạn ngắn. Tống Thư Hàng mỉm cười. Bạch Hạc chân quân, đoạn ngắn. Không hoàn chỉnh bản sao. Bản đầy đủ tự nhiên là có. Tống Thư Hàng chất phác cười một tiếng, cười tựa như cái gì đều có thể bán đại lão, thân thiết hiền lành. Phi,
ta liền xem như đem linh thạch ném trong nhà vệ sinh cũng sẽ không từ trong tay ngươi mua video. Bao nhiêu tiền, ngươi nói cái giá đi. Bạch Hạc Chân Quân cắn răng nói. Đùa thôi, Tống Thư Hàng nắm Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ, bước vào hạch tâm thế giới, cười nói, phát ngươi chính là bản đầy đủ. Hắn điện thoại di động trên lại không có video chế tác công cụ, hắn cũng không hiểu như thế nào đem video cắt chém, phát cho Bạch Hạc Chân Quân đương nhiên là bản đầy đủ. Bạch Hạc Chân Quân một thanh từ dưới đất vọt lên, phủi bụi trên người một cái, đi theo chui vào đến hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng lần này mở ra hạch tâm thế giới chỗ lối vào, ở thế giới biên giới chỗ. Nơi này có một mảng lớn đất trống, là vài ngày trước hắn thay thú tu giới bệnh hoạn tịnh hóa cửu u tà năng về sau, hạch tâm thế giới khuếch trương đi ra mới lãnh thổ. Hạch tâm thế giới ăn no bụng về sau, hiện tại cũng còn tại chậm rãi tiêu hóa, mảnh đất trống này diện tích còn tại không ngừng chậm rãi khuếch trương bên trong. Ta muốn đem thiên đình mảnh vỡ phóng xuất, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng gật đầu nói, không có vấn đề, liền phóng tới nơi này đi. Đồng thời, hạch tâm tiểu trợ thủ hiện lên ở Tống Thư Hàng bên người, hiệp trợ hắn tiến hành điều khiển. Tránh cho thiên đình mảnh vỡ vừa rơi xuống đất, liền bị hạch tâm tiểu thế giới trực tiếp dung hợp cục diệt. Bạch Tiền Bối phân thân tay áo hất lên. Lại là cái kia đạo lưu quang hiện lên. Ầm, khổng lồ thiên đình mảnh vỡ trống rỗng xuất hiện, ầm vang rơi xuống đất. Tại thiên đình mảnh vỡ rơi xuống đất trong nháy mắt, hạch tâm thế giới liền bản năng vận chuyển lại. Đất chống bùn đất hóa thành bùn nhão, bao trùm thiên đình mảnh vỡ cái bệ, ý đồ đưa nó cùng hạch tâm tiểu thế giới dung hợp. Ngừng ngừng ngừng, hạch tâm tiểu trợ thủ tay nhỏ liên tục huy động, phối hợp với Tống Thư Hàng, ngăn lại hạch tâm thế giới quá trình dung hợp. Tiếp thu được Tống Thư Hàng mệnh lệnh về sau, hạch tâm thế giới bùn đất sốt cục dừng lại. Những cái kia bùn nhão bao vây lấy thiên đình mảnh vỡ cái bệ, không tiếp tục càng tiến một bước hành động. Bất quá, bùn nhão còn tại phạm vi nhỏ không ngừng nhúc nhích. Tựa như là tại liếm láp thiên đình mảnh vỡ đồng dạng. Không thể ăn, liếm liếm cũng tốt. Tống Thư Hàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Liếm liền liếm đi, giải thèm một chút, chớ ăn xuống dưới liền tốt. Xem ra, Thư Hàng tiểu hữu tiểu thế giới sẽ không đối thiên đình mảnh vỡ sinh ra bài xích. Hàng hỏa chân quân thở dài đó chính là bọn họ nho ra kim liên thế giới khẩu vị quá kén ăn. Phi thường không bài xích, hơn nữa nhìn đi lên Thư Hàng tiểu hữu hạch tâm thế giới đơn giản bụng đói ăn quàng. Bạch Long tỉ tỉ cười ha hả nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nói, Bạch Tiền Bối, trước đem khối này thiên đình mảnh vỡ một lần nữa nhận lấy đi. Nếu không ta sợ hạch tâm thế giới một thanh liền đem hắn nuốt. Bạch Tiền Bối đưa tay đối thiên đình mảnh vỡ. Ống tay áo lại là hất lên. Lưu quang hiển hiện, thiên đình mảnh vỡ lần nữa được thu vào đến trong tay áo. Hạch tâm thế giới mặt đất những cái kia bùn nhão lưu luyến không rời rụt trở về. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ gãi gãi mặt luôn cảm giác thiên đình mảnh vỡ đang bị một lần nữa thu hồi thời điểm, tựa hồ thiếu một chút cái gì. Là những cái kia bùn nhão tại liếm láp thiên đình mảnh vỡ lúc, liếm đi tầng một cái bệ. Vẫn là liếm đi cái khác thứ gì. Là ảo giác sao? Bạch Long tỉ tỉ thầm nghĩ trong lòng. So sánh với nho gia kim liên thế giới, Tống Thư Hàng hạch tâm tiểu thế giới khẩu vị đơn giản quá tốt. Cái gì đều có thể ăn, cái gì đều có thể dung hợp. Bạch Long tỉ tỉ ngay tại hạch tâm thế giới nhìn thấy các loại kỳ hoa đồ vật. Tỉ như tại hạch tâm thế giới bên trong có một mảnh rừng rậm, nhìn qua liền rõ là tu sĩ mạnh mẽ bồi dưỡng ra đến, tràn ngập sát cơ bí cảnh. Kết quả bị Tống Thư Hàng cả cái đem đến hạch tâm thế giới. Trở thành hạch tâm thế giới một bộ phận. Còn có rất nhiều loạn thất bát tao thiên đình mảnh vỡ, đều bị hạch tâm tiểu trợ thủ một chút xíu sửa sang lại đến, hòa hợp sắp xếp cùng nhau. Cảm giác trên chỉ cần có thể đem đồ vật nhét vào hạch tâm thế giới, liền sẽ bị tiếp nhận. Lại nói, Bạch Tiền Bối, người tụ lý càn khôn lớn nhất có thể trang bao lớn đồ vật. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Cảm giác trên cùng thực lực, cảnh giới có quan hệ. Thực lực càng mạnh. Tụ lý càn khôn có thể chứa đồ vật cũng càng lớn. Nếu như đối không gian năng lực có chỗ lý giải, vận dụng sẽ thuận tay hơn. Bạch Tiền Bối đánh giá một chút, đáp, nếu như là ta, dù sao cũng là vừa học được pháp thuật kia. Không cân nhắc cái khác nhân tố, tận lực đi trang, hẳn là có thể miễn cưỡng chứa đựng một đỉnh núi nhỏ. Loại kia Bạch Tiền Bối quen thuộc pháp thuật kia, thực lực cảnh giới lại đề thăng một đoạn, nói không chừng trực tiếp có thể trang nhập một tòa núi lớn.
Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Cái này tụ lý càn khôn mỹ tích hung ác, tùy thân trang một tòa núi lớn, xem ai khó chịu một tòa núi lớn ném ra ngoài đi, ngẫm lại liền rất xoái. Quy tiền bối từ Tống Thư Hàng trên mặt đọc ra tâm lý của hắn ý nghĩ, hắn cười hắc hắc nói, dùng tụ lý càn khôn trang một tòa núi lớn nện người, còn không bằng đi luyện chế một cái man sơn ấn loại hình pháp khí, tế ra đến liền là một tòa núi lớn áp đỉnh. Đại sơn xoái A, nếu như cảm giác đại sơn khối lượng không được, còn có thể đi trang khỏa đại thiên thạch, gặp mặt liền đến cái thiên thạch độn triển ép toàn trường. Tống Thư Hàng nói, dùng thiên thạch nện người rất xoái. Quy tiền bối nháy nháy mắt, đột nhiên phát hiện mình cùng Tống Thư Hàng ở giữa thật sự có đại câu. Còn không bằng đi tế luyện nó mai rùa, đem mai rùa luyện thành pháp ấn, vừa ném ra đến liền là đại sơn mai rùa, không phải càng bổng. Thư Hàng, mở cửa. Bạch tiền bối phân thân nói, tay áo sắp không chịu được nữa, vừa học được tụ lý càn khôn, sử dụng cảm giác không thuận tay. Có rảnh ta phải đưa nó đơn giản hóa một chút, đổi thành thích hợp chính ta sử dụng kiểu dáng. Tống Thư Hàng vội vàng mở ra hạch tâm thế giới xuất khẩu. Bạch tiền bối nhẹ nhàng nhảy lên, từ hạch tâm thế giới nhảy ra. Đạo hữu khác cùng Tống Thư Hàng lần lượt đuổi theo. Sau lưng, hạch tâm tiểu trợ thủ duy trì mỉm cười, phất tay tiễn biệt. Bạch tiền bối tay áo xoay chuyển, một lần nữa đem cái kia thiên đình mảnh vỡ phóng xuất ra. Nếu là có thể làm cho tay áo biến rắn chắc điểm pháp thuật liền tốt. Bạch tiền bối phân thân nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vẩy vẩy tay áo tử. Tống Thư Hàng thốt ra, thiết tụ công. Thiết tụ công, nghe liền rất yếu. Bạch tiền bối nói, theo lý thuyết tụ lý càn khôn bản thân hẳn là có cường hóa tay áo công hiệu, chờ có cơ hội, ta suy nghĩ lại một chút. Nếu không tại tay áo trên phụ mấy cái trận pháp, cường hóa một chút. Tống Thư Hàng đề nghị. Chờ ta nghiên cứu thêm một chút. Sau đó, Bạch Tiền Bối lại đối Hằng Hỏa Chân Quân nói, Hằng Hỏa đạo hữu, đón lấy đến chúng ta tiến Kim Liên thế giới đi, ta muốn thấy nhìn trước đó thành công bị đưa vào đến Kim Liên thế giới thiên đình mảnh vỡ cùng phía ngoài thiên đình mảnh vỡ khác nhau ở chỗ nào. Tốt, các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Hằng Hỏa Chân Quân gật đầu. Mở ra Kim Liên thế giới lối vào. Bạch tiền bối phân thân cùng một nhóm đạo hữu tiến vào Kim Liên thế giới. Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục xếp tại cuối cùng. Hắn cùng A Thập Lục đang chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên có một con rộng thùng thình bàn tay, đập ở trên vai hắn, nha, bá Tống đạo hữu lại gặp mặt. Xoát! Tống Thư Hàng trên người hộ thể công đức chi quang, đạo ý khôi giáp, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong khôi giáp, rùa thuẫn. Có tầm 10 loại phòng ngự, trong nháy mắt bắn ra. Cái này rộng thùng thình bàn tay chủ nhân, lúc nào tiếp cận, hắn lại nhưng không có chút nào cảm giác liền công đức xà mỹ nhân cùng xích tiêu kiếm tiền bối đều không kịp phản ứng. Nếu như cái bàn tay này không phải đập Tống Thư Hàng bả vai, mà là đối sau lưng của hắn đến một đao, Tống Thư Hàng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Quang minh chính đại đâm lưng chí mạng nhất. Bá Tống đạo hữu, phòng ngự của ngươi, tương đương có đặc sắc. Bàn tay kia chủ nhân ha ha cười nói. Tống Thư Hàng quay đầu, liền phát hiện một vị mọc ra đại chúng mặt nhìn liền tương đương nhìn quen mắt nam tử, đang đứng sau lưng hắn, vẻ mặt tươi cười. Nói là đại chúng mặt, nhưng trên thực tế trung niên nam tử này rất có hương vị, càng xem càng cảm giác có khí chất. Nếu như chân hắn trên mặc ngược giày có thể mặc chính, thì tốt hơn. Tống Thư Hàng hơi nhíu lên lông mày vị này đại thúc tuổi trung niên tốt nhìn quen mắt, tựa hồ tại cái nào gặp qua. Mà lại hẳn là gần đây bên trong gặp qua. Nhưng ký ức tựa hồ lại chịu ảnh hưởng, làm sao cũng nhớ không nổi trương này nhìn quen mắt mặt. Cái này rất không bình thường. Lấy hắn bây giờ lục phẩm trí nhớ, dưới trạng thái bình thường, ký ức ấn tượng tuyệt đối sẽ không yếu như vậy gà. Vị trung niên nam tử này vui a chỉ mình mặt, ta là lái thay sư phó a. Bạch Long tỷ tỷ. Gia hỏa này quả nhiên lẫn vào đến nho ra bên trong tới. Nguyên lai là đạo hữu A, người làm sao cũng tiến Bạch Vân Thư Viện rồi. Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi. Bởi vì ta vốn chính là nho gia đệ tử, trở dùm đại thúc mặt mỉm cười, trên thực tế, ta lúc đầu mục đích chính là Bạch Vân Thư Viện, sở dĩ thuận tay liền tiếp các ngươi lái thay tờ đơn. Xin hỏi đạo hữu đạo hiệu, Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng hỏi. Đạo hiệu lời nói đại gia tùy tiện kêu to lên. Dù sao, ta nói về sau, vừa quay đầu. Đại gia liền quên đi. Trở dùm đại thúc trả lời. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, thì
thiên đạo phòng tối. Vẫn là thần kỳ kiếm sĩ tiền bối truyền thừa. Thần kỳ kiếm sĩ truyền thừa là cái gì? Trở Dùm đại thúc một mặt mộng bức. Là một vị đáng tin tiền bối. Tống Thư Hàng vỗ ngực nói, phi thường thân thiết, trưởng cũng soái khí, thực lực cường đại, là ta phi thường tôn kính một vị tiền bối. Tô Thị A Thập Lục. Trên người ta trạng thái, là cùng loại thiên đạo phòng tối trạng thái. Sau đó ta hiện tại là dựa vào bí pháp, tạm thời đi ra hoạt động. Không nghĩ tới bá Tống đạo hữu cũng biết thiên đạo phòng tối, quả nhiên học thức uyên bác. Trở Dùm đại thúc nói. Bởi vì ta đã từng bị giam phòng tối qua, Tống Thư Hàng nói. Trở Dùm đại thúc chấn kinh nhìn qua Tống Thư Hàng, ngươi lại còn có thể được thả ra. Hừm, quan chính là ngắn hạn, không lâu liền phóng ra tới. Tống Thư Hàng trả lời. Trở Dùm đại thúc cảm thán nói, bá Tống huyền thánh nhân sinh kinh lịch, phong phú biết bao. Bạch Long tỉ tỉ chằm chằm vào lái thay đại thúc, như có điều suy nghĩ. Đạo hữu tìm ta có việc, Tống Thư Hàng hỏi đồng thời. Trong lòng của hắn nhớ tới Nho Gia Tôn này liền mặt đều bị xóa đi 13 kiếp tiên đứng đầu pho tượng. Dù sao việc này thật trùng hợp, dùng ngón chân ngẫm lại, đều sẽ tự nhiên mà vậy đem cả hai liên hệ tới. Hừm, ta chỉ là đột nhiên có một ý tưởng, muốn tìm bá Tống đạo hữu nghiệm chứng một chút. Lái thay đại thúc đi vào khối kia thiên đình mảnh vỡ bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve mảnh vỡ, bá Tống đạo hữu, có thể hay không đem khối này thiên đình mảnh vỡ trước thu nhập đến ngươi hạch tâm thế giới. Sau đó lại đưa nó trở vào đến Kim Liên thế giới, lại đem hắn phóng xuất ra. Có khác nhau sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, Kim Liên thế giới bài xích thiên đình mảnh vỡ, coi như đưa nó cứng rắn nhét vào, vẫn là sẽ bị phun ra a. Trừ phi tìm tới Kim Liên thế giới buồn nôn nguyên nhân bệnh, nếu không cứng rắn nhét cũng không phải biện pháp. Sở dĩ, chỉ là một cái thí nghiệm, Trở Dùm đại thúc mỉm cười nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không miễn phí làm cho đạo hữu hỗ trợ. Trong tay của ta có kim cương tự tuyệt truyền bí pháp kim cương thần phạt đại thủ ấn cuốn một cái, thế nào, muốn hay không? Mặc dù cái này đại thủ ấn chỉ là tam phẩm bí pháp, bất quá bí pháp này ngoại giới đã thất truyền, phi thường chân quý. Đối mặt sẽ đưa tuyệt thế thần công là không thể nào, hắn lại không làm công pháp bán buôn. Bất quá, nếu muốn học tập kim cương tự chân chính vô thượng thần thông, cái này đại thủ ấn ngược lại là khối nước cờ đầu. Kim cương tự tuyệt học. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới bản thân kim cương cơ sở quyền pháp cùng tiến giai nhị phẩm quyền pháp kim cương phục ma quyền. Nhưng kim cương tự tuyệt truyền bí pháp, vì sao lại ở Nho Gia đại lão trong tay? Bởi vì ta gần nhất vừa vặn quen biết một vị kim cương tự đại sư, hắn phong cách vẽ chính là ta hướng tới loại hình. Phảng phất toàn thế giới cơ bắp đều dài đến trên người hắn đồng dạng, cường tráng sinh trưởng. Ta cùng hắn giữa lẫn nhau giao lưu riêng phần mình sở học. Về sau từ trong tay hắn đạt được cái này quyển kim cương thần phạt đại thủ ấn. Trở Dùm đại thúc đồng dạng có được đọc mặt thuật, đọc ra Tống Thư Hàng suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh hồi phục. Cái này kim cương thần phạt đại thủ ấn lúc thi triển, có thể dẫn phát thần phạt thần thông sấm sét, đồng thời có thể ngưng tụ ra một đầu khổng lồ Phật tông thủ ấn, uy lực bất phàm, phi thường thích hợp lôi hỏa thuộc tính bá Tống đạo hữu. Trở Dùm đại thúc mắt liếc Tống Thư Hàng. Hắn có thể nhìn ra Tống Thư Hàng tu luyện có 3 loại cường hoành tôi thể thần công, trong đó có hắn Nho Môn Nho Gia Kim Cương Thân, còn có một loại hẳn là Thánh Viên Long Lực thần công, còn cuối cùng một loại, hắn nhìn không ra dấu vết tới. Mà lại, hắn đã sớm biết Tống Thư Hàng tu luyện có Kim Cương cơ sở quyền pháp cùng Kim Cương phục ma quyền, là lấy 2 loại Kim Cương tự quyền pháp trúc bên dưới tu luyện cơ sở. Sở dĩ, bá Tống đạo hữu muốn hay không phối hợp với ta làm cái này thí nghiệm. Trở Dùm đại thúc mỉm cười. Bạch Long tỉ tỉ, ngươi thấy thế nào? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hỏi. Đưa tới cửa công pháp, lại là nhấc tay chi lao, làm gì không muốn? Bạch Long tỉ tỉ trả lời, nàng ngắm nhìn Trở Dùm đại thúc. Vị này là tại thay thế kim cương tự bằng hữu tìm người thừa kế sao? Nhưng Tống Thư Hàng tu luyện rất tạp, muốn để hắn toàn tâm toàn ý kế thừa kim cương tự tuyệt học, sợ là sẽ phải làm đối phương thất vọng. Như vậy. Hợp tác vui vẻ, tiền bối. Tống Thư Hàng đưa tay nói. Lái thay đại thúc duỗi ra tay trái của mình, cùng Tống Thư Hàng tay phải nắm chặt lại, hợp tác vui vẻ. Tống Thư Hàng. Buông tay sau. Ta đi đem bạch tiền bối kêu đi ra. Tống Thư Hàng nói. Hắn muốn đem thiên đình mảnh vỡ chứa vào hạch tâm thế giới, cần bạch tiền bối tụ lý cản khôn phối hợp. Không cần làm phiền người khác, ta đến là được rồi. Trở Dùm đại thúc nói.
vừa vặn ta có loại pháp thuật, muốn thử một lần hiệu quả. Dứt lời, hắn đưa tay nhắm ngay thiên đình mảnh vỡ, trưởng trung Phật quốc. Lại là Phật môn tuyệt kỹ. Tống Thư Hàng một mực chằm chằm vào lái thay đại thúc trong tay Phật gia thần thông. Hẳn là, vị này nho gia đại năng nhưng thật ra là Phật gia mật thám. Đừng nhìn ta như vậy. Lái thay đại thúc sử dụng trưởng trung Phật quốc đem thiên đình mảnh vỡ thu lại về sau, thấp giọng nói, nếu như ta sử dụng nho gia bí pháp, sẽ khiến to lớn dị tượng, cả cái nho gia Bạch Vân Thư Viện đều sẽ chấn động. Đến lúc đó, sẽ khiến rất nhiều người chú ý, liền không thể lại bảo trì điệu thấp. Cái này không phù hợp ta điệu thấp phong cách. Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện mình bộ mặt ngôn ngữ kho còn chưa đủ phong phú, hắn đều không biết muốn lộ ra dạng gì biểu lộ, đến đối mặt lái thay đại thúc. Đi, đại huynh đệ mở môn, ta đem cái này thiên đình mảnh vỡ đưa đến thế giới của ngươi đi. Lái thay đại thúc cầm trong tay vàng óng ánh trưởng trung Phật quốc thần thông. Tại cái này cỡ nhỏ Phật quốc bên trong, có Phật âm trận trận, có hương khí phiêu giật, tựa như là Tây Phương Cực Lạc thế giới ảnh thu nhỏ. Kỳ thật, đạo hữu ngươi sử dụng Phật gia thần thông thời điểm, cũng là thanh thế 10 phần. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn mở ra hạch tâm thế giới lối vào. Cái này thanh thế đã rất nhỏ, lái thay đại thúc nhẹ nhàng nhảy một cái, chui vào đến bên trong không gian này. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục theo sát phía sau. Vẫn như cũ là bạch tiền bối trước đó xoay tròn thiên đình mảnh vỡ đất trống. Đạo hữu trước đem thiên đình mảnh vỡ buông xuống, Tống Thư Hàng hỏi. Lái thay đại thúc lập tức lấy trưởng trung Phật quốc, nhẹ nhàng vung lên, thiên đình mảnh vỡ lại một lần nữa được phóng thích đi ra. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Hạch tâm thế giới mặt đất bùn đất lần nữa hóa thành bùn nhão, bao trùm thiên đình mảnh vỡ cái bệ, bắt đầu liếm. Nhưng lần trở lại này, hắn liếm lấy mấy lần về sau, những cái kia bùn nhão liền rụt trở về. À, Tống Thư Hàng trong lòng có chút hiếu kỳ. Trước đó hạch tâm thế giới rõ ràng liếm vô cùng có lực, lần này làm sao biến thành không hứng thú lắm dáng vẻ. Điều này cũng làm cho Tống Thư Hàng nhớ tới bản thân lúc còn nhỏ ăn tự chế nước chè tiểu băng côn hồi ức, hắn ưa thích cắn nước chè tiểu băng côn một trận cuồng hút, đem ngọt phần trước hút rơi. Còn lại chính là vụn băng là nhạt, không hương vị. Có phải hay không là cái này thiên đình mảnh vỡ cũng bị hút không hương vị, sở dĩ hạch tâm thế giới liếm lấy hai cái liền liếm bất động rồi. Lại nói, bá Tống đạo hữu, ngươi lòng cảnh giác quá yếu, lúc này... Lái thay đại thúc đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, a, tiểu thế giới này, hẳn là ngươi át chủ bài a. Lái thay đại thúc nói, bình thường mà nói, có được thế giới nhỏ như thế này, khẳng định là bảo mệnh át chủ bài. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu trên lý luận mà nói, không sai. Mặc dù lá bài tẩy này, dùng tới số lần không nhiều. Nếu là bảo mệnh lá bài tẩy lời nói. Ngươi sao có thể để cho ta một cái nhận biết không lâu người, tùy ý tiến vào bên trong. Lái thay đại thúc chân thành nói, nếu như ta lòng mang ác ý, tại ngươi tiểu thế giới này làm phá hư, thậm chí phá hủy ngươi tiểu thế giới này, ngươi lá bài tẩy này liền sẽ bị hủy diệt. Chớ xem thường tu sĩ lực phá hoại, đặc biệt là nắm giữ không gian pháp tắc tu sĩ, vỡ nát một cái tiểu thế giới không gian cũng không khó khăn. Sở dĩ lần sau, tuyệt đối không muốn tùy ý để cho người ta tiến vào ngươi tiểu thế giới. Ngươi tiểu thế giới này, phi thường chân quý. Tống Thư Hàng yên lặng nhẹ gật đầu, tạ ơn đạo hữu nhắc nhở. Đồng thời, hắn lại lặng lẽ ngắm nhìn Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ còn tại A Thập Lục thể nội đây. Kỳ thật, vừa đạt được hạch tâm tiểu thế giới lúc ấy, Tống Thư Hàng cũng là vô cùng cẩn thận, ngoại trừ mấy cái tin qua, đáng tin tiền bối bên ngoài, hắn không đem tiểu thế giới này tin tức tiết lộ cho bất luận kẻ nào, hoàn toàn đem hạch tâm thế giới xem như bảo mệnh cuối cùng át chủ bài. Về sau một ngày nào đó, hạch tâm tiểu thế giới cùng bạch tiền bối tà liên thế giới, khai thông hảo hữu quan hệ. Lại về sau, Tống Thư Hàng ý nghĩ liền cải biến. Trên thực tế, bây giờ, nếu có cường đại đến Tống Thư Hàng cũng đối phó không được địch nhân, nguyện ý tiến vào hắn hạch tâm thế giới, hắn là giơ hai tay hai chân đồng ý. Dù sao chỉ cần tiến vào hạch tâm thế giới, chẳng khác nào tiến vào bạch tiền bối mí mắt dưới đáy nhảy nhót. Hơn nữa. Còn là tại bạch tiền bối chân thân mí mắt dưới đáy nhảy nhót, không phải cỗ kia bạch tiền bối dùng để tại hiện thế hành tẩu hình chiếu hóa thân. Ở vào cửu u thế giới cửu u chúa tể chân thân độ mạnh, Tống Thư Hàng mãnh liệt đề cử. Đương nhiên, lái thay đại thúc nói rất có lý.
phải tăng gấp bội cẩn thận. Dù sao địch nhân nhảy nhót đến Bạch Tiền Bối xuất thủ khẳng định có cái thời gian kém. Trước kia hạch tâm thế giới loạn thành một bầy, bên trong cũng không có vật chân quý, sở dĩ coi như bị phá hư một bộ phận, Tống Thư Hàng cũng không đau lòng. Mà bây giờ, hạch tâm thế giới bên trong tập đầy các loại bảo vật, lại khai khẩn ra linh thực, nuôi không ít linh thú. Những vật này đều phi thường đáng tiền. Đến tại hạch tâm thế giới bên trong thêm một số bảo hộ biện pháp phòng ngự không cần rất bền bỉ, chỉ cần tại Bạch Tiền Bối xuất thủ trước đó, đem kéo vào hạch tâm thế giới địch nhân công kích ngăn lại, phòng ngừa hắn phá hư hạch tâm thế giới liền đủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Thư Hàng trong đầu, nhanh chóng hiển hiện mấy cái cấu tứ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hạch tâm thế giới bầu trời, công đức xà mỹ nhân bây giờ không làm gì, liền sẽ tới dệt tấm kia hạch tâm công đức long lạc, chờ chương này cùng loại long lạc lưới lớn bện hoàn thành, hạch tâm tiểu trợ thủ liền có thể giống long lạc tiểu trợ thủ đồng dạng, điều động hạch tâm thế giới lực lượng, tiến hành phòng ngự. Hạch tâm tiểu trợ thủ vốn chính là long lạc tiểu trợ thủ số liệu phục chế thể, long lạc tiểu trợ thủ hội những cái kia phòng ngự bố trí, hạch tâm tiểu trợ thủ đồng dạng có thể một chút xíu hoàn nguyên đi ra. Còn có viễn cổ thiên đình các mảnh vỡ lớn bên trong, tương đối hoàn chỉnh mấy cái, đều tự mang phòng ngự biện pháp tỉ như Đông Chi Điện, Công Đức Điện, Tam Thập Tam Thú Thần Bộ Nhà Vệ Sinh, số 111 thiên đình quán cơm các loại. Tại viễn cổ thiên đình thời đại, khẳng định có một cái hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống, có thể đem từng cái cung điện ở giữa phòng ngự thể nối thành một mảnh. Cái này đến lúc đó có thể tham khảo một chút, phối hợp với hạch tâm tiểu trợ thủ tận lực đem thiên đình phòng ngự hệ thống dựng lại. Cuối cùng, sở các chủ một mực ngâm mình ở trong nước cũng rất nhàm chán. Có rảnh có thể hướng nàng thỉnh giáo bên dưới, như thế nào bố trí phòng ngự, thủ hộ hạch tâm thế giới. Nếu như sở các chủ có hứng thú, nguyện ý gia nhập hạch tâm tiểu thế giới phòng ngự hệ thống thì tốt hơn. Một vị trường sinh giả trấn giữ hệ thống phòng ngự, thoải mái. Tốt nhất có thể tại hạch tâm thế giới bố trí mấy cái có lực sát thương khu vực. Tựa như hắn cùng Bạch Tiền Bối cả cái chuyển vào tới Tử Vong Xâm Lâm bí cảnh đồng dạng. Đến lúc đó đối mặt một số thực lực không phải rất mạnh địch nhân, Tống Thư Hàng đều không cần lãng phí thời gian, chỉ cần bắt lấy hoặc khóa chặt địch nhân, đem bọn hắn ném vào hoặc hướng dẫn đến hạch tâm thế giới bên trong, chuyển rời đến những thứ này giết vực bí cảnh bên trong. Tống Thư Hàng linh cảm không ngừng dâng lên, hắn đem những thứ này linh cảm một mực ghi lại. Hắn đột nhiên phát hiện, bản thân hạch tâm thế giới thật sự là tiềm lực vô tận. Não động lớn bao nhiêu, hạch tâm thế giới tương lai liền lớn bấy nhiêu. Tạ ơn đạo hữu nhắc nhở, Tống Thư Hàng lần nữa hướng Lái Thay Đại Thúc nói cảm tạ. Lái Thay Đại Thúc lần này lại ngoài ý muốn trầm mặc một lát, ta luôn cảm giác, bá Tống đạo hữu ngươi tại cấu tứ vô cùng nguy hiểm đồ vật. Tống Thư Hàng, ta thế nhưng là hòa bình nhân sĩ, tổ quốc tương lai người nối nghiệp. Lái Thay Đại Thúc. Hắn cùng bá Tống Huyền Thánh ở giữa quả nhiên có đại câu. Chủ đề trò chuyện một chút, liền không ở một cái kênh. Thư Hàng, A Thập Lục, hai người các ngươi chạy đi đâu rồi? Còn không có vào, cái này lúc, Bạch Tiền Bối truyền âm thanh, hiện lên ở Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục bên tai. Bạch Tiền Bối kêu, Tống Thư Hàng nói, chúng ta lập tức tiến Kim Liên thế giới. Đi thôi, Lái Thay Đại Thúc gật đầu nói. Nho ra Kim Liên thế giới vào miệng. Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục đứng dậy tiến vào, nhưng là vị kia Lái Thay Đại Thúc nhưng không có theo vào tới. A Thập Lục hiếu kỳ quay đầu, phát hiện vị Đại Thúc kia đối nàng và Thư Hàng phất tay. Đạo hữu không tiến vào, Tống Thư Hàng hỏi. Điệu thấp, ta phải bảo trì điệu thấp, các ngươi đi vào, sau đó mời Bạch Thánh hỗ trợ đem thiên đình mảnh vỡ lấy ra. Ta ở chỗ này chờ đạo hữu thí nghiệm kết quả, Lái Thay Đại Thúc nói. Đạo hữu sẽ không đột nhiên liền lại biến mất ha. Tống Thư Hàng nói đã nói xong kim cương thần phạt đại thủ ấn hắn còn chưa tới tay đây. Lái Thay Đại Thúc tinh thông đọc mặt thuật, lập tức đọc ra Tống Thư Hàng ý niệm trong lòng. Hắn đưa tay lấy ra một bản đặt trước trang thật dày sách vở, ném cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mở ra xem, quả nhiên là kim cương tự phong cách, trong sách vở vẽ lấy một cái cơ bắp tăng nhân vận chuyển đồ. Cách vài trang còn sẽ có công pháp khẩu quyết bổ sung. Bản này kim cương thần phạt đại thủ ấn chế tác thủ pháp, dùng thị giác tạm lưu hiện tượng hiệu quả. Người bắt lấy quyển sách này, nhanh chóng lật qua lật lại thời điểm, người liền sẽ phát hiện quyển sách này trên nội dung giống sống đồng dạng, động. Lái Thay Đại Thúc giới thiệu nói. Tống Thư Hàng,
loại thủ pháp này ta nghe nói qua. Hắn tóm lấy bản này Kim Cương Thần Phạt Đại Thủ Ấn, nhanh chóng lật qua lật lại, trên đó nội dung tựa như anime đồng dạng, ăn khớp biến hóa. Đến lúc đó đạo hữu người trước tiên có thể ghi lại công pháp khẩu quyết, sau đó bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại, nhìn nhiều mấy lần liền có thể bắt đầu học tập cái này Kim Cương Thần Phạt Đại Thủ Ấn, đơn giản thực dụng. Năm đó Kim Cương tự người sáng lập vì để cho các đệ tử có thể tự học thành tài, đã dùng hết tâm tư. Đáng tiếc Kim Cương tự truyền thừa. Lái thay đại thúc tiếc nuối nói. Đa tạ đạo hữu, Tống Thư Hàng đem bản này Kim Cương Thần Phạt Đại Thủ Ấn thu vào. Một chiêu này tu luyện thành công về sau, đưa tay liền có thể ném ra một đầu hỗn hợp thần phạt chi lôi uy lực đại thủ ấn, nghe cũng cảm giác phi thường mạnh mẽ. Mà lại, nghe được đại thủ ấn thần phạt chi lôi tổ hợp lúc, Tống Thư Hàng lập tức liền sẽ nghĩ tới cửu phẩm thiên kiếp bên trong cái kia thì cấp trưởng tâm lôi, cảm giác cả hai phong cách vẽ có chút tương tự. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục quay người, tiến vào Kim Liên thế giới. Lái thay đại thúc có chút khẩn trương canh giữ ở hạch tâm thế giới bên ngoài, chờ lấy Tống Thư Hàng đi ra. Hy vọng bá Tống Huyền Thánh thí nghiệm có thể thành công đi. Hắn nói khẽ. Nếu như thí nghiệm thành công, liền có thể một hơi đem nho ra trong tay tất cả thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến Kim Liên thế giới. Cứ như vậy, có thể chậm lại thiên đế một lần nữa xây dựng thiên đình ngày, từ đó để hiện tại thiên, tiếp tục bảo trì không hoàn chỉnh trạng thái, sớm điểm thoái vị. Mà nho ra Kim Liên thế giới đạt được đông đảo viễn cổ thiên đình mảnh vỡ mở rộng, đối tương lai phát triển sẽ càng có chỗ tốt. Kim Liên thế giới. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục khóa chặt bạch tiền bối khí tức, nhanh chóng tiến đến cùng các tiền bối tụ hợp. Nha, Thư Hàng ngươi mới vừa rồi cùng Tiểu Thập Lục chạy đi đâu rồi? Bạch Hạc Chân Quân bưng chén trà, nhàn nhã nhìn qua Tống Thư Hàng. Tại xem xét thiên đình mảnh vỡ một chuyện bên trên, hắn không giúp được, chỉ có thể ở một bên sung mãn không khí. Mới vừa ở cổng gặp được một vị đạo hữu, hàn huyên vài câu. Tống Thư Hàng nói.